Chương 631 buồn cười. Vương Tổng nhìn chính mình người chủ động đứng ra, nàng mở miệng nói, ta vị tiểu huynh đệ này, tên là Sương Hiểu Đông, vừa mới xuất ngũ, từng phục dịch với lưỡi dao sắc bén đại đội. Vương Tổng giới thiệu, không có Hồ Tổng giới thiệu nhiều như vậy, nhưng nàng lời nói, sở mang đến chấn động, hoàn toàn không phải Hồ Tổng có thể bế. Lưỡi dao sắc bén chi danh, phàm là đặc chiến đội, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút nghe nói qua. Ở đặc chiến đội viên trong mắt, lưỡi dao sắc bén đại đội, tràn ngập thần bí sắc thái, bọn họ sở chấp hành nhiệm vụ, kia đều là tối cao cơ mật. Khâu Cường ánh mắt tỏa định ở Sương Hiểu Đông trên người. Giang Tĩnh ánh mắt, cũng tỏa định tới rồi Sương Hiểu Đông trên người. Giang Tĩnh đồng dạng nghe nói qua lưỡi dao sắc bén chi danh, nàng đã từng phục dịch thời điểm, huấn luyện viên nói qua, lưỡi dao sắc bén sẽ từ đại đội chung chọn lựa một người tiến hành huấn luyện, làm đại gia tất cả đều nỗ lực huấn luyện, lấy ra tốt nhất trạng thái, từ điểm này, là có thể nhìn ra, lưỡi dao sắc bén thực lực, rốt cuộc như thế nào, kia tuyệt đối so với Thiên Lang đặc chiến đội, phải mạnh hơn rất nhiều. Giang Tĩnh không khỏi có chút lo lắng, nếu là lưỡi dao sắc bén người, kia Trương Huyền lúc này đây, có thắng lợi có thể sao? Sương Hiểu Đông thân cao có 1m8, làn da có vẻ so Khâu Cường bức trắng nõn một ít, hắn đi đến sân bắn mà trước, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, liền ấn xuống bắt đầu cái nút, hắn lấy thương trang đạn động tác, không có giống Khâu Cường như vậy nhanh chóng, ngược lại có chút chậm chậm cảm giác ở bên trong, theo Sương Hiểu Đông dọn xong nhắm chuẩn tư thế, phanh 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 thanh âm liên tục vang lên, hắn xạ kích động tác, so Khâu Cường bức mau thượng không ít. Ở 30 giây đếm ngược còn thừa 10 giây thời điểm, Sương Hiểu Đông 30 phát đạn, toàn bộ xạ kích xong, tính hóa trang đạn thời điểm hao phí thời gian, hắn xạ kích dùng khi, so Khâu Cường bước nhanh 6 giây. Từ điểm đó, cũng đã có thể nhìn ra hai bên chi gian thực lực chênh lệch. Khâu Cường trong mắt nhiều một ít ngưng trọng. Trong đại sảnh mọi người nhìn đến Sương Hiểu Đông xạ kích thành tích, cùng Khâu Cường hoàn toàn tương đồng, 29 cái 10 hoàn, 1 cái 9 hoàn. Loại này thành tích, nói như vậy, đều là mãn phân, liên tục 30 phát xạ kích, hơn nữa súng ống sở mang theo sức giật, cơ hồ không ai có thể đủ làm được một chút đều không mất lầm, cái này có thể là cực kỳ bé nhỏ. Sương Hiểu Đông buông thương, đôi tay cắm túi đi đến một bên, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông biểu hiện ra ngoài thực lực, đã hoàn toàn làm Hằng Thành bên này trung niên đội trưởng hết hy vọng, hiện tại, còn lại hai cái công ty đều bình xét cấp bậc xong, chỉ còn Hằng Thành. Giang Tổng, nên các ngươi, thỉnh đi, Bụng Phệ Hồ Tổng mở miệng nói. Giám khảo Tịch Thượng Mục cục sắc mặt thật không đẹp, hắn cũng từng có bộ đội trải qua, biết Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông làm được kia một màn, có bao nhiêu khó, Hằng Thành giữa, trừ bỏ Giang Tĩnh bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể làm được, lúc này đây, Hằng Thành thất bại a, những người này biết vô pháp quá mức trắng trợn táo bạo gian lận, liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp ra tới nghiền áp Hằng Thành. Giang Tổng, phái các ngươi người xuất hiện đi. Vương Tổng cũng ra tiếng. Vương Tổng hòa Hồ Tổng hai người, kia đều có tất thắng tin tưởng, bọn họ nghĩ ra biện pháp này, chính là đã điều tra quá Hằng Thành, ở Hằng Thành giữa, trừ bỏ Giang Tĩnh bên ngoài, căn bản là không có xạ kích phương diện này nhân tài. Trung niên đội trưởng hít sâu một hơi, chuẩn bị đi ra phía trước, hắn mới vừa bán ra một bước, liền thấy đứng ở chính mình trước mặt Trương Huyền, bước đi tới rồi xạ kích trước đài. Tình huống như thế nào? Nhìn đến Trương Huyền động tác, Hằng Thành người, đồng thời lộ ra một bộ nghi ngờ. Giang Tĩnh cười cười nói, các vị, ta vị này hợp tác đồng bọn, vừa vặn đối xạ kích cũng có chút giải thích. Hợp tác đồng bọn, Hồ Tổng nhíu nhíu mày, Giang Tổng, chúng ta lần này, cũng không phải là tùy tiện kêu một người tới, là có thể tham dự bình xét cấp bậc tỉ thí. Ai nói ta là tùy tiện kêu một người tới? Trương Huyền, là chúng ta Hằng Thành đầu tư người chi nhất, có cái gì vấn đề sao? Giang Tĩnh ánh mắt nhìn quét một vòng. Vương Tổng hừ lạnh một tiếng, đầu tư người, thật là khôi hài. Vậy đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Đơn phó thị trưởng có chút không kiên nhẫn nói. Trương Huyền đi đến xạ kích trước đài, đem thương cầm lấy, đặt ở trên tay, đang sờ đến thương thân trong nháy mắt. Trương Huyền có một loại xa lạ lại quen thuộc cảm giác, từ khi nào, chính mình ngủ ăn cơm đều phải ôm người này, bị quy định 24 giờ, mỗi một giây đồng hồ, thân thể của mình đều phải cùng thương tiếp xúc. Ở phía sau đến chính mình thực lực cường đại rồi lúc sau, liền không còn có chạm qua thương. Cho đến ngày nay, đã nhiều năm như vậy qua đi, lại lần nữa chạm vào thương, ở Trương Huyền trong tay, này thương, liền giống như hắn thân thể một bộ phận giống nhau. Trương Huyền nhìn trên bàn cái nút, nhẹ nhàng đè xuống, đường hắn tay rời đi cái nút trong nháy mắt,
đếm ngược bắt đầu. Trương Huyền động tác cũng không lưu sướng đem băng đạn ấn hảo, theo sau dùng báng súng chống lại bả vai, tiến hành nhắm chuẩn. Cùng lúc trước hai người so sánh với, Trương Huyền động tác, có vẻ phi thường vụng về thong thả, hắn làm ra nhắm chuẩn động tác lúc sau, chậm chạp không có khai hỏa xạ kích. Nhìn xạ kích trước đài Trương Huyền, Hồ Tổng hòa Vương Tổng hai người, đều là lộ ra vẻ mặt cười nhạo. Trung niên đội trưởng mày nhăn lại, không rõ ràng tính vì cái gì làm như vậy một người lên sân khấu đi tiến hành bình xét cấp bậc tỉ thí, chính mình tuy rằng cố định xạ kích thành tích sẽ không có phía trước kia hai người hảo, nhưng di động xạ kích, nhiều xem trường thi phát huy, nói không chừng có thể đem hoàn số truy hồi tới, làm người này đi lên, đó là một chút hy vọng đều không có a. Giang Tĩnh có chút nghi hoặc nhìn Trương Huyền, nàng cũng có chút làm không rõ, Trương Huyền là đang làm gì. Thời gian một giây quá khứ, trong nháy mắt, chỉ còn 15 giây thời gian. Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông, mới đầu xem Trương Huyền kia phó không nhanh không chậm bộ dáng, còn tưởng rằng Trương Huyền có cái gì tự tin, nhưng hiện tại, hai người đều chậm rãi lắc lắc đầu, dư lại này mười mấy giây thời gian, hắn liền tính ngắm lại chuẩn, lại có thể thế nào, tan mất mỗi lần xả kích tạo thành sức giật, lại tiến hành nhắm chuẩn phóng ra, thời gian này căn bản là không đủ. Trên tường đếm ngược thời gian, bay nhanh xẹt qua. 10 giây, 8 giây, 6 giây. Trương Huyền xuyên thấu qua súng ống chuẩn tâm, nhìn nơi xa bia ngắm, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, lúc trước cảm giác, tìm trở về. Ở đã đến giờ tới cuối cùng thứ 5 giây thời điểm, Trương Huyền khấu hạ cò súng. Bất đồng với Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông xạ kích khi kia một thương tiếng vang, Trương Huyền ngón tay khấu hạ cò súng sau, liền không có lại nâng lên đã tới, họng súng phun ra ngọn lửa, phát ra liên tiếp tiếng vang, đương đếm ngược còn thừa cuối cùng một giây thời điểm, tiếng vang kết thúc, Trương Huyền đem thương buông. Ha ha ha, ta hắn sao, ha ha ha, cười chết ta, giám khảo tịch thượng Hồ Tổng, đương trường không có nhịn xuống, cười to ra tiếng. Bao gồm Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông hai người, cũng là lộ ra cái loại này mang theo nghiền ngẫm, mang theo khinh thường tươi cười, thật giống như là người trưởng thành xem học sinh tiểu học thần sắc giống nhau. Trung niên đội trưởng lắc lắc đầu, thở dài, trăm mét khoảng cách, liền phát, có thể có một nửa thượng bia, kia đều không tồi a. Ở liền phát trong quá trình, súng ống sẽ không ngừng sinh ra sức giật, làm người căn bản vô pháp nhắm chuẩn, chính xác độ liền bắn tỉa một nửa đều không đạt được. Chương 632 hoặc là so, hoặc là lăn. Trương Huyền này một phen liền phóng ra, làm trong đại sảnh rất nhiều người, đều lộ ra cái loại này khinh thường, cái loại này cười nhạo. Liền bắn muốn đánh ra cao hoàn, mơ mộng hão huyền. Không, không đúng a, hắn giống như, toàn thượng bia. Hằng thành giữa, một người nữ tính an bảo chỉ vào trong đại sảnh màn hình lớn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hồng tâm. Tên này nữ tính an bảo một mở miệng, trong đại sảnh người, cơ hồ đồng thời đem ánh mắt phóng hướng màn hình lớn. Vừa mới bọn họ tất cả đều ở cười nhạo Trương Huyền động tác, căn bản là không chú ý trên màn hình lớn biểu hiện thành tích, hiện tại vừa thấy. Này, này bia ngắm rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào ăn cái hư bia đi lên? Đơn phó thị trưởng ngữ khí bất mãn mở miệng. Giờ phút này, trên màn hình lớn bia ngắm, thuộc về 10 hoàn màu đỏ tâm, hoàn toàn biến mất, chỉ còn một vòng đến 9 hoàn, nhất trung tâm vị trí, là một cái màu đen lỗ thủng. Đơn phó thị trưởng. Này cũng không phải là bia ngắm hỏng rồi. Giang Tĩnh phát ra một đạo tiếng cười, nàng búng tay một cái, lớn tiếng mở miệng nói, phiền toái đem vừa mới màn ảnh, chậm phóng một chút. Giang Tĩnh lời nói rơi xuống, màn hình lớn chung cảnh tượng, đảo về tới Trương Huyền nổ súng phía trước, thông qua trên màn hình đánh dấu bội số, có thể thấy rõ đây là thả chậm gấp 10 lần lúc sau hiệu quả. Thả chậm gấp 10 lần tốc độ, có thể cho người dùng mắt thường nhìn đến viên đạn hướng đi. Ở Trương Huyền nổ súng sau, lấy mỗi giây 10 phát tốc độ, viên đạn đập ở hồng tâm thượng, kia nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì hồng tâm, bị 30 phát đạn mãnh liệt đánh sâu vào, Trương Huyền mỗi một thương, đều chuẩn chuẩn đánh vào hồng tâm thượng, hơn nữa thông qua chậm phóng có thể nhìn đến, mỗi một phát viên đạn, đều là dọc theo hồng tâm bên cạnh tới đánh, đương cuối cùng một phát viên đạn đánh ra tới thời điểm, trực tiếp đem hồng tâm đánh rớt. Đương chậm phóng video truyền phát tin xong sau, có thể nhìn đến. Hồ Tổng hòa Vương Tổng hai người sắc mặt, phá lệ khó coi, bọn họ mặc kệ Trương Huyền xả kích khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ xem hoàn số, Trương Huyền đánh ra 30 phát 300 hoàn thành tích, so với hắn hai phái ra người, đều phải cao. Hằng Thành tên kia trung niên đội trưởng, sắc mặt phá lệ hưng phấn, lợi hại. Quá lợi hại, liền phóng ra linh sai lầm, hắn tuyệt đối trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện.
Khâu Cường cùng Dương Hiểu Đông ánh mắt giữa, đều tràn ngập ngưng trọng, bọn họ rất rõ ràng, liền phóng ra làm được 30 phát toàn bộ thượng bia, toàn bộ 10 hoàn, có bao nhiêu khó, bọn họ hai người, đều tự hỏi làm không được. Giang Tĩnh khóe miệng gợi lên tươi cười, quả nhiên, Trương Thiên Sinh hắn, căn bản là không cần chính mình quá nhiều lo lắng. Mục cục không khỏi nhìn nhiều Trương Huyền vài lần, âm thầm so ra một cái ngón tay cái tới. Đơn phó thị trưởng vài tên giám khảo, nhìn đến trên màn hình chậm phóng sau, sắc mặt đều có chút khó coi, phi thường khó chịu tuyên bố vòng thứ nhất cố định xạ kích, từ Hằng Thành tạm thời dẫn đầu, theo sau khai triển đợt thứ hai di động xạ kích. Đương nhìn đến Trương Huyền cố định xạ kích thực lực sau, Khâu Cường cùng Dương Hiểu Đông hai người, không còn có bất luận cái gì coi khinh, lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái, tổng trường độ 450 mễ vu chiết nơi sân, hai người toàn dùng khi ở 58 giây tả hữu, hoàn thành xuyên qua, hơn nữa thượng hoàn số đạt tới 20 phát. Phải biết rằng, 450 mễ, một cái binh lính bình thường toàn lực lao tới xuống dưới, đều đến ở 1 phân 10 giây tả hữu, đó là không suy xét bất luận cái gì xạ kích nhân tố, người thường ở 1 phút nội mơ tưởng chạy xong này 450 mễ. Hai người có thể làm được thượng bia 20 phát, đã là tương đương ưu việt thành tích. Nếu ở thực chiến giữa, tương đương với bọn họ bắn chết 20 cái địch nhân. Đương hai người nhìn đến chính mình thành tích sau, đều thực vừa lòng, hai người bọn họ không cho rằng Trương Huyền cũng có thể làm được như vậy. Xác định địa điểm xạ kích, cùng di động xạ kích, là hoàn toàn hai khái niệm. Xác định địa điểm xạ kích, nếu đối súng ống có cũng đủ lý giải, thường xuyên ở câu lạc bộ bắn súng huấn luyện, hơn nữa một chút vận khí thêm vào. Đạt tới 30 phát mãn hoàn cũng đều không phải là không có khả năng, nhưng di động xạ kích, vậy phi thường khảo nghiệm xạ kích người thể lực. Ở cao cường độ chạy vội hạ, bảo trì vững vàng hô hấp, nổ súng xạ kích, khó khăn cực cao, cần thiết trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể, lại có chỗ nào huấn luyện, so đặc chiến đại đội còn muốn tàn khốc nghiêm khắc đâu. Dù cho vừa mới Trương Huyền ở cố định xạ kích phương diện biểu hiện kinh người, nhưng tại đây di động xạ kích bình xét cấp bậc hạng mục chung, vẫn là không bị người xem trọng. Hằng Thành người, trong mắt đều mang theo lo lắng. Trương Huyền đi vào di động sân bắn mà trước, nhìn này thi công lâu giống nhau sân bắn mà, nhiều ít năm trước kia, hắn cũng ở như vậy cảnh tượng giữa huấn luyện quá, bất quá khi đó, đều yêu cầu bịt kín hai mắt, tới căn cứ trong không khí rất nhỏ tiếng vang tới phân biệt địch nhân ở nơi nào, mỗi một lần bịt kín đôi mắt trước, hắn huấn luyện viên đều sẽ cho hắn 3 phút thời gian tới ký ức nơi sân bố trí, làm hắn ở hai mắt mất đi tầm mắt dưới tình huống, bằng mau tốc độ căn cứ trong đầu ký ức, xuyên qua toàn bộ sân bắn mà. Đồng thời làm được hữu hiệu tinh chuẩn xạ kích. Đơn phó thị trưởng nhìn thiết kế nơi sân trước Trương Huyền, ngẩng đầu hướng trong đại sảnh camera đưa mắt ra hiệu. Trong đại sảnh, kia đồng hồ đếm ngược ở đơn phó thị trưởng này một ánh mắt hạ, lập tức bay nhanh vận chuyển lên. Tình huống như thế nào? Còn không có bắt đầu. Đồng hồ đếm ngược thanh, làm Hằng Thành người, toàn bộ kinh ngạc một chút. Đơn phó thị trưởng trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng, tất cả đều hướng đơn phó thị trưởng đầu đi kỳ hảo ánh mắt. Đơn phó thị trưởng, hắn còn không có chuẩn bị tốt, vì cái gì liền bắt đầu. Mục cục vội vàng ra tiếng đặt câu hỏi. Chờ hắn chuẩn bị tốt, ta ngày này thời gian toàn dùng đang đợi hắn sao? Đơn phó thị trưởng bất mãn nói. Nhưng này trước tiên bắt đầu, đối hắn không công bằng a. Mục cục nhíu mày nói. Đơn phó thị trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, cảm thấy không công bằng cũng đừng tới so, thật là một ngày quán tật xấu. Hoặc là liền đi so, hoặc là liền cút đi. Mục cục ngồi ở một bên, không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Huyền nhìn bắt đầu đếm ngược, duỗi tay cầm lấy súng, đi nhanh vọt vào nơi sân giữa, lúc này, thời gian đã qua đi 10 giây. Để lại cho Trương Huyền thời gian, chỉ còn 50 giây, này 50 giây thời gian, liền chạy xong này 450 mễ nơi sân. Đều miễn miễn cưỡng cưỡng, càng đừng nói nổ súng xạ kích. Trương Huyền mới vừa tiến nơi sân, một cái bia ngắm liền đột nhiên dâng lên, Trương Huyền đừng nói nhắm ngay, liền xem cũng chưa xem, cầm súng trực tiếp khấu hạ cò súng. Trước mắt nơi sân, là hoàn toàn vô chiết trạng, Trương Huyền ở toàn lực lao tới trạng thái hạ, mỗi dâng lên một cái bia ngắm, hắn liền trực tiếp nổ súng, người ở bên ngoài xem ra, liền cùng hoàn toàn loạn đánh giống nhau. Một chuyến lao tới xuống dưới. Ở 50 giây vừa mới đếm ngược kết thúc nháy mắt, Trương Huyền chạy xong rồi nơi sân, thương băng đạn, cũng toàn bộ đánh hụt. Hừ, chạy còn rất nhanh. Hồ Tổng hừ lạnh một tiếng, đôi tay ôm ở trước ngực. Hằng Thành người, cùng với mục cục, tất cả đều nhìn về phía màn hình lớn, chờ đợi kết quả, bọn họ muốn biết, Trương Huyền rốt cuộc đánh thượng nhiều ít hoàn.
1 phút, 2 phút, ước chừng 5 phút qua đi, trên màn hình lớn, mới biểu hiện ra Trương Huyền thành tích, 30 phát đạn, toàn bộ bắn không trúng bia. Chương 633 không điểm. Nhìn đến này thành tích nháy mắt, Hồ Tổng đám người, trên mặt toàn bộ lộ ra mỉm cười. Đơn phó thị trưởng vừa lòng gật gật đầu. Hằng Thành người, nhìn đến cái này thành tích lúc sau, sắc mặt đều phi thường khó coi, bất quá bọn họ cũng biết, này không thể trách Trương Huyền, liền 50 giây thời gian, thả bọn họ đi vào, liền trận này mà đều chạy không xong, càng đừng nói xạ kích. Trương Huyền đem thương buông, lắc lắc đầu, hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình kia 30 thương, tất cả đều trúng ngay hồng tâm, như vậy kết quả, khẳng định là có người từ giữa làm khó dễ. Mục cục sắc mặt có chút hồ nghi, ở vừa mới Trương Huyền tiến hành di động xạ kích thời điểm, hắn rõ ràng nghe được viên đạn thượng bia thanh âm, căn bản không có khả năng toàn bộ bắn không trúng bia. Mục cục đem ánh mắt phóng tới Giang Tĩnh trên mặt, hắn nhìn đến Giang Tĩnh đối chính mình cười khổ một chút, minh bạch Giang Tĩnh cũng phát hiện này trong đó không thích hợp. Đơn phó thị trưởng đứng lên, ha hả cười nói, lần này xạ kích bình xét cấp bậc hạng mục, Á Phong cùng Thịnh Giai, lấy được ngang tay, các đến một phân, Hằng Thành, không điểm. Đơn phó thị trưởng nói xong, trực tiếp ra đại sảnh. Ha ha, Giang Tổng, xem ra lúc này đây, các ngươi Hằng Thành, là không có gì cơ hội a. Hồ Tổng cười lớn một tiếng, lại đem ánh mắt phóng hướng Trương Huyền, tiểu tử, người này thực lực, còn kém điểm a, về nhà nhiều luyện 2 năm đi. Khanh khách, Vương Tổng cũng phát ra một đạo cười duyên thanh, thực lực chính là phân rất nhiều mặt, luyện 1-2 năm, chỉ sợ còn kém xa đâu. Vương Tổng lời này, hình như có sở chỉ. Nghỉ ngơi nửa giờ, đợi lát nữa lại so, đi theo đơn phó thị trưởng bên người tên kia dám khảo lớn tiếng nói. Một người lại một người rời đi đại sảnh, toàn bộ đại sảnh giữa, chỉ còn Hằng Thành người cùng với mục cục trưởng. Chờ mọi người vừa ly khai, mục cục liền chạy đến sân bắn đi. Hắn rõ ràng nhìn đến, Trương Huyền vừa mới sở xạ kích bia ngắm thượng, có rõ ràng viên đạn mắt. Mục cục, Giang Tĩnh thanh âm, từ mục cục phía sau vang lên. Mục cục quay đầu, liền thấy Giang Tĩnh vẻ mặt cười khổ đứng ở chỗ này. Mục cục nặng nề mà thở dài, ai, hy vọng kế tiếp bình xét cấp bậc hạng mục, các ngươi có thể có tốt biểu hiện đi. Giang Tĩnh yên lặng gật gật đầu. Nửa giờ sau, tân một vòng bình xét cấp bậc hạng mục ra tới, là lý luận bình xét cấp bậc. Trương Huyền, cùng với dư lại 2 cái công ty mời đến người, phân biệt trả lời một ít chuyên nghiệp cơ sở tính vấn đề thời điểm, không được có người khác ở đây. Ở Trương Huyền tiến hành lần này lý luận bình xét cấp bậc phía trước, trung niên đội trưởng tìm được Trương Huyền, huynh đệ, chúng ta này một hàng, mặc kệ khi nào, chỉ cần đem cố chủ an toàn đặt ở đệ nhất hạng, liền hoàn toàn có thể, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này, lý luận sẽ không sai. Cố chủ an toàn, nghe xong trung niên đội trưởng nói. Trương Huyền lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình, theo sau gật gật đầu, đi vào một phòng chung, tham gia lý luận. Bên ngoài, Hằng Thành người đều có chút lo lắng chờ đợi. Trung niên đội trưởng đi đến Giang Tĩnh bên người, hỏi, Giang Tổng, người nói cái này huynh đệ, lý luận có thể được không? Hành, đi, Giang Tĩnh cũng có chút không xác định trả lời nói. Trung niên đội trưởng vốn là có chút lo lắng thần sắc, ở nghe được Giang Tĩnh cái này sau khi trả lời, càng đậm trọng. Hơn 20 phút sau, Trương Huyền, Khâu Cường, cùng với Sương Hiểu Đông 3 người từ chuyên môn khảo hạch thất trung đi ra. Hằng Thành người, tất cả đều vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Trương Huyền. Huynh đệ, đáp đến thế nào a? Trung niên đội trưởng gấp không chờ nổi đi đến Trương Huyền trước mặt hỏi. Trương Huyền sờ sờ mũi, hẳn là còn có thể đi. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, trung niên đội trưởng yên tâm không ít, chỉ cần là đem cố chủ an toàn đặt ở đệ nhất vị. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Thực mau, một người giám khảo, cầm tam trương giấy A4 từ trong phòng đi ra, đại gia ánh mắt, đều tập trung tại đây danh giám khảo thượng. Giám khảo đầu tiên là nhìn mắt đơn phó thị trưởng, chờ đơn phó thị trưởng sau khi gật đầu, hắn mới mở miệng. Ta tuyên bố, đợt thứ 2 lý luận bình xét cấp bậc, Á Phong đến 1 phân, Thịnh Giai đến 1 phân, Hằng Thành. Giám khảo nói đến lúc này, cố ý nhìn mắt Giang Tĩnh, theo sau mở miệng, không điểm. Không điểm, giám khảo nói, làm Hằng Thành người đồng thời trong lòng nhảy dựng. Vừa mới bình xét cấp bậc hạng mục, chính là không điểm, nếu hiện tại cái này vẫn là không điểm nói, như vậy Hằng Thành lần này, khẳng định vô pháp đạt tới 5 sao tiêu chuẩn, cuối cùng còn dư lại 2 cái bình xét cấp bậc hạng mục, liền tính Hằng Thành toàn năng lấy phân, cũng bất quá là ngang tay, liền hiện tại những người này cách làm, ngang tay, vậy tương đương là linh.
Không điểm, vì cái gì sẽ là không điểm? Mục cục ngồi không yên, chủ động ra tiếng hỏi. Vì cái gì? Kia giám khảo giơ lên trong tay tam trương giấy A4, này mặt trên kiên nhẫn thành đáp án, các người chính mình đến xem, vì cái gì là không điểm? Nếu nói, vừa mới xa kích bình xét cấp bậc hạng mục, tên này giám khảo còn hơi chút có điểm chột dạ, như vậy hiện tại cái này bình xét cấp bậc, hắn một chút đều không chột dạ. Mục cục đi ra phía trước, nhìn tên kia giám khảo trong tay tam trương giấy A4, mày dần dần nhíu lại. Thế nào, cấp cái không điểm, có vấn đề sao? Tên kia giám khảo vẻ mặt ngạo nghễ hướng mục cục nói. Mục cục lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Tĩnh, Giang Tổng, lúc này đây, thật là các ngươi hằng thành vấn đề. Cái gì kêu lúc này đây là hằng thành vấn đề a? Mục cục, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe. Hồ Tổng đương trường mở miệng, chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy thượng một cái hạng mục bình xét cấp bậc, liền không phải hằng thành vấn đề lạc. Mục cục không để ý đến Hồ Tổng, mà là đem kia tam trương giấy A4 bắt được Giang Tĩnh trước người, cấp Giang Tĩnh xem. Giang Tĩnh nhìn này tam trương giấy A4 thượng viết đồ vật, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, mỗi trương giấy A4, chính là lần này lý luận bình xét cấp bậc đề thi, mặt trên phân biệt là Trương Huyền cùng mặt khác hai người đáp án. Giang Tổng, các ngươi cái này đáp án, ta, mục cục có chút muốn nói lại thôi. Giang Tĩnh lắc lắc đầu. Trương Huyền đứng ở một bên, đôi tay cắm túi, ta cái này đáp án có vấn đề sao? Vấn đề, lúc trước tên kia giám khảo cười lạnh một tiếng. Vấn đề lớn đi. Người đó là đáp án sao? Nếu cố chủ bị người bắt cóc, người nên làm như thế nào? Giám khảo một lóng tay trung niên đội trưởng, đáp án hẳn là cái gì, người tới nói. Trung niên đội trưởng không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, trước tiên bảo đảm cố chủ an toàn, quan sát địa hình, đem cố chủ. Trung niên đội trưởng còn muốn nói đi xuống, bị tên kia giám khảo trực tiếp ra tiếng đánh gãy, hành, đủ rồi. Giám khảo đánh gãy trung niên đội trưởng sau, nhìn về phía Trương Huyền, có nghe hay không, trước tiên bảo đảm cố chủ an toàn, người đáp án là cái gì? Trương Huyền nhún vai, giết chết hành hung giả a, có cái gì vấn đề sao, hành hung giả vừa chết, cố chủ tự nhiên an toàn. Ha ha, giám khảo lại lần nữa phát ra cười lạnh, giết chết hành hung giả, nói đến nhẹ nhàng, còn có cái này, nếu cố chủ bị người theo dõi, người yêu cầu làm cái gì, người đáp án là giết chết theo dõi giả. Đúng vậy, có vấn đề sao? Chẳng lẽ ta làm bảo tiêu, ở gặp được vấn đề thời điểm, trước tiên lựa chọn báo nguy? Trương Huyền rất kỳ quái, ở hắn nhận chi giữa, này tuyệt đối là nhất bất việc phương pháp. Chương 634 mau thành ảo ảnh. Nói dễ dàng, giám khảo cười lạnh, chúng ta khảo tuy rằng là lý luận tri thức, nhưng cũng muốn thành lập ở thực chiến cơ sở thượng, người vì cái gì không nói, người có thể điều một cái quân đội tới bảo hộ cố chủ đâu. Ân. Trương Huyền trầm ngâm một chút, nếu phía chính phủ cho phép nói, làm như vậy cũng đúng. Nhất phái nói bậy, giám khảo một cái tát chụp đến trước mặt trên bàn, kia hảo, ta hỏi ngươi, nếu là bình thường bọn cướp, tính ngươi có chút thực lực, có thể trực tiếp đem bọn cướp đánh chết, nhưng nếu là thực lực cao siêu bọn cướp đâu, tỉ như này hai người. Giám khảo duỗi tay, phân biệt chỉ Hạ Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông. Trương Huyền nhìn thoáng qua, sắc mặt thực tự nhiên trả lời nói, giống nhau. Trực tiếp giết thì tốt rồi a. Trương Huyền lời này vừa ra, Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông hai người sắc mặt, nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Sóng giạc, giám khảo gầm lên một tiếng, ta tại đây không phải cùng ngươi nói giỡn. Ngươi như vậy thái độ, ta có thể trực tiếp cho các ngươi hằng thành cút đi. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, như thế nào, ta thái độ có vấn đề sao? Giám khảo vừa mới chuẩn bị ra tiếng, một bên đơn phó thị trưởng thanh âm vang lên. Như vậy đi, nếu hắn như vậy có tự tin, dù sao tiếp theo cái hạng mục, khảo hạch chính là tự do vật lộn, khiến cho Á Phong cùng Thịnh Giai người, bắt trước một chút bắt cóc hảo, hằng thành người đi cứu, nếu thật giống hắn nói như vậy, lần này lý luận, tính hằng thành thắng cũng không có việc gì, bao gồm tự do vật lộn, đều tính bọn họ thắng. Đơn phó thị trưởng một bộ xem diễn biểu tình đứng ở một bên. Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông nghe được lời này sau, tất cả đều nhéo nhéo nắm tay. Vẻ mặt bất thiện nhìn Trương Huyền, vừa mới Trương Huyền kia coi khinh nói, làm hai người bọn họ hiện tại trong lòng thực không thoải mái, đều muốn ra tay giáo huấn một chút Trương Huyền. Này không hợp quy củ A đơn phó thị trưởng, mục cục nhịn không được mở miệng, cho tới nay, đều không có quá như vậy bình xét cấp bậc khảo hạch, thực không công bằng. Như thế nào không công bằng? Lời nói là trong miệng hắn nói ra, này có vấn đề sao? Đơn phó thị trưởng cười lạnh một tiếng, liền như vậy quyết định.
nếu Hằng Thành cảm thấy không công bằng, bọn họ tùy thời có thể cút đi, ta không lưu. Đơn phó thị trưởng thái độ, làm Hằng Thành mọi người, hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, mặc kệ Khâu Cường vẫn là Sương Hiểu Đông, kia đều là tuyệt đối cao thủ, đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều là tinh anh trong tinh anh, hiện tại muốn Trương Huyền lấy một địch hai, sao có thể làm được, đây là cố ý ở khó xử Hằng Thành. Đêm này tính thành vòng thứ ba bình xét cấp bậc hạng mục, kia Hằng Thành thua định rồi, một khi thua Tam Luân, vậy hoàn toàn vô vọng. Trung niên đội trưởng đám người sắc mặt khó coi, mục cục sắc mặt đồng dạng khó coi, chỉ có Giang Tĩnh, ở nghe được đơn phó thị trưởng nói sau, trên mặt xuất hiện một mạt ý cười, đây là, cấp Hằng Thành lưu cơ hội đâu a? Tự do vật lộn, a? Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông tuy mạnh, nhưng Giang Tĩnh còn không cho rằng, này hai người có thể cùng Trương Huyền đánh đồng, lấy một địch hai. Đối Trương Huyền tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Tên kia phụ trách thi viết giám khảo vừa nghe, trên mặt lộ ra vui mừng, hảo, vậy như vậy, địa điểm, liền tuyển tại đây gian đại sảnh hảo, mà chỗ trống trải, chúng ta đều có thể thấy rõ, cũng miễn cho có người chơi cái gì hoa chiêu. Liền cái này đại sảnh. Hằng Thành trung niên đội trưởng, sắc mặt càng thêm khó coi, nếu lựa chọn địa điểm, là vừa rồi cái loại này cùng loại thi công lâu giống nhau địa phương. Trương Huyền còn có thể thông qua một ít góc chết, tới cùng này hai người chống lại, hắn ở trên xe gặp qua Trương Huyền thực lực, tuy rằng không nói nhất định có thể thắng, nhưng tóm lại có chút cơ hội, nhưng đặt ở cái này đại sảnh, Trương Huyền kia tất nhiên là bối bụng thụ địch, không có bất luận cái gì cơ hội. Giám khảo nói xong lời nói sau, lại an bài người mang tới một cái chát tốt người rơm, hắn đem người rơm giao cho Khâu Cường trong tay, mở miệng nói, quy định, Hằng Thành tham gia bình xét cấp bậc khảo hạch tuyển thủ. Cần thiết tại đây người rơm đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn trước, đánh bại Á Phong cùng Thịnh Giai hai gã tuyển thủ, Hằng Thành tuyển thủ bị thua, hoặc là người rơm đã chịu thương tổn, liền tính Hằng Thành thất bại. Giám khảo nói xong cái này quy tắc sau, Hằng Thành người, đã nhìn không tới bất luận cái gì một chút hy vọng, cái kia người rơm hiện tại liền giao cho Á Phong nhân thủ, chỉ cần đối phương nguyện ý, nhẹ nhàng dùng cánh tay lôi kéo, người rơm liền sẽ đã chịu thương tổn. Tính Hằng Thành thất bại, này căn bản là không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng a. Giám khảo nhìn về phía Trương Huyền, người vừa mới nói rất êm tai, khiến cho ta nhìn xem, thực lực của ngươi, có hay không ngươi ngoài miệng nói như vậy hảo. Chuẩn bị một chút, 10 giây sau, bắt đầu. Khâu Cường, Á Phong Hồ Tổng hướng Khâu Cường ra tiếng, không cần vẫn giữ lại làm gì cơ hội, ta không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khâu Cường gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hắn hiện tại đôi tay bắt lấy người rơm, chỉ cần ngay từ đầu, hắn liền sẽ ở trước tiên xé nát cái này người rơm, chẳng sợ cái này Trương Huyền, thực sự có lấy một địch hai thực lực, Hằng Thành cũng phải thua không thể nghi ngờ. Khâu Cường tưởng hảo, trước thắng hạ trận thi đấu này, lại nhân cơ hội giáo huấn Hằng Thành cái này không biết trời cao đất dày người. Sương Hiểu Đông cùng Khâu Cường liếc nhau, hai người ở đối phương ánh mắt giữa, nhìn ra đồng dạng ý tứ, có một loại không tiếng động ăn ý. Trương Huyền nhìn đứng ở giữa đại sảnh hai người, chậm rãi cúi người, dùng tay trên mặt đất cọ cọ. Trung niên đội trưởng nhìn Sương Hiểu Đông cùng Khâu Cường hai người chạm vị, lắc lắc đầu, bọn họ hai người, mặt hướng hai cái bất đồng phương hướng, từ từ mặc kệ Trương Huyền từ bất luận cái gì một chỗ tiếp cận, đều không thể ở trước tiên đoạt hạ Khâu Cường trong tay người rơm, lúc này đây, Hằng Thành giáng cấp là hàng định rồi. Kia giám khảo trở lại chính mình giám khảo trên chỗ ngồi, mở miệng ra tiếng. Cuối cùng 3 giây, chuẩn bị. Hắn cái này chuẩn bị, là cho Khâu Cường nói. Tam, nhị. Giám khảo ra tiếng, tiến hành đếm ngược. 1. Đường này một tự rơi xuống nháy mắt, Khâu Cường đôi tay liền bắt đầu phát lực, xé rách trong tay người rơm, chỉ cần cho hắn 1 giây đồng hồ thời gian, hắn liền có thể đem này người rơm hoàn toàn xé nát. 1 giây đồng hồ, đối người khác tới nói, một cái chớp mắt mà thôi, làm không được bất luận cái gì sự tình. Nhưng đối Trương Huyền tới nói, đã vậy là đủ rồi. Ở giám khảo câu kia một kết thúc còn không có rơi xuống thời điểm, Trương Huyền cả người, cũng đã đi tới Khâu Cường trước mặt, Khâu Cường thậm chí cái gì cũng chưa thấy rõ, liền cảm giác thủ đoạn tê dần, hắn theo bản năng buông ra bàn tay, cũng ở hắn buông tay kia trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong tay không còn, đương lại nhìn lên, trong tay người rơm, đã không còn nữa. Sương Hiểu Đông đứng ở Khâu Cường thân trước, trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Huyền, hắn vừa mới, căn bản là không thấy được Trương Huyền bất luận cái gì động tác, đương thấy rõ Trương Huyền khi, đối phương đã đem người rơm chảo đi qua. Một màn này phát sinh, làm trong đại sảnh mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, cũng bao gồm Giang Tĩnh. Giang Tĩnh là biết Trương Huyền rất mạnh,
nhưng lại không rõ ràng lắm, Trương Huyền rốt cuộc cường tới trình độ nào, hiện tại một màn này, làm nàng cũng hoàn toàn sợ ngây người, nàng khẳng định, nếu Trương Huyền đối chính mình động thủ, chính mình chỉ sợ liền người khác nhìn không thấy, cũng đã mất mạng. Đơn phó thị trưởng, tên kia giám khảo, cùng với Mục Cục, Hồ Tổng, Vương Tổng đám người, đều há to miệng, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, trước mắt phát sinh hết thảy, đã vượt qua bọn họ nhận chi, người, thật sự có thể mau thành ảo ảnh sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 635 kế hoạch thư ném. Hằng thành người, ở lúc ban đầu ngây người qua đi, thống nhất phát ra hoan hô thanh âm, một màn này, làm cho bọn họ có chút không thể tin được, lại chân thật phát sinh ở trước mắt, Trương Huyền ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, liền nhẹ nhàng đem Khâu Cường trong tay người dơm, đoạt lại đây. Trung niên đội trưởng ở hoan hô đồng thời, cũng ở may mắn chính mình phía trước ở xe buýt thượng, cũng không có cùng Trương Huyền khởi xung đột, nếu không liền chính mình ngày hôm qua mang những người đó, căn bản là không đủ nhân ra một người thu thập. Thắng, chúng ta thắng. Trung niên đội trưởng hoan hô, hắn nguyên bản đã từ bỏ hy vọng, hiện tại hy vọng lại lần nữa buông xuống, này một cái bình xét cấp bậc hạng mục, bao gồm vừa mới lý luận cùng vòng thứ ba vật lộn, một thắng, đó chính là lấy được 2 phân A, nếu sau đó đoàn đội hạng mục lại có thể thắng, lần này hằng thành nguy cơ, liền vượt qua. Câm miệng, phía trước tên kia dám khảo hét lớn một tiếng, ai nói cho các ngươi nói các ngươi thắng. Các ngươi đây là thắng sao? Ân. Chúng ta như thế nào không thắng? Trung niên đội trưởng rốt cuộc nhịn không được, mở miệng dỗi giám khảo một câu. Giám khảo hừ lạnh một tiếng, ta nói tỉ thí hạng mục, là hắn đánh chết bọn cướp, mà không phải cứu con tin, đây cũng là hắn vừa mới chính mình tại lý luận bên trong nói, xin hỏi, hắn hiện tại đánh chết bọn cướp sao? Giám khảo lời này, hiển nhiên chính là cố ý không nghĩ làm hằng thành người thắng. Ngươi, trung niên đội trưởng tức giận hướng tâm, vừa muốn mở miệng, bị Trương Huyền dùng thủ thế ngăn cản xuống dưới. Trương Huyền duỗi tay chỉ hạ Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông, theo sau lại chỉ chính mình cổ vị trí. Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông theo bản năng duỗi tay sờ hướng chính mình cổ, hai người này một sờ, đều là sờ soạng một tay hôi. Trương Huyền giơ lên chính mình bàn tay, hắn ngón tay thượng, tất cả đều là cho bụi, đúng là vừa mới tỉ thí bắt đầu trước, hắn ngồi xổm trên mặt đất sờ đến. Một màn này làm Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông đồng thời phản ứng lại đây, đối phương có thể dễ dàng như vậy đem hôi mặt đến chính mình trên cổ, kia chẳng phải là nói, hắn nếu muốn giết chính mình hai người, vừa mới cũng đã làm được. Cái này làm cho Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông hít hà một hơi. Trương Huyền xoay người, nhìn về phía giám khảo, thế nào, hiện tại có thể tính chúng ta thắng sao? Khâu Cường cùng Sương Hiểu Đông từ trên cổ sờ xuống dưới hôi một màn này, giám khảo cũng thấy rõ. Hắn hiện tại hoàn toàn không có khác lấy cớ, cánh tay vung, không hề hé răng. Đơn phó thị trưởng sắc mặt cũng có vẻ thật không đẹp, hắn bên người dư lại một người phía chính phủ thân phận giám khảo, cũng không ra tiếng. Mục Cục nhìn hai mắt, đứng lên, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, đệ nhị vòng thứ ba bình xét cấp bậc thí nghiệm, từ Hằng Thành thắng lợi. Mục Cục nói, làm Hằng Thành bên này hoan hô một mảnh, chỉ cần kế tiếp đoàn đội hạng mục thắng lợi, lần này bình xét cấp bậc là có thể giữ được. Có Trương Huyền loại thực lực này mạnh mẽ người ở, đoàn đội hạng mục, cũng là nắm chắc, dĩ vãng đoàn đội hạng mục, cũng đều là bố trí một cái nhiệm vụ, làm đại gia hợp lực hoàn thành sao. Đơn phó thị trưởng bất mãn vung tay áo tử, đứng dậy rời đi, hiển nhiên Hằng Thành thắng lợi, vượt qua hắn dự kiến, hắn đã tận lực cấp Hằng Thành an bài nhất ác liệt hoàn cảnh, nhưng thật sự không nghĩ tới, Hằng Thành thế nhưng mời tới một cái thực lực như vậy mạnh mẽ người. Phế vật, thật là phế vật. Hồ Tổng đi đến Khâu Cường thân trước, không chút khách khí mắng, còn cái gì đặc chiến đại đội xuất ngũ, kết quả liền một giây đồng hồ đều căng không được, thật hắn sao rác rưởi. Hồ Tổng hùng hùng hổ hổ, cũng rời đi nơi này. Một người phía chính phủ giám khảo nói, nghỉ ngơi nửa giờ, theo sau tiến hành cuối cùng một vòng tỉ thí. Đương mọi người rời đi sau, Hằng Thành trung niên đội trưởng đám người, trước tiên vào tới Trương Huyền trước người. Huynh đệ, người quá mạnh a. Trung niên đội trưởng trên mặt toàn là bội phục. Những cái đó nữ tính an bảo nhóm, cũng đều là đầy mặt kính nể, các nàng làm an bảo này hành, tự nhiên nhất kính trọng thực lực cường đại người, Trương Huyền vừa mới sở biểu hiện ra thực lực, đã vượt qua các nàng nhận chi. Mục Cục đi đến Giang Tĩnh trước người, Giang Tổng, người này nhưng giấu đến ta thật khổ a, hại ta bạch vì ngươi lo lắng. Giang Tĩnh cười một tiếng, Mục Cục, này kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Được rồi. Có như vậy một cao thủ giúp ngươi,
ta cũng liền an tâm rồi, phía dưới đoàn đội hạng mục, đại khái là ba cái công ty người, cộng đồng hoàn thành một cái đoàn thể khảo hạch, có vị tiểu huynh đệ này ở, ngươi lần này cũng là nắm chắc lạc. Mục cục vỗ vỗ Giang Tĩnh bả vai, hy vọng chúng ta năm sau có thể tiếp tục hợp tác, các ngươi Hằng Thành vì xã hội làm cống hiến không ít, ta càng hy vọng các ngươi tới bắt hạ cái này năm sao bình xét cấp bậc A. Giang Tĩnh gật đầu, mục cục yên tâm, chúng ta Hằng Thành, nhất định phối hợp công an công tác, lớn nhất hạn độ vì thị dân tạo phúc. Nửa giờ thời gian, thực mau liền qua đi. Mọi người một lần nữa tụ ở một cái trong đại sảnh, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người lần này xuất hiện, trên mặt đều mang theo một bộ tự tin tươi cười. Nhìn đến này hai người trên mặt tươi cười, mục cục cùng Giang Tĩnh trong lòng, đều có một loại dự cảm bất hảo. Đơn phó thị trưởng đứng ở nhất trung tâm, nhìn quét một vòng, lớn tiếng mở miệng nói, vốn dĩ đâu, cuối cùng một vòng đoàn thể hạng mục, là từ Tam gia công ty, tiến hành một cái đoàn thể thí nghiệm, bất quá đâu, vừa mới đã xảy ra một cái tiểu ngoài ý muốn, cho nên lần này đoàn thể hạng mục, ta quyết định đổi một cái phương thức. Đơn phó thị trưởng duỗi tay, gõ mặt bàn, hiện tại người đều sinh hoạt trình độ đều ở đề cao, cố chủ đối với an bảo nhu cầu, cũng là đa dạng hóa, công ty bảo an người, cũng cần phải có rõ ràng đầu óc, vừa mới, ta nhận được điện thoại, ta trong văn phòng một phần về thành Đông tương lai 3 năm phát triển đầu tư văn kiện, bị người trộm đi, các người Tam gia công ty, tự hành nghĩ cách, ai có thể vào ngày mai buổi sáng, đem kia phân văn kiện tìm trở về giao cho ta, ai liền thủ thắng, này một cái hạng mục cho điểm. Ta cấp 3 phần, ai thu phục chuyện này, kia năm sao bình xét cấp bậc, chính là ai, cứ như vậy. Đơn phó thị trưởng nói xong, căn bản không cho còn lại người nghi vấn cơ hội, trực tiếp phủi tay đi nhanh rời đi đại sảnh. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, mặt mang ý cười đi theo đơn phó thị trưởng phía sau. Trong đại sảnh, Hằng Thành người, hai mặt nhìn nhau, này căn bản chính là đem Hằng Thành hướng tử lộ bước A, cuối cùng cái này bình xét cấp bậc hạng mục, cấp 3 phần, cái này thắng thua. Tất cả đều là đơn phó thị trưởng một người nói tính, ném cái dạng gì văn kiện, hắn tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Giang Tĩnh đi đến Trương Huyền trước mặt, thở dài, Trương tiên sinh, chuyện này, người thấy thế nào? Là thật sự ném đồ vật vẫn là kéo đầu tư, Hằng Thành đều không có bất luận cái gì biện pháp đúng không? Trương Huyền cười cười. Đơn phó thị trưởng nói, là ném tương lai 3 năm phát triển đầu tư kế hoạch thư, nói trắng ra là, này kế hoạch thư, một khi có càng tốt. Muốn hay không đều giống nhau, hắn đây là rõ ràng nói cho mọi người, ai trước đưa lên đi hắn vừa lòng kế hoạch thư, ai là có thể thắng bái. Khổng lồ đầu tư kế hoạch, cấp đơn phó thị trưởng mang đến, đó chính là một đám chiến tích A. Hằng Thành người, sắc mặt đều là buồn khổ, phía chính phủ thật muốn tưởng làm bọn họ thật là không có bất luận cái gì biện pháp. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi, trung niên đội trưởng trong miệng lẩm bẩm. Chương 636 mọi người đều rõ ràng. Đơn phó thị trưởng nói đã buông, mọi người lại đãi ở cái này xả kích quán, cũng không có gì ý nghĩa, sôi nổi rời đi. Giang Tĩnh cùng Trương Huyền dắt tay nhau đi ra xả kích quán. Mới ra cửa, Giang Tĩnh đối Trương Huyền xin lỗi cười, Trương tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, xem ra chúng ta hợp tác, không có biện pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Trương Huyền nhìn Giang Tĩnh, trên mặt mang theo một mặt nghi hoặc, theo ta đối với ngươi hiểu biết. Ngươi nên không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người đi. Một cái dễ dàng từ bỏ người, cũng sẽ không tiến vào đặc chiến đại đội, cũng đoạt giải như vậy nhiều lần. Giang Tĩnh cười khổ một chút, trước kia làm việc, tổng cảm thấy bằng vào một cổ cứng cỏi là có thể khắc phục hết thảy khó khăn, nhưng hiện tại mới biết được, trên thế giới này, làm người bất đắc dĩ sự rất nhiều, chúng ta Hằng Thành tuy rằng nhìn đại, nhưng muốn nói đầu tư cái gì xây dựng, vẫn là không có cái kia thực lực. Trương Huyền vẻ mặt hiếu kỳ nói, cần thiết muốn đầu tư sao? Chẳng lẽ liền không thể thật sự tìm được hắn vứt bỏ đầu tư thư? Giang Tĩnh lắc lắc đầu, Trương tiên sinh, ngươi cũng đừng đậu ta, này vứt bỏ đầu tư thư, bất quá chính là đơn phó thị trưởng thuận miệng một câu mà thôi, hắn có thể làm này đầu tư thư xuất hiện ở bất luận cái gì một chỗ, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chúng ta trong tay. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, kỳ thật người tư tưởng, không nên bị cực hạn đến một chỗ, ta từ nhỏ trải qua nói cho ta. Đương hiện thực không có đem ngươi hoàn toàn bước đến không đường thối lui thời điểm, đều có vô số biện pháp, ta đi trước. Trương Huyền hướng Giang Tĩnh phất phất tay, chiều đại lộ đi đến. Giang Tĩnh nhìn Trương Huyền bóng dáng, đầy mặt chua xót, nàng cảm giác, chính mình đã bị buộc đến không đường thối lui, hiện tại sự tình đều biến thành như vậy, Hằng Thành trừ bỏ giáng cấp giảm biên chế, không có bất luận cái gì lựa chọn, một khi giáng cấp giảm biên chế,
Hằng Thành Đem hoàn toàn bị Á Phong cùng Thịnh Giai này hai cái công ty ép tới không dám ngẩng đầu. Giang Tổng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trung niên đội trưởng đi đến Giang Tĩnh bên người, hỏi. Giang Tĩnh thở dài, về trước công ty đi, tận lực ổn định trụ đại gia cảm xúc. Đương Giang Tĩnh đám người trở lại công ty thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới công ty chung không thích hợp. Giang Tổng, người rốt cuộc đã trở lại. Một người nữ tính công nhân đi nhanh chạy tới, nàng là công ty trưởng phòng nhân sự. Làm sao vậy? Giang Tĩnh nhìn trưởng phòng nhân sự kia đầy mặt nôn nóng. Hôm nay buổi sáng, ta đã nhận được không dưới 20 phong từ chức tin, với thông vẫn luôn ở công ty tản lời đồn, kêu đại gia cùng hắn cùng nhau từ chức. Trưởng phòng nhân sự nói, duỗi tay chiều một bên chỉ một chút. Trưởng phòng nhân sự, chỉ chính là một gian bình thường phòng nghỉ. Giang Tĩnh nhìn thoáng qua, đi nhanh chiều phòng nghỉ đi qua, còn chưa tới phòng nghỉ cửa, Giang Tĩnh liền nghe được với thông thanh âm từ phòng nghỉ trung truyền ra tới. Ta nói các người đại gia, Hằng Thành tình huống, các người cũng thấy được, ta hiện tại đều không điều kia họ Giang, ngày hôm qua tan tầm thời điểm, các người thấy ta cho nàng gì sắc mặt tốt sao? Ta cho các người nói, Hằng Thành lần này nhất định giáng cấp, đến lúc đó đến giảm biên chế 100 người, các người ngẫm lại, cùng với bị giảm biên chế lại tìm công tác, còn không bằng hiện tại cùng ta cùng nhau đi. Với thông, người như thế nào khẳng định công ty lần này nhất định giáng cấp? Một đạo nghi ngờ thanh âm vang lên. Ha ha, ta vì cái gì khẳng định, Á Phong Hồ Tổng đều cho ta nói, biết hôm nay bình xét cấp bậc cái gì kết quả sao? Hiện tại Á Phong Hồ Tổng đang cùng đơn phó thị trưởng cùng nhau ăn cơm đâu, họ Giang chỉ sợ lập tức liền hồi công ty đi, các ngươi cảm thấy Hằng Thành còn có thể tiếp tục bảo trì năm sao? Với thư từ qua lại tâm 10 phần nói, dù sao, ta lời nói cho các ngươi nói đến này, các ngươi có nguyện ý không đi, là các ngươi chính mình sự, đến lúc đó đừng nói ta với thông không nhớ tình cũ là được, hảo. Cũng không cùng các ngươi nói, còn muốn đem tin tức thông chi cho người khác đâu. Với thông nói xong, phất phất tay, đi ra phòng nghỉ, vừa ra phòng nghỉ môn, với thông vừa vặn nhìn đến đứng ở cửa Giang Tĩnh. Ở nhìn đến Giang Tĩnh nháy mắt, với thông ánh mắt theo bản năng né tránh một chút, theo sau thở sâu, nhìn thẳng Giang Tĩnh, họ Giang, người này mau khí không hảo a, ở bên ngoài đứng nghe lén chúng ta nói chuyện. Có hay không điểm tố chất? Với thông lời này, cố ý nói được rất lớn thanh. Chính là muốn cho công ty người đều nghe được, biết hắn với thông hiện tại đối đãi Giang Tĩnh là cái gì thái độ. Với thông, người rốt cuộc còn có hay không một chút lương tâm, đừng quên, người hiện tại hiểu đồ vật, kia đều là Giang Tổng tự xuất tiền túi cho các người huấn luyện. Trung niên đội trưởng thật sự nhịn không được mở miệng. Ô ô ô, nói thật dễ nghe, còn tự xuất tiền túi cho chúng ta huấn luyện. Với thông đôi tay ôm ngực, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nàng cho ta huấn luyện, nói trắng ra là... còn không phải muốn cho chúng ta đi cho nàng kiếm tiền. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Trung niên đội trưởng hét lớn một tiếng, còn lại công ty bảo an, cái nào không phải đem cố chủ cấp tiền cùng công nhân 5 năm khai, chỉ có Giang Tổng nơi này, là chỉ trừ một thành, 9 thành đô cho chúng ta, ngươi không biết xấu hổ nói loại này lời nói. Ha ha, ngươi cùng nàng quan hệ hảo, ngươi nói cái gì đều được. Với thông cười lạnh một tiếng, dù sao Hằng Thành giáng cấp, giảm biên chế tài không đến trên người của ngươi. Xui xẻo vẫn là chúng ta đại gia hỏa. Trung niên đội trưởng chú ý tới, ở chỗ thông nói xong câu đó thời điểm, rất nhiều công nhân sắc mặt, đều trở nên thật không đẹp, bởi vì mọi người đều ở lo lắng, chính mình rốt cuộc có thể hay không bị giảm biên chế. Trung niên đội trưởng hít sâu một hơi, với thông, người đừng quên, ở huấn luyện trước, đại gia chính là cùng công ty có hiệp ước, nếu huấn luyện xong sau, công tác bất mãn 3 năm phạm phải trọng đại khuyết điểm. Hoặc là chủ động từ chức, đều phải phó tiền vi phạm hợp đồng. Trung niên đội trưởng lời này vừa ra, rất nhiều người thân thể, đều không khỏi chấn động, đúng vậy, lúc ấy là ký như vậy một cái hiệp nghị, nếu hiện tại đột nhiên đi nói, tiền vi phạm hợp đồng làm sao bây giờ? Với thông sắc mặt, cũng hơi hơi có chút khó coi, hắn thật đúng là đem việc này cấp đã quên, hiện tại trung niên đội trưởng nhắc tới lên, làm hắn một lòng một chút liền nhắc lên, với thông quay đầu lại, nhìn thoáng qua chung quanh đồng sự sắc mặt. Ngạnh cổ nói, người cũng nói, là chủ động từ chức, bất quá chờ bình xét cấp bậc kết thúc, Hằng Thành gặp phải giảm biên chế, chỉ sợ không cần ta chủ động từ chức, các người phải chủ động tài ta đi, chẳng lẽ họ Giang vì ghê tởm ta, sẽ đem người tài rớt đem ta lưu lại. Với thông nói, lại cấp những cái đó muốn chạy người đánh cái một châm chấn định tề. Có chút người tưởng, Hằng Thành giảm biên chế thời điểm, khẳng định sẽ lưu lại những cái đó lão công nhân, chính mình loại này mới tới, tuyệt đối sẽ bị tài rớt. Trung niên đội trưởng một trương miệng, còn chuẩn bị nói chuyện,
bị Giang Tĩnh ngăn cản xuống dưới, hảo, không cần thiết làm không sợ khắc khẩu, hiện tại kết quả còn không có ra tới, không cảm thấy nói này đó có chút quá sớm sao? Đúng vậy, kết quả còn không có ra tới. Trung niên đội trưởng thật mạnh gật đầu, với thông, người đừng quá kiêu ngạo. À, với thông khẽ cười một tiếng, kết quả là cái gì, mọi người đều rõ ràng, không cần thiết tại đây vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chương 637 thị tộc bóng dáng. Với thông nói, nghe Giang Tĩnh cùng trung niên đội trưởng trong lòng chua xót, sự thật đích xác liền như với thông nói như vậy, hiện tại bình xét cấp bậc là không có hoàn toàn kết thúc, nhưng kỳ thật kết quả, đã sáng tỏ, chính mình hai người hiện tại, đích xác xác là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. So với Hằng Thành bên này, Á Phong cùng Thịnh Giai hai cái công ty, hiện tại liền một mảnh vui mừng. Giữa trưa thời gian, bên trái thị lớn nhất khách sạn chung, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng, cùng với đơn phó thị trưởng ba người, ngồi ở một cái lớn nhất ghế lô giữa, một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, 20 cá nhân đều không nhất định ăn cho hết. Đơn thị trưởng, ta kính ngài một ly. Hồ Tổng bưng lên chén rượu, vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Đơn phó thị trưởng vẫy vẫy tay, ta này nơi nào là cái gì thị trưởng, chỉ là cái phó chức. Hồ Tổng vừa nghe, lập tức lộ ra một bộ không vui bộ dáng, đơn thị trưởng, ta kính trọng ngài, nhưng có một nói một, ngài lời này, ta nhưng không thích nghe a. Ở trong mắt ta, ngài đã là này tả thị thị trưởng. Đối, ngồi ở bên cạnh Vương Tổng cũng lập tức ra tiếng, đơn thị trưởng, ta cũng kính ngài một ly. Đơn phó thị trưởng nghe nói như vậy, trên mặt nhạc nở hoa, trình mông hai vị để mắt, ta đây liền trước làm vì kính. Làm, Hồ Tổng hét lớn một tiếng, một ngụm đem ly chung uống rượu tịnh. Đương uống rượu xong sau, ba người ngồi ở trên bàn, Hồ Tổng chủ động đem một con đại tôm hùm kẹp đến đơn phó thị trưởng trước mặt. Nói, đơn thị trưởng, sáng mai, ta cùng Vương Tổng đầu tư kế hoạch biểu, liền sẽ đưa đến ngài văn phòng, cho ngài xem qua, lần này sự, liền thỉnh ngài nhiều hơn chiếu cố a. Đơn phó thị trưởng cười ha ha một tiếng, đây là hai người giúp ta vội, giúp ta tìm về vứt bỏ đầu tư kế hoạch thư a. Đơn phó thị trưởng, cố ý đem cái kia ném tự cắn thực trọng. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, kia đều là nhân tinh, ý tứ trong lời nói tự nhiên nghe được minh bạch. Là, Hồ Tổng liên tục gật đầu, hôm nay buổi tối, đơn thị trưởng tự mình dẫn dắt chúng ta Á Phong An Bảo cùng Thịnh Giai An Bảo người, ở đơn thị trưởng chỉ huy hạ, chúng ta bắt được trộm cướp phạm, truy hồi kế hoạch thư. Ha ha ha, đơn phó thị trưởng cười to, cùng hai vị nói chuyện, thật sự thống khoái, so với kia cái gì chó má Hằng Thành, muốn thoải mái quá nhiều, tới, uống rượu. Ghế lô chung, vang lên ba người tiếng cười. Trương Huyền trở lại chính mình trụ khách sạn sau, cấp Lâm Thanh Hạm đã phát cái hết thảy bình an tin tức vừa mới phát qua đi không vài giây, Lâm Thanh Hạm bên kia liền hồi phục lại đây. Chờ ngươi về nhà. Này bốn chữ, xem Trương Huyền trong lòng ấm áp. Về nhà, cái này ra tự giữa, bao hàm quá nhiều. Trương Huyền thu hồi di động, nằm ở trên giường, tính toán hôm nay liền cho chính mình phóng thiên giả, trước nghỉ ngơi một chút, kết quả đôi mắt vừa mới nhắm lại, điện thoại liền vang lên. Nhìn mắt điện báo người, Trương Huyền đem điện thoại tiếp khởi. Uy, Phí Lôi Tư. Lão đại, người còn ở Mông Tỉnh đâu? Phí Lôi Tư thanh âm, từ điện thoại chung truyền ra. Ân, làm sao vậy? Trương Huyền hỏi. Có mấy cái tin tức, cho người hội báo một chút. Phí Lôi Tư ngữ khí dừng một chút, mở miệng nói, gần nhất hai ngày thời gian, Hoa Hạ tài chính giới cùng thương giới, đều đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, có mấy cái thần bí tập đoàn tài chính đột nhiên thò đầu ra. Chiếm cứ không ít thị trường số định mức, này đó tập đoàn tài chính, phía trước chưa từng có nghe nói qua, thả bối cảnh đều có bảo hộ, một chốc căn bản tra không ra, ta hoài nghi, này trong đó, giống như có thị tộc bóng dáng. Thị tộc, Trương Huyền nghe thế hai chữ, không khỏi coi trọng lên, thị tộc quá mức thần bí, Triệu Gia huyện cửu cung bát quái thành, huyết mạch lực lượng thức tỉnh, đều làm Trương Huyền kiến thức tới rồi thị tộc kia không muốn người biết cường đại một mặt, đó là hoàn toàn vô pháp dùng khoa học tới giải thích lĩnh vực. Trương Huyền trầm ngâm một phen, hỏi, kia mấy cái tập đoàn tài chính, hiện tại có động tĩnh gì? Tạm thời không có, Phí Lôi Tư trả lời nói, bất quá ta xem bọn họ hướng đi, là tính toán phạm vi lớn chiếm cứ thị trường số định mức, lão đại, ta muốn phát điểm lực làm bọn họ một chút sao? Trước không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, nếu thật là thị tộc nói, khẳng định sẽ có động tĩnh, thị tộc tị thế như vậy nhiều năm, hiện tại đột nhiên vào đời, sẽ không ngồi xem mặc kệ, trước nhìn xem đi. Hảo, Phí Lôi Tư trả lời. Cắt đứt điện thoại, Trương Huyền trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc,
nếu thật là thị tộc, xa vào nhiều năm như vậy, vì cái gì đột nhiên lộ diện, chẳng lẽ cùng Triệu thị sự có quan hệ? Thị tộc mang theo quá nhiều thần bí sắc thái, này đó từ xưa truyền thừa xuống dưới thế lực, có quá nhiều không muốn người biết đồ vật, ít nhất hiện tại Trương Huyền sở tiếp xúc đến tân đồ vật, mặc kệ là khí, vẫn là cái gì huyết mạch lực lượng, trận pháp, kia đều là đến từ chính thị tộc. Trương Huyền quơ quơ đầu, ném ra trong đầu này đó ý tưởng, hết thảy đồ vật, chính mình hiện tại lại nghĩ như thế nào, cũng vô pháp hoàn toàn nghĩ kỹ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện tại trừ bỏ lũng Tây Lý thị ở ngoài, còn lại thị tộc, cùng Trương Huyền hoàn toàn không có bất luận cái gì giao thoa, không cần lo lắng quá nhiều, cường đại tự thân lực lượng, mới là hiện tại quan trọng nhất sự. Phí Lôi Tư này một chiếc điện thoại, cũng làm Trương Huyền không có lại nằm xuống nghỉ ngơi tâm tư, đơn giản cầm lấy di động, ở trên mạng tra về Hoa Hạ mấy cái họ lớn lịch sử. Một ngày thời gian, lặng yên không một tiếng động quá khứ. Hằng thành giữa, mỗi người đều có vẻ uể oải ỉu xìu, công ty tương lai sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, đều là đại gia lo lắng sự, một khi giáng cấp, liền gặp phải giảm biên chế nguy cơ. Lâm Tan tầm thời gian, Giang Tĩnh đứng ở công ty đại lâu trước, nhìn mái nhà kia tấm chắn tiêu chí thượng 5 viên ngôi sao, từ ngày mai bắt đầu, kia ngôi sao liền phải bị lấy rớt một viên đi. Thời gian tiệm quá, sắc trời càng ngày càng ám, màn đêm buông xuống sắc buông xuống khi, bên trong thành đèn rực rỡ mới lên. Trương Huyền đứng ở khách sạn bên cửa sổ, nhìn di động chung phát tới tin tức, lộ ra tươi cười. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, trời vừa mới sáng, Trương Huyền từ trên giường bò dậy, rửa mặt xong sau, mở ra khách sạn cửa phòng. Ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, Trương Huyền đột nhiên ý thức được một vấn đề, giống như Triệu gia một trận chiến sau khi kết thúc, chính mình đáy lòng thường xuyên sẽ xuất hiện kia cổ táo bạo, hoàn toàn biến mất, không có tái xuất hiện quá. Trương Huyền phỏng đoán, có thể là trận chiến ấy giết chóc, làm chính mình triệt triệt để phát tiết ra tới, loại này vững vàng tâm cảnh, tóm lại là chuyện tốt. Trương Huyền nhớ rõ Hằng Thành An bảo nơi địa phương, ra khách sạn, mua căn bánh quẩy, cầm một ly sữa đậu nành, một bên ăn, một bên chiều Hằng Thành An bảo đi đến. Hằng Thành An bảo giữa, trung niên đội trưởng đi vào Giang Tĩnh văn phòng trước cửa, tướng môn gõ vang. Tiến, Giang Tĩnh ngồi ở chính mình văn phòng chung, cho chính mình phao ly trà nóng. Giang Tổng, đã mau 9 giờ, chúng ta muốn hay không? Trung niên đội trưởng nhìn Giang Tĩnh, muốn nói lại thôi. Không cần thiết, Giang Tĩnh hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, này luân bình xét cấp bậc, sớm đã có rồi kết quả, chúng ta hôm nay đi cùng không đi, lại có cái gì khác nhau đâu. Chờ người lại đây trích tinh thì tốt rồi. Chương 638 chúng ta tới tham gia bình xét cấp bậc. Cả đêm thời gian, đã làm Giang Tĩnh hoàn toàn tưởng khai, tiếp thu sự thật, kia cái gì đầu tư kế hoạch thư, hoàn toàn liền không phải Hằng Thành có thể lấy ra tới. Trung niên đội trưởng nặng nề mà thở dài, Giang Tổng, chúng ta thật sự liền như vậy từ bỏ sao? Bằng không đâu, Giang Tĩnh bất đắc dĩ cười, thế giới này, Tổng không phải mọi chuyện đều toại người nguyện. Văn phòng môn lại bị gõ vang, trưởng phòng nhân sự đẩy cửa đi đến, nàng nhìn mắt văn phòng chung trung niên đội trưởng, theo sau đối Giang Tĩnh mở miệng nói, Giang Tổng, với thông kích động rất nhiều người, mọi người đều đã bắt đầu thu thập đồ vật, hôm nay đã không vài người bình thường công tác, đều đang chờ công ty giảm biên chế, chúng ta. Giang Tĩnh đứng lên, mở miệng nói, như vậy đi, cho đại gia thông chi một chút, nguyện ý lưu tại công ty, ta Giang Tĩnh tìm mọi cách cũng sẽ đem đại gia lưu lại, muốn đi, ta Giang Tĩnh cũng không cường lưu, đêm nay cùng nhau tụ cái cơm, chúng ta cũng coi như là hảo tụ hảo tán. Trưởng phòng nhân sự nghe nói như vậy, trên mặt mang theo một mà thương cảm, ở Hằng Thành người, cái nào không phải Giang Tổng tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nhân tài, ở mỗi người trên người, đều hao phí thật lớn tinh lực. Chính là hy vọng đại gia ở về sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể nhiều một tầng bảo đảm, nhưng cố tình có người, lại được đến chỗ tốt sau, hoàn toàn không niệm Giang Tổng hảo, một lòng nghĩ rời đi. Hảo, đi cho đại gia thông chi đi, chúng ta lại không phải công ty đóng cửa, chỉ là hàng tinh mà thôi. Giang Tĩnh vẫy vẫy tay. Trưởng phòng nhân sự lắc lắc đầu, đại gia ở chức trường nhiều năm như vậy, mỗi người, trong lòng đều có một cây cân, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều minh bạch thị trường này. Hôm nay Á Phong cùng Thịnh Giai hai cái công ty, có thể áp Hằng Thành hàng tinh, như vậy đồng dạng có thể làm Hằng Thành vô pháp lại tại đây an bảo giới làm đi xuống. Nói trắng ra là, hôm nay hàng tinh, chính là về sau đóng cửa. Ở an bảo cái này ngành sản xuất sữa, chỉ có đệ nhất, không ai sẽ nhớ kỹ đệ nhị, cố chủ ở mướn người thời điểm, cũng chỉ sẽ đi tìm đứng hàng đệ nhất xí nghiệp.
Trưởng phòng nhân sự xoay người, mới vừa đi đến văn phòng trước cửa thời điểm, một đạo thân ảnh trước tiên tễ tiến vào. Trương tiên sinh, Giang Tĩnh nhìn đến tiến vào thân ảnh, phát ra ngoài ý muốn thanh âm, ngày hôm qua Trương Huyền phất phất tay liền rời đi, nàng còn tưởng rằng Trương Huyền đã đi rồi đâu. Ngươi như thế nào còn tại đây đâu? Trương Huyền vừa vào cửa, liền nghi hoặc hỏi, ta ở dưới lầu chờ các ngươi chờ đã nửa ngày. Chờ chúng ta, Giang Tĩnh đầy mặt nghi vấn, không hiểu Trương Huyền ý tứ. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, hôm nay buổi sáng không phải cuối cùng một vòng bình xét cấp bậc sao, như thế nào, không tham gia. Trương tiên sinh, ta, Giang Tĩnh mới vừa mở miệng nói chuyện, Trương Huyền liền bước đi đi lên. Trương Huyền một tay bắt được Giang Tĩnh cánh tay, mở miệng nói, mau mau mau, cần phải đi, bằng không không còn kịp rồi. Giang Tĩnh còn không có phản ứng lại đây, đã bị Trương Huyền túm ra văn phòng. Trưởng phòng nhân sự vẻ mặt kinh ngạc nhìn đem Giang Tĩnh túm ra văn phòng Trương Huyền, theo sau quay đầu lại nhìn trung niên đội trưởng. Trung niên đội trưởng ánh mắt sáng lên, hướng trưởng phòng nhân sự nói, trước đừng cho đại gia hỏa thông chi, lần này sự, nói không chừng còn có chuyển cơ. Trung niên đội trưởng nói xong, đi nhanh chiều văn phòng bên ngoài chạy tới, hướng Trương Huyền cùng Giang Tĩnh bóng dáng đuổi theo. Trung niên đội trưởng tuy rằng không rõ Trương Huyền muốn làm cái gì, nhưng hắn trong lòng có một loại trực giác. Lần này sự, cũng không sẽ liền như vậy tính. Trương Huyền cùng Giang Tĩnh mới vừa đi đến thang máy nội, trung niên đội trưởng liền vọt tiến vào. Ba người cùng nhau hạ tới rồi lầu một, chiều công ty bên ngoài đi đến. Công ty trong đại sảnh, với thông đã thu thập hảo chính mình đồ vật, đương nhìn đến Giang Tĩnh đi ra ngoài thời điểm, phát ra một tiếng cười lạnh, hắn đã làm tốt rời đi chuẩn bị, liền chờ Giang Tĩnh từ bên ngoài trở về. Trung niên đội trưởng lái xe, mang theo Giang Tĩnh cùng Trương Huyền chiều phía chính phủ office building chạy tới. Đường đi vào phía chính phủ office building thời điểm, đã nhìn đến Hồ Tổng Hòa Vương Tổng xe, đều ngừng ở dừng xe vị thượng, hai chiếc giá trị trăm vạn siêu xe, phá lệ thấy được. Tiên sinh, ngươi là tìm được cái kia kế hoạch thư sao? Trung niên đội trưởng dừng lại xe, nhịn không được hướng Trương Huyền mở miệng nói. Không a, Trương Huyền lắc lắc đầu, bất quá, ai nói cần thiết muốn tìm kế hoạch thư? Trương Huyền nói xong, không cho trung niên đội trưởng cùng Giang Tĩnh đa nghi hoặc thời gian, khi trước đi đến phía chính phủ office building nội. Đơn phó thị trưởng văn phòng thực hảo tìm, ba người quang nhìn office building phân bố đồ, liền nhẹ nhàng tới rồi địa phương. Ở đơn phó thị trưởng văn phòng trước cửa, Trương Huyền ba người, nghe được văn phòng nội truyền đến thanh âm. Đơn thị trưởng, kia lần này, liền chúc chúng ta hợp tác càng nhanh. Hồ Tổng thanh âm từ văn phòng trung truyền ra tới. Cùng với đơn phó thị trưởng một trận tiếng cười to, văn phòng môn mở ra, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, đang từ trong văn phòng chuẩn bị hướng trốn đi. Môn mở ra nháy mắt, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, liền thấy được đứng ở cửa Trương Huyền ba người, cái này làm cho hai người bọn họ rất là ngoài ý muốn, ở hai người bọn họ cho rằng, hôm nay buổi sáng, Hằng Thành người căn bản là sẽ không tới, rốt cuộc này luân bình xét cấp bậc khảo hạch, là cái có đầu óc người liền biết sao lại thế này. Này không phải Giang Tổng sao, các ngươi tới nơi này, là có việc gì sao a? Hồ Tổng vẻ mặt âm dương quái khí nói. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đuổi ở Giang Tĩnh mở miệng phía trước ra tiếng nói, đương nhiên là tới tặng đồ. Tặng đồ, Vương Tổng tò mò một tiếng, thực không vừa khéo, đơn thị trưởng ngày hôm qua vứt đầu tư kế hoạch thư, ta cùng Hồ Tổng đã tìm được rồi, hiện tại liền đặt ở đơn thị trưởng bàn làm việc thượng, các ngươi tới, là đưa gì đó. Văn phòng nội đơn phó thị trưởng nghe được cửa động tĩnh, bước đi ra tới, đương nhìn đến Trương Huyền ba người sau, mày một chút liền nhíu lại, quát lớn nói, các ngươi tới làm gì? Ai cho các ngươi tới? Đương nhiên là tới tham gia cuối cùng một vòng bình xét cấp bậc A. Trương Huyền đôi tay cắm túi, trực tiếp đi đến đơn phó thị trưởng văn phòng chung, tìm Trương sofa ngồi xuống. Đơn phó thị trưởng nhìn đến Trương Huyền chủ động đi đến, đương trường gầm lên, ai làm ngươi tiến vào, cút đi. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, đơn phó thị trưởng, nghe một chút ngươi lời này nói, mọi người đều là tới tham gia bình xét cấp bậc, hai người bọn họ có thể tiến vào, chúng ta Hằng Thành người, vì cái gì không thể tiến vào, chẳng lẽ, đơn phó thị trưởng là không nghĩ làm chúng ta Hằng Thành tham gia lần này bình xét cấp bậc sao? Trương Huyền này một phen lời nói, bỗng nghe đi lên không có gì, nhưng tinh tế phẩm vị một chút, hắn nơi này, ẩn chứa ý tứ rất nhiều. Đơn phó thị trưởng hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Trương Huyền, ra tiếng nói, miệng lưỡi sắc bén đổ vật. Hảo, ngươi nói các ngươi Hằng Thành tới tham gia bình xét cấp bậc,
ta hỏi các ngươi, đồ vật đâu? Ta ngày hôm qua mất đi kế hoạch thư, Hồ Tổng hòa Vương Tổng hai người đã giúp ta tìm trở về, các ngươi hằng thành, lấy cái gì tới tham gia bình xét cấp bậc? Cửa Hồ Tổng hòa Vương Tổng, đều dùng một bộ xem ngốc tử bộ dáng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong lòng phỏng đoán, tiểu tử này sẽ không thật là não tàn đi tìm cái gì mất đi kế hoạch thư đi. Chương 639 cái này được không? Đơn phó thị trưởng hỏi xong Trương Huyền, lại đem ánh mắt phóng tới Giang Tĩnh cùng trung niên đội trưởng hai người trên người. Giang Tĩnh cùng trung niên đội trưởng liếc nhau, kỳ thật, bọn họ hai người trong lòng, cũng rất muốn biết, Trương Huyền lần này tới, là dựa vào cái gì? Đơn phó thị trưởng thấy Giang Tĩnh cùng trung niên đội trưởng không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Trương Huyền, ta hỏi ngươi đâu, ta vứt kế hoạch thư, ngươi tìm tới sao? Trương Huyền một bĩu môi, lắc lắc đầu, không có. Không có, đơn phó thị trưởng trên mặt mang theo hài hước, không có ngươi lấy cái gì tới tham gia bình xét cấp bậc. Có thể là dựa hắn không biết xấu hổ đi, Hồ Tổng tiếp được lời nói cha. Tiểu đệ đệ, ta cảm giác. Người hình như là một cái ngốc tử u. Vương Tổng che miệng cười. Ngoài cửa, Giang Tĩnh cùng trung niên đội trưởng, đều nghi hoặc nhìn Trương Huyền, không rõ Trương Huyền trong hồ lô muốn làm cái gì. Trương Huyền duỗi người, dựa vào trên sofa, ta là không mang ngươi mất đi kế hoạch thư, bất quá ta mang đến chút những thứ khác. Trương Huyền bắt tay duỗi đến trong túi, lấy ra một cái USB, theo sau hướng chính mình trước mặt trên bàn trà một ném. Đơn phó thị trưởng ánh mắt theo bản năng chiều Trương Huyền ném ra USB nhìn lại. Trương Huyền thanh âm vang lên, kế hoạch thư là không tìm tới, bất quá đơn phó thị trưởng ngươi mấy năm nay xin sở hữu tài khoản ngân hàng tư liệu, bao gồm đơn phó thị trưởng ngươi danh nghĩa tài sản, lão bà ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản, ngươi nhi tử danh nghĩa tài sản, đều bị ta tìm tới, chậc chậc chậc, nếu ta không nhìn lầm nói, đơn phó thị trưởng ngươi một tháng tiền lương là 7.500 khối. Lão bà ngươi ở bệnh viện công tác, một tháng tiền lương 6.000, ngươi nhi tử còn ở vào đại học, không có bất luận cái gì thu vào. Nhưng đơn phó thị trưởng ngươi ở đều hải kia hai bộ biệt thự, cũng không phải là ngươi cái này tiền lương có thể có được a. Trương Huyền lời này vừa ra, đơn phó thị trưởng sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hắn nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, ta không rõ ngươi nói chính là cái gì đều hải hai bộ biệt thự, ngươi là nhận sai người đi. Trương Huyền không có đi để ý tới đơn phó thị trưởng nói cái gì, lo chính mình tiếp tục mở miệng, năm kia, 1.800 vạn, đến từ Trúc Hữu Thương vụ công ty, năm trước, 2.400 vạn, đến từ Hùng Sam giải trí, năm nay sao? Trương Huyền nói đến này, không có tiếp tục nói tiếp, mà là đem ánh mắt phóng tới cửa Hồ Tổng hòa Vương Tổng trên người. Đơn phó thị trưởng trong lòng run lên, hắn biết rõ, Trương Huyền vừa mới theo như lời những cái đó, hoàn toàn là thật, này đó. Hắn là làm sao mà biết được. Trương Huyền dựa vào trên sofa, đơn phó thị trưởng, còn có thật nhiều đồ vật, muốn ta một năm một mười nói ra sao, tỉ như ngươi ái nhân danh nghĩa hai chiếc siêu xe, ngươi hải tử danh nghĩa bốn căn hộ, cùng với mấy trăm vạn tiền tiết kiệm. Này đó, cùng ngươi tiền lương, nghiêm trọng không hợp đi. Đơn phó thị trưởng âm thầm nhéo nhéo quyền, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, ngươi uy hiếp ta. Này tính uy hiếp. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, ta bất quá là nói chút sự thật mà thôi, như thế nào liền biến thành uy hiếp? Chẳng lẽ, ở đơn phó thị trưởng trong mắt, những việc này thật đều là có thể uy hiếp đến ngươi đồ vật? Chứng cứ đâu? Đơn phó thị trưởng hỏi, ngươi nói mấy thứ này đều có liên quan tới ta, bằng ngươi cái này USB, liền có thể vô căn cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói này đó có liên quan tới ta? Trương Huyền nhún vai, dựa vào cái gì cái này, không về ta quản, bất quá ta tưởng. Phản tham bộ môn, bọn họ tự nhiên có một bộ phân biệt phương pháp. Trương Huyền lấy ra di động, nhìn mắt màn hình, tính tính thời gian, phản tham người, hẳn là lập tức liền đến. Trương Huyền thanh âm vừa ra, văn phòng ngoại quốc lộ hành lang chung, liền vang lên một trận rậm rạp tiếng bước chân. Đứng ở cửa Hồ Tổng hòa Vương Tổng hướng tiếng bước chân truyền đến địa phương vừa thấy, sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi. Một chúng thân xuyên chế phục người. Đi nhanh chiều đơn phó thị trưởng văn phòng đã đi tới, dẫn đầu một nam nhân trung niên, ở đi đến đơn phó thị trưởng văn phòng cửa thời điểm, không chút khách khí đẩy ra đứng ở cửa Hồ Tổng hòa Vương Tổng, sau đó đi vào văn phòng chung, trong tay hắn cầm một phong văn kiện tiêu đề đỏ, hướng đơn phó thị trưởng nói, đơn lập chí, hiện tại hoài nghi ngươi cùng số khởi tham ô án có quan hệ, đây là bắt giữ lệnh, xin theo chúng ta trở về điều tra. Đơn phó thị trưởng nhìn đã đến người, ánh mắt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Các ngươi chỉ sợ lầm đi, ta khi nào tham ô.
ngươi hay không thật sự tham ô, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra, thỉnh ngươi phối hợp. Mang đi, dẫn đầu người nọ, căn bản không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp phất tay, tức khắc đi lên hai người, một tả một hữu bắt lấy đơn phó thị trưởng bả vai. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng vừa thấy thế nhưng phát sinh như vậy sự, vội vàng đầu một thấp, liền chuẩn bị trốn đi. Đi nào a? Vương Tổng Hòa Hồ Tổng hai người còn chưa đi vài bước, đã bị người một phen giữ chặt. Dẫn đầu người nọ đi đến Hồ Tổng Hòa Vương Tổng trước mặt, mở miệng nói, hiện hoài nghi các ngươi cùng nhau đút lót án có quan hệ, cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Này, Hồ Tổng vừa định mở miệng cho chính mình thoái thác. Mang đi, dẫn đầu người nọ căn bản chưa cho hai người bọn họ bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp đem người mang đi. Trương Huyền ba người, bởi vì người ở chỗ này, cũng bị cùng nhau mang theo trở về, bất quá thực mau, bọn họ ba người đã bị phóng ra, đơn phó thị trưởng, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng ba người, còn ở lại bên trong, điều tra ra rất nhiều đồ vật. Giang Tĩnh, nhìn dáng vẻ, lần này các ngươi hằng thành bình xét cấp bậc, xem như bảo vệ a. Ra phản tham cục, Trương Huyền ngồi trên xe, đối Giang Tĩnh tạ nói. Giang Tĩnh rốt cuộc minh bạch, ngày hôm qua Trương Huyền nói còn có khác biện pháp, là chỉ cái gì? Nếu đơn phó thị trưởng cùng Á Phong cùng Thịnh Giai chi gian có hiệp nghị, vậy từ phương diện này xuống tay, giải quyết vấn đề lộ có rất nhiều, chỉ là chính mình tư tưởng bị cực hạn trụ, không thể tưởng được biện pháp khác mà thôi. Trương tiên sinh, lúc này đây, thật là ít nhiều ngươi. Giang Tĩnh chân thành hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Trương Huyền vẫy vẫy tay, đừng quên, hai ta chính là hợp tác đồng bọn A, ha ha. Trung niên đội trưởng phụ trách lái xe, hiện tại hắn. Đầy mặt đều là hưng phấn thần sắc, nếu đơn phó thị trưởng lần này thật bị điều tra ra, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, lại bị nghi ngờ có liên quan đút lót, như vậy hằng thành năm nay bình xét cấp bậc, vậy không có bất luận vấn đề gì a, năm sau lại lần nữa bảo hạ. Hằng thành an bảo đại lâu nội. Với thông đứng ở công ty trước cửa, đã có chút gấp không chờ nổi, hắn đã liên lạc gần 40 cá nhân, chỉ cần hôm nay từ chức, trực tiếp là có thể đi Á Phong an bảo nhậm chức, chính mình thượng vị cùng ngày. Trực tiếp chính là giám đốc chức vị, tiền lương đãi ngộ phiên một phen. Với thông hiện tại, liền đang chờ đợi Giang Tĩnh trở về, sau đó mang theo người cùng nhau rời đi. Ở chỗ thông chờ đợi chung, một chiếc xe chậm rãi xử đến công ty đại môn nội, ở bãi đỗ xe Thượng Đình Hảo. Trương Huyền ba người, từ trên xe đi xuống tới. Với thông cũng vào lúc này, lớn tiếng ra tiếng, họ Giang, bình xét cấp bậc kết thúc. Trích Tinh người lập tức liền đến đi, hy vọng người này công ty. Nhưng đừng khai đổ. Đảo, trung niên đội trưởng nghe được với thông nói, cười nói, chúng ta hằng thành, một chốc một lát nhưng đảo không được. Chương 640 bình xét cấp bậc kết thúc. Ha ha, với thông cười lạnh, tùy ngươi nói như thế nào đi. Với thông đi đến bãi đỗ xe, đem chính mình cửa xe kéo ra. Đi làm thời gian, làm gì đi, trung niên đội trưởng chất vấn một tiếng. Ta muốn làm sao liền làm gì, ngươi quản được sao ngươi. Với thông khinh thường nói, dù sao từ hắn ở hằng thành kéo người kia một khắc, liền xé rách ra mặt. Với thông, đừng nói ta không lưu tình, người hiện tại trở về cùng Giang Tổng nói lời xin lỗi, người phía trước hành động, ta coi như là người trẻ tuổi tùy hứng. Trung niên đội trưởng mở miệng. À, ta nếu không đâu. Với thông hừ lạnh, các người hằng thành giảm biên chế, chuyên môn đem ta lưu lại. Hằng thành sẽ không giảm biên chế. Trung niên đội trưởng lớn tiếng nói, này một tiếng. Không riêng nói cho với thông nghe, cũng là nói cho công ty mọi người nghe, chúng ta vừa mới trở về trên đường, đã nhận được một cục điện thoại, công ty năm nay bình xét cấp bậc, như cũ là 5 sao. 5 sao. Trung niên đội trưởng nói, nghe vào đại gia trong tai, trước tiên phản ứng, chính là không tin, nghi ngờ. Hai ngày này thời gian, với thông vì mượn sức càng nhiều người cùng hắn cùng nhau đi, đã nói quá nhiều đối hằng thành bất lợi nói, ở hắn trong miệng. Hằng thành là một cái lập tức liền phải đóng cửa công ty, mà Á Phong an bảo, tắc bị hắn đắp nặn một cái vô cùng cường đại hình tượng, càng là hư ảo rất nhiều đồ vật, tỉ như Á Phong an bảo có phía chính phủ bối cảnh linh tinh sự. Ở chỗ thông những lời này ảnh hưởng hạ, đại gia cơ hồ đã tin Hằng thành muốn đảo sự thật, hiện tại nghe trung niên đội trưởng nói Hằng thành còn sẽ bảo trì 5 sao bình xét cấp bậc. Kia Á Phong an bảo đâu? Với thông cười nhạo một tiếng, miệng mọc ở các ngươi trên người. Các người ái sao nói liền sao nói, dù sao ra là không hầu hạ. Với thông nói, một mông ngồi vào bên trong xe, chiếc xe đốt lửa. Đang lúc với thông thong thả chuyển xe thời điểm, mấy chiếc phía chính phủ chiếc xe, từ công ty đại môn chỗ khai tiến vào, ở hằng thành dưới lầu đình thành một liệt.
Đằng trước một chiếc cửa xe mở ra, Mục Cục từ trên xe đi xuống tới, ở Mục Cục trên tay, cầm một mặt cờ thưởng. Ha ha, Giang Tổng, chúc mừng a. Mục Cục vừa xuống xe, liền phát ra chúc mừng thanh âm, chúc mừng Giang Tổng duy trì 5 sao bình xét cấp bậc. Mục Cục, đều là thác phúc của ngươi. Giang Tĩnh hướng Mục Cục hơi hơi mỉm cười. Mục Cục lắc lắc đầu, Giang Tổng, ta bất quá là một cái truyền lời người, lúc này đây, là ngươi có quý nhân tương trợ a. Mục Cục nói đến này thời điểm, cố ý nhìn thoáng qua Trương Huyền. Đơn phó thị trưởng xảy ra chuyện, hắn đã biết, làm hắn kinh ngạc cảm thán chính là, đơn phó thị trưởng vài thứ kia, tất cả đều che giấu cực hảo, cơ hồ không có lưu lại cái gì manh mối, nhưng lại bị người từ mấy năm trước cho tới hôm nay, toàn bộ lột ra tới, mỗi một bút chướng, đều nhớ rõ rành mạch. Có thể ở quá ngắn thời gian nội tìm ra mấy thứ này, phía sau năng lượng, có thể nghĩ. Trương Huyền thấy Mục Cục nhìn về phía chính mình, nhe răng cười. Mục Cục vội vàng lộ ra một cái kỳ hảo tươi cười. Hằng Thành công nhân, đều thấy được đã đến Mục Cục, đương nhìn đến Mục Cục trong tay cờ thưởng, cùng với nghe được Mục Cục trong miệng kia 5 sao bình xét cấp bậc nói khi, tức khắc ổ lên một mảnh. Hằng Thành, thật sự không có giáng cấp, vẫn luôn liên tục 5 sao, kia chẳng phải là nói, dư lại hai cái công ty, lần này bình xét cấp bậc chung, tất cả đều bại cho Hằng Thành. Loại này bình xét cấp bậc, đều không phải là đơn thuần nói Hằng Thành không cần giảm biên chế, càng đặt Hằng Thành an bảo giới long đầu vị trí. Với thông luôn mồm kêu Hằng Thành giáng cấp hàng định rồi, về sau này an bảo giới nhất định là Á Phong thiên hạ, kết quả là, Á Phong thế nào mọi người không biết, Hằng Thành địa vị, lại là căn bản không có dao động, thả liên tục bị bầu thành 5 sao, càng là thuyết minh Hằng Thành cường đại. Đang ở chuyển xe với thông tận mắt nhìn thấy tới rồi như vậy một màn, hắn ánh mắt, tức khắc trở nên ngây dại ra, chuyển xe radar vang lên dồn dập tích tích thanh, hắn đều hoàn toàn không có chú ý tới, với thông không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng a, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ là như thế này? Theo đông một tiếng trọng vang, một trận mãnh liệt va chạm cảm, làm với thông từ kia trận dại ra giữa phục hồi tinh thần lại. Với thông Audi A3 đụng vào mặt sau vách tường, hắn hiện tại căn bản không rảnh bận tâm chính mình xe rốt cuộc thế nào. Hằng Thành tiếp tục duy trì 5 sao bình xét cấp bậc, sẽ không giảm biên chế, kia chính mình phía trước cách làm, lại là vì cái gì? Lúc trước hiệp nghị, làm chính mình vô pháp tùy tiện từ chức, chính mình về sau nhật tử, lại nên thế nào? Mục Cục đem cờ thưởng tuyên bố cho Giang Tĩnh, đồng thời lớn tiếng long trọng tuyên bố Hằng Thành tiếp tục duy trì 5 sao bình xét cấp bậc sự. Đương Mục Cục chính thức tuyên bố xong sau, toàn bộ Hằng Thành đại lâu nội, đều vang lên một trận tiếng hoan hô. So với thông nghĩ như vậy rời đi người, càng nhiều người, vẫn là hy vọng công ty tiếp tục duy trì đi xuống. Với thông ngồi ở bên trong xe, nhìn trước mắt một màn, sắc mặt trắng bệch, mặt xám như cho tàn. Trưởng phòng nhân sự bước đi đến với thông xe trước, hướng bên trong xe với thông mở miệng nói, với thông, người ở nhậm chức trong lúc, cố ý bôi đen công ty hình tượng, kích động đại gia tập thể tính từ chức, đã nghiêm trọng phá hư công ty ích lợi, căn cứ công ty hiệp nghị, hiện tại đối với người tiến hành xử phạt. Người yêu cầu chi trả lúc trước huấn luyện tài chính gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, tổng kim ngạch là 13.1764 nguyên, sẽ có luật sư cùng ngươi liên hệ, ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi. Trưởng phòng nhân sự nói xong, không cho với thông nói chuyện cơ hội, xoay người liền rời đi. Với thông nghe trưởng phòng nhân sự nói, một lòng nháy mắt ngã xuống đáy cốc, 13 vạn tiền vi phạm hợp đồng, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì tiểu nhân số lượng. Dưới thân này chiếc Audi A3 đều là cho vay mua, còn không có trả hết, 13 vạn, đủ đem chính mình ép tới vô pháp xoay người. Hằng Thành giữa, có chút người ở lo lắng, này đó lo lắng người, chính là phía trước bị với thông sách động, muốn cùng nhau rời đi người, bất quá cũng không có giống với thông biểu hiện như vậy rõ ràng. Giang Tĩnh đứng ở công ty trước cửa, lớn tiếng nói, ta biết, hai ngày này chung, trong công ty mặt truyền không ít đối công ty bất lợi tin đồn nhảm nhí. Cũng làm huynh đệ tỉ muội nhóm đối công ty có một chút thất vọng, muốn rời đi, cái này ý tưởng, ta có thể lý giải, từ giờ trở đi, ta hy vọng đại gia có thể tiếp tục tín nhiệm công ty, mặc kệ đại gia ở hiện tại phía trước, làm cái dạng gì quyết định, ta như cũ hoan nghênh đại gia lưu lại, về sau cùng nhau phấn đấu, cứ như vậy. Giang Tĩnh buổi nói chuyện, làm những cái đó còn có chút lo lắng người, đều buông không ít tâm tới, vốn dĩ mấy cái đều thu thập thứ tốt chuẩn bị đi, yên lặng đem chính mình đồ vật thả lại chỗ cũ. Trương Huyền đứng ở một bên, móc di động ra, yên lặng nhìn hành trình. Bình xét cấp bậc kết thúc, Hằng Thành như cũ bảo trì 5 sao, giữa trưa,
Giang Tĩnh tổ chức toàn công ty người cùng nhau liên hoan, đính cơm an bài gì đó, bận việc hai cái giờ, chờ đến cơm điểm thời điểm, Giang Tĩnh tìm Trương Huyền bóng dáng, đã tìm không thấy. Giờ phút này Trương Huyền đã ngồi trên đi trước Ninh Tỉnh đường dài xe buýt, cấp Giang Tĩnh phát ra tin tức, ta ở Ngân Châu, chờ ngươi tin tức tốt. Giang Tĩnh nhìn chính mình di động thượng thu được tin tức, không tiếng động cười. Chương 641 Lâm Thanh Hạm đã xảy ra chuyện. Cưỡi đường dài ô tô là một kiện cực kỳ nhạt nhẽo việc, Trương Huyền ngồi trên xe, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hắn chỉ cần tưởng tượng về đến nhà người, liền sẽ không tự giác lộ ra tươi cười, lập tức liền đến ra, thật tốt. Mấy trăm km lộ trình, ban ngày thời gian là có thể đuổi tới, Trương Huyền tính hạ thời gian, chính mình có thể đuổi ở cơm chiều trước về đến nhà, trước tiên chuẩn bị tốt cơm chiều, cấp Thanh Hạm một kinh hỉ đi. Ngân Châu sân bay, một đạo thân ảnh đi nhanh từ lối ra đi ra, thân ảnh ấy một đường hấp dẫn không ít tầm mắt, hắn thân cao có 2 mét, dáng người cường tráng, cho người ta một loại người sống chứa tiến cảm giác. Chính yếu người này một con mắt thượng mang bịt mắt, liền cùng tivi Trung Hải Tặc giống nhau. Này đạo thân ảnh đi ra sân bay, nhìn trước mặt hết thảy, thở sâu, theo sau phát ra trầm thấp quỷ dị tiếng cười, khặc khặc, Ngân Châu, họ Trương, ngươi liền ở Ngân Châu ở a? Nghe nói ngươi còn có một cái xinh đẹp như hoa lão bà, chờ xem, ta muốn đem ngươi đối chúng ta Vĩnh Phong thực nghiệp làm sự, gấp trăm lần ngàn lần còn đến ngươi trên người, Lâm Thị. Chờ xem, thân ảnh ấy đem kia chỉ che ở trước mắt bịt mắt xé xuống, lộ ra một viên không có bất luận cái gì thần thái trong mắt, vì trả thù ngươi Trương Huyền, ta Dương Hải Phong này viên đôi mắt, chính là thù lao, ta muốn cho ngươi đau đớn muốn chết. Này đi ra sân bay người, đúng là lúc trước Trương Huyền ở Hàng Thị nhìn thấy Dương Hải Phong. Hiện tại Dương Hải Phong, dáng người so với phía trước cao lớn không biết nhiều ít, cả người cũng có vẻ cường tráng rất nhiều, hắn cả người tản ra cái loại này lạnh băng khí thế, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia Phú Nhị Đại có thể so sánh với. Trương Huyền lúc trước trợ giúp Tiêu Sơn, trực tiếp từ mặt bên đánh sập Vĩnh Phong thực nghiệp, làm thượng làm giàu xí nghiệp cũng cùng Vĩnh Phong chặt đứt liên hệ, Vĩnh Phong hoàn toàn từ Hàng Thị đứng đầu xí nghiệp, trở thành nhất hạ lưu cái loại này. Dương Hải Phong không có đánh xe. Liền lớn như vậy chạy bộ ra sân bay, hắn tốc độ thực mau, mỗi một bước đều có thể bước ra gần 2 mét khoảng cách. Một trận chói tai thanh âm, từ Dương Hải Phong trên người vang lên. Dương Hải Phong vươn cánh tay trái, liền thấy hắn tay phải ngón trỏ bên trái trên cánh tay điểm vài cái, một cái loại nhỏ màn hình, từ Dương Hải Phong trên cánh tay trái sáng lên, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Dương Hải Phong toàn bộ cánh tay, hoàn toàn là từ máy móc làm thành. Dương Hải Phong cánh tay máy trên cánh tay trong màn hình, lộ ra một chương màu trắng mặt nạ, này mặt nạ là một chương thiên sứ gương mặt. Căn cứ định vị, người đã đến địa phương, màu trắng mặt nạ chủ nhân, phát ra dễ nghe nữ âm. Không tồi, Dương Hải Phong một khắc con mắt lộ ra thù hận thần sắc, lúc này đây, ta nhất định phải làm kia họ Trương, biết vậy chẳng làm. Mặt nạ chủ nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng như thế nào làm, ta mặc kệ ngươi. Nhưng đừng quên ngươi lần này chủ yếu nhiệm vụ là cái gì, nếu làm tạp, hậu quả ngươi biết đến. Dương Hải Phong lập tức lộ ra một bộ cung kính thần sắc, hai chân cũng không khỏi khép lại, chạm thẳng tắp, minh bạch. Được rồi, đừng làm cho ta thất vọng, mặt nạ chủ nhân nói một tiếng, theo sau đơn phương cắt đứt video. Đãi video cắt đứt vài giây sau, Dương Hải Phong mới thu đi trên mặt cung kính thần sắc, cánh tay hắn cũng một lần nữa khôi phục bình thường, nhìn mắt Ngân Châu thị phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói, hỏa tinh. Kia chính là cái thứ tốt ha, ta chỉ cần móng tay cái lớn nhỏ một viên, là có thể bảo đảm thân thể này thượng trăm năm vận chuyển. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, một chiếc từ Mông Tỉnh xuất phát đường dài xe buýt, ngừng ở Ngân Châu nhà ga. Trương Huyền từ trên xe xuống dưới, một khắc đều không ngừng lưu liền hướng chợ bán thức ăn đi đến, trước tỉ mỉ tuyển một ít nguyên liệu nấu ăn, theo sau về đến nhà. Thời gian này điểm, Tần Nhu cùng Lâm Thanh Hạm còn không có đi làm. Mỗi ngày phỏng chừng cũng ở Lâm Thị đợi. Trương Huyền một đầu chui vào trong phòng bếp, chuẩn bị lên. Thực mau tới rồi buổi chiều 6 giờ, một bàn mỹ thực đã bị Trương Huyền đặt tới trên bàn, Trương Huyền ngồi ở trên sofa, chờ đợi trong nhà ba nữ nhân trở về. Tới rồi 6 giờ rưỡi, Trương Huyền như cũ không có nhìn thấy Lâm Thanh Hạm ba người bóng dáng. Lấy ra di động, cố nén cấp Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại xúc động, rốt cuộc Trương Huyền là tưởng cấp cái kinh hỉ, lại đợi mười mấy phút. Này mười mấy phút, không có chờ tới Lâm Thanh Hạm tam nữ, lại là chờ tới mấy chiếc đánh cảnh minh xe cảnh sát. Xe cảnh sát ở biệt thự trước cửa dừng lại, mười mấy danh súng vác vai,
đạn lên nòng cảnh sát từ trên xe đi xuống tới, trực tiếp vọt vào trong biệt thự. Đi đầu một người, khoa tay múa chân mấy cái thủ thế, quát lớn, các ngươi đi phía trước, các ngươi đi mặt sau, lục soát. Trương Huyền nhìn này đó đã đến cảnh sát, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, sao lại thế này, các ngươi này làm gì? Đi đầu cảnh sát vừa thấy Trương Huyền, vội vàng đi rồi đi lên, Trương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trương Huyền ở Ngân Châu cục cảnh sát cũng là danh nhân rồi, Ngân Châu 90% cảnh sát đều nhận thức hắn. Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc, cái gì ta không có việc gì đi, xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nhìn Trương Huyền, hít sâu một hơi, nói, Lâm Tổng nàng mất tích. Chúng ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tới Ngân Châu chỗ ở kiểm tra. Cái gì? Trương Huyền kinh hãi một tiếng, không có dư thừa nói, trực tiếp từ cửa nhà tủ giày thượng lấy ra một phen chìa khóa xe, mở ra trong viện đỗ kia chiếc Ferrari liền hướng ra ngoài phóng đi. Lâm thị cao ốc, lúc này đã bị cảnh sát toàn diện phong tỏa, mọi người, đều không được tự tiện rời đi, đã tới rồi tan tầm điểm, Lâm thị công nhân còn đều vây ở cao ốc nội, không rõ đã xảy ra cái gì. Lâm thị tầng cao nhất. Vi cục trưởng mang theo người đứng ở Lâm Thanh Hạm văn phòng chung. Bí thư Lý, thỉnh ngươi đem lúc ấy phát sinh sự từ đầu tới đuôi, một tia không rơi lặp lại lần nữa. Một người cảnh sát cầm ký lục nghi, đứng ở bí thư Lý trước người. Bên kia, Tần Nhu ôm mỗi ngày, chính đầy mặt lo lắng nhìn cửa sổ, ở Lâm Thanh Hạm văn phòng cửa sổ sát đất thượng, có một cái thật lớn chỗ hồng. Bí thư Lý nhìn trước mặt cảnh sát, vừa muốn mở miệng, đã bị hét lớn một tiếng đánh gãy. Sao lại thế này, Thanh Hạm đâu? Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Tần Nhu cùng bí thư Lý, cùng thời gian hướng ngoài cửa nhìn lại, đương nhìn đến Trương Huyền thân ảnh khi, Tần Nhu cùng bí thư Lý kia viên hoảng loạn tâm, yên ổn không ít. Trương Huyền vẻ mặt nôn nóng vào tới văn phòng chung. Ba ba, vừa thấy Trương Huyền, Tần Nhu trong lòng ngực mỗi ngày liền phát ra vui sướng thanh âm, đồng thời vươn tay nhỏ, ba ba ôm. Tần Nhu ôm mỗi ngày đi đến một bên, mỗi ngày ngoan. Người ba ba hắn có chuyện, chúng ta từ từ lại làm ba ba ôm được không? Mỗi ngày đáng yêu điểm điểm đầu nhỏ, ân. Trương tiên sinh, người đã trở lại. Vi cục trưởng nhìn thấy Trương Huyền, vội vàng ra tiếng. Hiện tại vi cục trưởng cũng phi thường sốt ruột. Xảy ra chuyện đây là trước mặt vị đại nhân vật này hợp pháp thê tử A. Hắn muốn trách tội xuống dưới, tùy tiện một câu, chính mình đã có thể ô xa khó giữ được. Sốt cuộc sao lại thế này? Trương Huyền trao mày. Bí thư Lý hít sâu một hơi. Mở miệng nói, Trương tiên sinh, đại khái 4 giờ rưỡi tả hữu, ta đang ở chính mình văn phòng nội nhìn văn kiện, đột nhiên nghe được Lâm Tổng văn phòng vang lên một trận pha lê vỡ vụn thanh, ta liền đã đi tới, khi đó liền phát hiện Lâm Tổng không thấy. Trương 642 là hắn. 4 giờ rưỡi. Trương Huyền suy nghĩ một chút, kia vừa vặn là chính mình xuống xe thời gian, hắn ánh mắt nhìn về phía pha lê thượng thật lớn chỗ hồng, đi qua, phân tích pha lê rách nát dấu vết. Này chỗ hổng có gần 2 mét, thả cẩn thận quan sát vết nứt dấu vết, trước hết xuất hiện tan vỡ, là từ pha lê bên ngoài đã chịu đánh sâu vào, dẫn tới pha lê vỡ ra, trên mặt đất có không ít pha lê toái tra, thông qua này tổn hại trình độ có thể phân tích ra, này từ bên ngoài vọt vào tới người, tuyệt đối có cực cường lực lượng. Trương Huyền đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, híp mắt đánh giá chỉnh đống lâu này một mặt vách tường. Đại khái 30 giây tả hữu, Trương Huyền xoay người lại, hướng vi cục trưởng nói. Vi cục trưởng, phiền toái ngươi, hiện tại thông qua toàn thành theo dõi tìm một người. Vi cục trưởng vội vàng đáp lại, Trương tiên sinh, ngươi nói. Trương Huyền mở miệng nói, thân cao 2 mét đến 2 mét 1 chi gian, nam tính, 4 tam dày, người này hai tay, so bình thường tỷ lệ muốn trường một ít. Không thành vấn đề, vi cục trưởng lập tức phất tay, an bài người đi tra. Đúng rồi, Trương Huyền lại nói, gặp được người này sau, các ngươi không cần tùy tiện ra tay. Trước tiên cho ta biết. Công ty phong tỏa bỏ đi, đối phương đã chạy. Mau, lập tức đi làm, thông chi mọi người, toàn bộ xuất phát, phong tỏa các đại giao lộ, nghiêm tra mỗi một chiếc xe. Vi cục trưởng lớn tiếng hạ lệnh. Vi cục trưởng hạ xong mệnh lệnh sau, vội vàng mang theo người đi ra ngoài làm việc. Đương vi cục trưởng đám người rời đi sau, Lý Na cùng Tần Nhu, đều lâm vào trầm mặc giữa. Ba ba, mỗi ngày tránh thoát Tần Nhu ôm ấp. Từ trên mặt đất một đường chạy chậm lại đây, ôm lấy Trương Huyền cẳng chân, ba ba, Thanh Hạm a gì đâu. Mỗi ngày mở to hai mắt, cặp kia linh động mắt to trung tràn ngập thiên chân vô tà. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đem mỗi ngày ôm lên, người Thanh Hạm a gì cho ngươi mua quần áo mới đi. Qua, wow, mỗi ngày trong ánh mắt lộ ra hưng phấn sắc thái,
mỗi ngày thích Thanh Hạm A Di, ba ba, ngươi làm Thanh Hạm A Di cũng cùng ngày Thiên Mụ Mụ được không, như vậy mỗi ngày liền có hai cái mụ mụ. Hảo A, Trương Huyền xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, bất quá mỗi ngày, ngươi hiện tại đến nghe lời, cùng ngươi Tần Nhu mụ mụ về trước ra được không, ba ba đi tìm ngươi Thanh Hạm mụ mụ, làm ngươi Thanh Hạm mụ mụ trở về bồi ngươi chơi. Hảo, mỗi ngày thật mạnh điểm hạ nàng đầu nhỏ, ánh mắt lộ ra nhảy nhót thần sắc. Trương Huyền đem mỗi ngày một lần nữa giao cho Tần Nhu ôm ấp chung, ngươi trước mang mỗi ngày trở về nghỉ ngươi đi, lần này sự, hẳn là bôn ta tới, trong nhà có cảnh sát người, các ngươi không cần lo lắng. Tần Nhu ôm mỗi ngày, lo lắng nhìn Trương Huyền, vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Yên tâm đi, Trương Huyền gật đầu. Đương Tần Nhu ôm mỗi ngày rời đi sau, Trương Huyền mày một lần nữa nhíu lại, hắn trong lòng, vẫn luôn đều ở sốt ruột, nhưng vừa mới hài tử ở, hắn mạnh mẽ làm chính mình biểu hiện tự nhiên một chút. Bí thư Lý, ngươi là có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Trương Huyền nhìn bí thư Lý, hỏi, hắn tiến văn phòng đệ nhất nháy mắt, liền nhìn đến bí thư Lý hướng chính mình đưa mắt ra hiệu. Bí thư Lý gật đầu, từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy tới, đưa cho Trương Huyền, Trương tiên sinh, đây là ta ở Lâm tổng bàn làm việc thượng phát hiện. Trương Huyền đem tờ giấy tiếp nhận, tờ giấy thượng, lưu loát viết mấy cái chữ to, họ Trương, muốn lão bà ngươi mạng sống. Liền đem hỏa tinh thành thành thật thật giao ra đây. Ở tờ giấy mặt sau, có một cái ký tên, Dương Hải Phong. Ký tên mặt sau, còn có một chiếc điện thoại dãy số. Hắn. Trương Huyền lập tức liền nghĩ tới lúc trước ở hàng thị cái kia phú nhị đại, chính mình từ mặt bên phá đổ Vĩnh Phong thực nghiệp sau, liền không lại đi quản hắn. Hiện tại hắn thế nhưng một lần nữa thỏ đầu ra, hơn nữa, còn có thể từ như vậy cao đại lâu ngoại bỏ tiến vào. Trương Huyền trực tiếp lấy ra điện thoại. Đối với tờ giấy thượng dãy số bá qua đi, chỉ vang lên vài tiếng, bên kia liền tiếp lên. Điện thoại chung vang lên một trận trầm thấp khàn khàn tiếng cười, khặc khặc, họ Trương, tốc độ của ngươi có điểm chậm a, ta đều đợi ngươi hơn 2 giờ, chẳng lẽ, ngươi muốn cho lão bà ngươi chết sao? Dương Hải Phong, Trương Huyền phát ra nghi hoặc thanh âm. Khặc khặc, như thế nào, không quen biết ta, ngươi lúc trước nhục nhã ta thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Họ Trương. Ta cho ngươi 2 cái giờ thời gian đi chuẩn bị ta muốn đổ vật, 2 cái giờ sau, ta sẽ lại lần nữa cùng ngươi liên hệ, nhớ kỹ, ngươi cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi không thể làm được làm ta vừa lòng nói, ta đã có thể không dám bảo đảm, ta sẽ đối với ngươi này xinh đẹp như hoa lão bà, làm chút cái gì, tin tưởng ta, sẽ làm ngươi hối hận. Dương Hải Phong nói vừa xong, liền đem điện thoại cắt đứt. Trương Huyền nghe trong điện thoại vội âm, lại gọi cái dãy số đi ra ngoài, cho ta cha. Vừa mới cùng ta trò chuyện người kia, ta muốn hắn hành tung, đem mọi người phái ra đi, ở Ngân Châu, thảm thức tìm tòi. Trương Huyền cũng biết, chính mình làm có chút sốt ruột, điện thoại kia đầu người rốt cuộc có phải hay không Dương Hải Phong còn không nhất định, chính mình rất có thể bị người lợi dụng. Tình huống hiện tại, biện pháp tốt nhất, hẳn là bình tĩnh phân tích, sau đó tìm kiếm một đám khả năng tính, nhưng sự tình quan Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền vô pháp không vội. Bí thư Lý, công ty sự. Ngươi tùy tiện tìm cái lý do ổn định là được, đừng chế tạo khủng hoảng. Trương Huyền hướng bí thư Lý nói một tiếng, đi nhanh chiều văn phòng bên ngoài chạy tới. Bí thư Lý gật gật đầu. Trương Huyền đi vào Lâm Thị Lầu 1, bên ngoài cảnh giới đã chậm rãi tan đi, Trương Huyền đứng ở công ty trước cửa, cẩn thận quan sát đến mọi người, không có phát hiện bất luận kẻ nào có dị thường. Trương Huyền tưởng sự tình, Tổng hội thông qua mấy cái góc độ tới phân tích, sau đó toàn bộ tiến hành nghiệm chứng một lần, tỉ như hiện tại. Hắn liền ở suy xét lần này sự, có hay không công ty người tham gia, rất có thể từ người từ lâu bên ngoài vọt vào tới một màn, chỉ là biểu hiện giả dối, loại này nhiều góc độ phân tích thả nghiệm chứng sự, ở người khác xem ra, có thể là thực phiền toái thực dườm già, rốt cuộc muốn hao phí tâm lực quá nhiều, nhưng ở Trương Huyền trong thế giới, này đã là hắn ngày thường cơ bản. Liền hắn sở quan sát đến, Lâm Thị giữa, cũng không có cái gì vấn đề, Trương Huyền cũng không có cảm thấy có cái gì mất mát. Có rất nhiều làm người nhìn qua phức tạp sự tình, trên thực tế rất đơn giản, hóa phồn vì giản, hóa giản vì phồn, thật thật giả giả, là bọn bắt cóc nhóm quen dùng kỹ xảo. Trương Huyền rời đi Lâm Thị, bản nhân cũng chuẩn bị tham dự đến tìm tòi giữa đi, loại này tìm tòi, là hoàn toàn không có mục đích tính, nói trắng ra là, chính là xem nào có khả năng trở thành dấu kín địa điểm, liền đi đâu tìm một chút. Trương Huyền mới ra Lâm Thị Đại Môn, nghênh diện đi tới 7 người, này 7 người. 4 nam 8 nữ, đi đường, long hành hổ bộ, vừa thấy chính là người biết võ. 7 người lập tức đi đến Trương Huyền trước mặt, dừng lại bước chân,
dẫn đầu chính là một người trung nam tính, hắn từ áo trên trong túi lấy ra một trương giấy chứng nhận. Trương Huyền đúng không, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi, ta kêu Toàn Phong, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi có thể đi trước gọi điện thoại đến công an bộ môn chứng thực ta thân phận. Trương Huyền nhìn đối phương lấy ra giấy chứng nhận, lưỡi dao sắc bén hai chữ, khắc ở trong mắt hắn. Chương 643 hy vọng ngươi phối hợp. Lưỡi dao sắc bén người. Trương Huyền ánh mắt lộ ra một mặt nghi hoặc, theo sau hỏi Toàn Phong, tìm ta làm cái gì? Có chuyện, yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Toàn Phong phía sau một người nữ nhân trẻ tuổi mở miệng, theo điều tra, ngươi là Lâm thị tổng tài Lâm Thanh Hạm hợp pháp trưởng phu, đúng không? Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu. Ta hỏi ngươi, tên này nữ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Trương Huyền, Lâm thị gần nhất, đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Trương Huyền trong mắt hàn mang chợt lóe, trực tiếp nhìn về phía tên kia nữ tính, ngươi nói cái gì? Sử Vân, không cần nói lung tung. Toàn Phong hướng nữ nhân trẻ tuổi quát lớn một tiếng. Theo sau đối Trương Huyền mở miệng, Trương tiên sinh, các người tập đoàn vừa mới phát sinh sự, chúng ta cũng rõ ràng, thật không dám giấu giếm, lúc này đây, chúng ta là ở đuổi bắt một cái đảo phạm, ở trong tay hắn, ít nhất có tam khởi án kiện, hắn ở hôm nay tới rồi Ngân Châu, chúng ta hoài nghi, chuyện này cùng tên kia đảo phạm có quan hệ, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Phối hợp, Trương Huyền cười nhạo một tiếng, ta phối hợp phương pháp, chính là có lẽ có trả lời ngươi chúng ta Lâm thì có cái gì nhận không ra người sự. Vừa mới nói chuyện Sử Vân hừ lạnh một tiếng, họ Trương, ngươi phải hiểu được, này không phải giúp chúng ta, cũng là giúp ngươi chính mình, cái kia đào phạm, gần nhất phạm phải mấy khởi án kiện, đều cùng bắt cóc có quan hệ, ở trong tay hắn con tin, không có một cái có thể sống sót, phía trước tam khởi án kiện, hắn tất cả đều yêu cầu đối phương cho hắn một ít nghiên cứu tư liệu, theo chúng ta điều tra, những cái đó nghiên cứu tư liệu, đều là nhận không ra người, hiện tại hắn đem mục tiêu phóng tới Lâm thị tới. Thực hiển nhiên. Các ngươi Lâm thị, cũng có rất nhiều nhận không ra người đồ vật đi. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, hướng Sử Vân vươn ngón tay cái, phân tích chuyên nghiệp, hoàn toàn, lợi hại. Sử Vân nơi nào nhìn không ra Trương Huyền trong mắt trào phúng, họ Trương, ta vô tâm tư cùng ngươi nói giỡn, lần này vốn dĩ đã mau bắt được cái kia đào phạm, nếu không phải hắn đột nhiên tới Ngân Châu, giờ phút này hắn đã xa lưới, lần này sự, chính là các ngươi Lâm thị làm ra tới, biết rõ nói thêm phiền toái. Trương Huyền hài hước cười, các ngươi có bản lĩnh, liền đi tìm cái kia cái gọi là đào phạm, có thể bắt lấy hắn một lần, là có thể bắt lấy hai lần, chính mình năng lực không được, cũng đừng đem chậu phân hướng chúng ta Lâm thị trên đầu khấu. Ngươi, Sử Vân đôi mắt chừng. Được rồi, ít nói vài câu. Toàn Phong chừng mắt nhìn Sử Vân liếc mắt một cái, hướng Trương Huyền nói, Trương tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết đến, đều nói cho chúng ta nghe, phối hợp chúng ta, sớm chút bắt được đào phạm. Đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt, phía trước ba gã con tin toàn bộ bỏ mình, ta tưởng, ngươi cũng không hy vọng ngươi ái thê bỏ mình, đúng không? Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc nhìn trước mặt này mấy người, ta rất kỳ quái, các ngươi hỏi ta vấn đề, cùng các ngươi chào đào phạm, có cái gì tất yếu quan hệ sao? Chẳng lẽ ta nói một lời, đào phạm là có thể hiện thân? Này đối chúng ta có trợ giúp, Sử Vân nói. Nga, Trương Huyền tò mò, cái gì trợ giúp? Phiền toái cho ta giải thích nghi hoặc. Ngươi phối hợp là được, đâu ra như vậy nhiều chuyện. Sử Vân phẫn nộ quát. Xin lỗi, ta không có thời gian cùng các ngươi tại đây chơi, lấy các ngươi như vậy làm việc hiệu suất, chỉ sợ đào phạm lại trốn 3 năm, các ngươi cũng mơ tưởng bắt được. Trương Huyền lắc lắc tay, đi nhanh liền hướng khai đi. Họ Trương, ngươi đứng lại đó cho ta. Sử Vân một bước đổ đến Trương Huyền trước mặt, họ Trương, ta nói cho ngươi, nếu ngươi không nói, ngươi đi không được. Ý tứ các ngươi không đi bắt đào phạm, chuẩn bị bắt ta. Trương Huyền buồn cười nói. Trương tiên sinh, thật không dám giấu giếm, chúng ta nhiệm vụ, không riêng gì bắt giữ đào phạm. Toàn Phong đi tới, hướng Trương Huyền nói, cho nên ta thỉnh ngươi phối hợp, như vậy với ngươi với ta, đều có chỗ lợi. Hành, Trương Huyền gật đầu, ta cũng thực minh xác nói cho ngươi, chúng ta Lâm thị, không có làm bất luận cái gì nhận không ra người sự, hiện tại ta muốn đi tìm ta lão bà. Nếu các ngươi lại ngăn đón ta, ta đã có thể hoài nghi các ngươi cùng bọn bắt cóc là cùng nhau, cố ý kéo dài ta thời gian. Kéo dài ngươi thời gian, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Sử Vân khinh thường nói. Trương Huyền lười đến lại để ý đến bọn họ, bước chân hướng bên cạnh một mại, bước đi ra ngoài. Đứng lại, Toàn gió lớn quát một tiếng, Trương Huyền, ta hảo hảo cùng ngươi nói, nếu ngươi không muốn phối hợp nói, đừng trách ta áp dụng cái gì cưỡng chế thủ đoạn.
Trương Huyền xoay người, mắt lạnh đánh giá Toàn Phong mấy người, mở miệng nói, ta cũng hảo hảo cùng các ngươi nói, nếu lại phiền ta, ta không ngại đem các ngươi mấy cái, toàn làm thịt. Họ Trương, ngươi đừng quá mức, Sử Vân ra tiếng quát lớn, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại hành vi, ta có thể định ngươi tội gì? Công nhiên đe dọa nhân viên chính phủ, gây trở ngại chấp pháp. Ta tùy thời có thể đem ngươi nhốt lại. Trương Huyền nhún vai, các ngươi tùy ý, muốn bắt ta, liền tới thử xem. Trương Huyền nói xong, trực tiếp đi đến ngừng ở công ty cửa Ferrari bên, mở cửa xe, ngồi xuống. Chiếc xe vang lên một trận motor tiếng gầm rú, biến mất ở Toàn Phong đám người trước mắt. Toàn Phong đám người nhìn khai xa Ferrari, Sử Vân một đôi mắt giữa tràn ngập hận ý, toàn đội, thật khiến cho hắn như vậy đi rồi. Hắn cũng có chút quá kiêu ngạo đi. Toàn Phong mày nhăn lại, đi theo hắn, xem hắn muốn làm cái gì. Toàn Phong đội ngũ chung, một người lấy ra một cái cứng nhắc, nhìn vài lần, mở miệng nói, toàn đội, căn cứ theo dõi thăm dò biểu hiện, hắn chiều thành bắc phương hướng đi. Đi, đuổi kịp, Toàn Phong vung tay lên, mọi người đi lên một chiếc treo màu vàng chụp ảnh xe thương vụ, dọc theo Trương Huyền sở đi phương hướng, đuổi theo qua đi. Trương Huyền một bên lái xe, một bên nhìn di động, ở hắn di động thượng, vừa lấy được một cái tin tức, đã tra ra vừa mới cùng hắn trò chuyện người nọ địa chỉ, thông qua chiếc xe ngoại kính chiếu hậu, Trương Huyền chú ý tới một chiếc treo thẻ vàng thương vụ đang gắt gao đi theo chính mình xe sau. Trương Huyền lắc lắc đầu, không để ý đến, chiều di động thượng phát tới địa chỉ mà đi. Một cái ngầm bãi đỗ xe chung, Dương Hải Phong đem một cái máy truyền tin trang bị ở gara nội, theo sau đi đến một chiếc xe bên, nhìn mắt nằm ở phía sau tòa, đã lâm vào hôn mê Lâm Thanh Hạm, liếm liếm môi, tiện nhân, tuy rằng lão tử không thể đem ngươi thế nào, nhưng lão tử khẳng định, lần này sự qua đi, lão tử sẽ tìm vô số người tới, phát sóng trực tiếp làm họ Trương hảo hảo nhìn xem, hắn lão bà, như thế nào nhận hết khuất nhục. Dương Hải Phong oán hận kéo ra cửa xe, ngồi vào chủ điều khiển chung, lái xe xử lý gara. Ở Dương Hải Phong rời đi 5 phút sau, một chiếc Ferrari xử nhập gara giữa, Trương Huyền đem tốc độ xe thả chậm, chậm rãi nhìn bốn phía, cuối cùng ở một cái xe vị trước ngừng lại. Ở xe vị bên lập trụ thượng, Trương Huyền nhìn đến một cái lập lòe quang mang máy truyền tin, hắn vừa mới nhìn đến, một chiếc thẻ vàng thương vụ, phát ra một trận phanh gấp thanh, ngừng ở Trương Huyền trước mặt. Toàn Phong đám người, từ trên xe vọt xuống dưới. Lui ra phía sau, Sử Vân hướng Trương Huyền hét lớn một tiếng, theo sau đi đến xe vị bên lập trụ thượng, duỗi tay đi chạm vào cái kia máy truyền tin. Ta kiến nghị ngươi đừng chạm vào, Trương Huyền ra tiếng nhắc nhở nói. A, Sử Vân cười nhạo một tiếng, không để ý tới Trương Huyền nhắc nhở, chiều cái kia máy truyền tin chộp tới. Chương 644 thứ gì? Ở Sử Vân tay lập tức tiếp xúc đến cái kia máy truyền tin thời điểm, máy truyền tin bỗng nhiên sáng lên điểm đỏ, phát ra một trận chói tai tiếng cười. Ha 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 ha, các ngươi này đàn lưỡi dao sắc bén phế vật, ha ha ha. Này chói tai tiếng cười giữa, bao hàm nùng liệt trào phúng ý vị. Nghe này chói tai tiếng cười, ở đây lưỡi dao sắc bén bảy người, tất cả đều là một trận mặt đỏ tai hồng, Sử Vân tay đặt ở giữa không trung, duỗi cũng không phải, thu cũng không phải. Toàn Phong đi ra phía trước, một tay đem lập trụ thượng máy truyền tin bắt lấy, ném tới trên mặt đất dẫm toái. Ha ha, nói đừng đụng. Trương Huyền trên mặt lộ ra dày đặc trào phúng hương vị. Họ Trương, người cố ý làm chúng ta. Sử Vân xoay đầu, vẻ mặt tức giận trừng mắt Trương Huyền. Trương Huyền nhún vai, cái gì kêu ta cố ý làm các ngươi, ta minh xác nói cho ngươi, kia đồ vật không thể đụng vào. Đừng cùng ta vô nghĩa, ta hỏi ngươi, ngươi tới này làm gì? Sử Vân chất vấn nói. Trương Huyền trên mặt hơi hơi lộ ra một tia mất tự nhiên, theo sau nói, không làm cái gì a, tới dừng xe không được. Dừng xe, Sử Vân cười lạnh, duỗi tay chỉ đỉnh đầu, này gara mặt trên, là một cái thương trường, lão bà ngươi bị người bắt đi, ngươi còn có nhàn tâm tới dạo thương trường. Như thế nào, pháp luật quy định lão bà của ta bị bắt cóc thời điểm, ta không thể dạo thương trường sao? Mặc kệ các ngươi, Trương Huyền trực tiếp xoay người. Mở ra bên cạnh Ferrari cửa xe, liền phải ngồi trên đi. Từ từ, đem hắn ngăn lại, mang đội Toàn Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai gã lưỡi dao sắc bén đội viên lập tức xông lên, một tả một hữu bắt lấy Trương Huyền bả vai, không cho Trương Huyền lên xe. Trương Huyền dùng sức tránh thoát hai hạ, không có tránh ra, lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bắt ta sao? Tin hay không ta một chiếc điện thoại, khiến cho các ngươi toàn bộ từ chức. Không tin,
bắt lấy Trương Huyền trong đó một người, chính là Sử Vân. Sử Vân hướng Trương Huyền lắc đầu, ta không cho rằng, người có thể đem chúng ta thế nào. Toàn Phong đi đến Trương Huyền trước mặt, mở miệng nói, Trương Huyền, người có thể hay không làm chúng ta từ chức, là hai nói, ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời, không được có nửa điểm giả dối. Cuối cùng giả dối hai chữ, Toàn Phong cơ hồ là giống lên, sợ tới mức Trương Huyền một run run. Toàn Phong nhìn chằm chằm Trương Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi tới này ngầm gara, rốt cuộc có phải hay không tới dừng xe? Là, đương nhiên đúng rồi, Trương Huyền có chút tự tin không đủ trả lời. Đúng không, Toàn Phong ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, cuối cùng tỏa định ở một chiếc đã lạc hôi kiểu cũ đại chúng trên xe, này chiếc xe cũng không có treo biển hành nghề, ngừng ở gara bên trong, như là bị người quên đi giống nhau. Toàn Phong ánh mắt cuối cùng tỏa định tại đây chiếc kiểu cũ đại chúng thượng, hắn vòng quanh xe đi rồi một vòng, đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền. Ở Toàn Phong xem Trương Huyền nháy mắt, Trương Huyền ánh mắt lộ ra một mặt hoảng loạn, tuy rằng thực mau liền che giấu lên, nhưng vẫn là bị Toàn Phong chú ý tới. Toàn Phong nằm sấp xuống thân mình, ở đại chúng xe sau đuôi bài ống dẫn khí nén chung, tìm được một phen giản dị chìa khóa. Toàn Phong đem chìa khóa đào ra tới, đứng lên ở Trương Huyền trước mặt lắc lắc, Trương Huyền, ngươi nói, ai sẽ đem một chiếc xe chìa khóa, đặt ở bài ống dẫn khí nén chung đâu? Ta như thế nào biết, này lại không phải ta xe, các ngươi buông ta ra. Trương Huyền dùng sức vặn vẹo bả vai, muốn ném ra Sử Vân bắt lấy hắn tay. Sử Vân nơi nào sẽ làm Trương Huyền thực hiện được, nàng bản thân liền đối Trương Huyền khó chịu, hiện tại có cái tốt như vậy cơ hội, tự nhiên hảo hảo hết giận, trên tay lực lượng lớn hơn nữa. Trương Huyền cảm nhận được Sử Vân trên tay lực lượng tăng thêm, lộ ra một bộ thống khổ bộ dáng. Đúng lúc này, Trương Huyền đặt ở trong xe di động đột nhiên vang lên, Trương Huyền bỗng nhiên phát lực, liền muốn đi cầm di động. Ngươi cho ta thành thật điểm, Sử Vân dùng sức đè lại Trương Huyền. Toàn Phong hướng một khác danh lợi nhận đội viên đưa mắt ra hiệu, làm tên kia lưỡi dao sắc bén đội viên đi cầm di động. Công phóng, Toàn Phong nhẹ nhàng mở miệng. Tên kia lưỡi dao sắc bén đội viên gật gật đầu, tiếp khởi điện thoại, trực tiếp ấn công phóng, này công phóng mới vừa một khai, trong điện thoại liền vang lên một đạo nôn nóng thanh âm, Trương Tổng, cái kia bọn bắt cóc nói, người thế nhưng báo cảnh, còn hô cái gì lưỡi dao sắc bén người, hắn quyết định tạm thời hủy bỏ giao dịch, sẽ ở một tiếng rưỡi sau lại đánh với người điện thoại liên hệ, làm người đem đồ vật chuẩn bị tốt, hắn nói. Hắn còn nói, làm người không cần ra vẻ, đừng làm lưỡi dao sắc bén người đi theo. Nếu không hắn không ngại giết con tin, hắn đã không tín nhiệm ngươi, làm ngươi ở công ty tìm cá nhân đi theo hắn giao dịch, Trương Tổng, ngươi nghe được sao? Trương Tổng, đã biết, tên kia lưỡi dao sắc bén đội viên trở về một câu. Trong điện thoại tức khắc lộ ra kinh thanh, ngươi không phải Trương Tổng. Ngươi là ai, là? Trong điện thoại tiếng người chưa nói xong, tên kia lưỡi dao sắc bén đội viên, liền đem điện thoại cắt đứt. Toàn Phong nhìn Trương Huyền, mở miệng nói. Hắn làm ngươi chuẩn bị tốt đồ vật. Sẽ là thứ gì đâu? Trương Huyền cắn răng, hướng Toàn Phong hô, ta cảnh cáo các ngươi không cần sằng bậy, đây là chính chúng ta ra sự, cùng các ngươi không quan hệ. Ta chính mình sẽ cứu ra lão bà của ta. Ngươi cứu ra lão bà ngươi. Chúng ta đây đâu? Chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Sử Vân hung hăng ấn Trương Huyền đầu. Trương tiên sinh, ta cho rằng, người ái nhân an toàn cố nhiên quan trọng, nhưng đã kích kẻ phạm tội, dập nát âm mưu của hắn. Càng thêm quan trọng, ngươi cảm thấy đâu? Toàn Phong hơi hơi mỉm cười, cầm trong tay chìa khóa xe, đi đến kia chiếc lạc hôi kiểu cũ đại chúng đuôi xe chỗ, đem chìa khóa cắm vào cốp xe ngắt lời, thuận miệng nhẹ nhàng một ninh. Thành thật đại chúng phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, theo sau cốp xe văng ra, ở phía sau bị dương chung, chính an tĩnh nằm một chương màu bạc lữ hành dương. Toàn Phong đem cốp xe chung màu bạc lữ hành dương lấy ra tới, này lữ hành dương không lớn, lớn lên khái có 80cm. Sách ở trên tay có vẻ thực nhẹ. Toàn Phong tìm được lữ hành dương chốt mở, nhẹ nhàng một khấu, dương cái mở ra, mấy chi trang ở ống nghiệm nội màu đỏ dược tề, đặt ở lữ hành dương chung. Đây là cái gì? Toàn Phong chỉ vào dương đồ vật, hỏi hướng Trương Huyền. Trương Huyền trực tiếp đem đầu xoay qua đi, không xem Toàn Phong, cũng không nói lời nào. Ngươi không nói cũng chẳng sao, chúng ta sẽ nghĩ cách biết. Toàn Phong đem lữ hành dương hợp hảo. Giao cho bên cạnh một người, theo sau phất phất tay, đem người mang đi. Đi, Sử Vân dùng sức một chảo Trương Huyền, đem hắn chiều ngừng ở bên cạnh xe thương vụ thượng đẩy đi. Trương Huyền mặt lộ kinh hoàng, phát ra hô to, đi đâu?
các ngươi muốn mang ta đi nào? Ít nói nhảm, đi. Sử Vân dùng sức xô đẩy Trương Huyền, đem Trương Huyền xô đẩy đến xe thương vụ nội. Theo sau, cửa xe đóng cửa, lưỡi dao sắc bén bảy người, tất cả đều ngồi ở bên trong xe, đồng thời nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền bị bảy người nhìn chằm chằm, cũng không có mặt khác động tác, xúc đến nhất chỗ ngoặt ghế dựa ngồi. Toàn Phong nhìn đến thành thật xuống dưới Trương Huyền, hướng một người phân phó nói, đi, đem xe đình đến một cái an toàn địa phương. Một người đi đến điều khiển vị thượng, phát động chiếc xe, này xe cũng không có khai xa, mà là ở gara ngầm vòng một vòng, theo sau ngừng ở chỗ ngoặt vị trí. Đương xe đình hảo sau, trên xe người một câu không nói, lặng lặng chờ đợi. Chương 645 đương nhiên muốn tạp. Thời gian một phút một giây quá khứ, Sử Vân từ đầu tới đuôi, đều ở nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền khẳng định, chỉ cần chính mình hơi chút có một động tác, nữ nhân này tuyệt đối sẽ mượn cơ hội cho chính mình tìm điểm cái gì nếm mùi đau khổ. Khoảng cách Trương Huyền bị mang lên xe, đã 1 giờ 20 phút qua đi. Một trận di động tiếng chuông, đột nhiên vang lên, đây là Trương Huyền di động, vẫn luôn ở một người lưỡi dao sắc bén đội viên trên người trang. Đường này di động tiếng chuông vang lên nháy mắt, trên xe mọi người, đều đem ánh mắt chiều kia di động nhìn lại, có thể phát hiện, mấy người tiếng hít thở, đều trở nên có chút dồn dập. Đội trưởng, như thế nào làm? Tên kia cầm di động đội viên hỏi hướng Toàn Phong. Toàn Phong nhìn mắt Trương Huyền, mở miệng nói, Trương Huyền, mặc kệ là vì chúng ta nhiệm vụ cũng hảo, vẫn là ngươi ái nhân an toàn cũng hảo, hiện tại ngươi trừ bỏ phối hợp, không có lựa chọn khác, hy vọng ngươi không cần làm việc ngốc. Toàn Phong nói xong, không cho Trương Huyền mở miệng cơ hội, nói thẳng, tiếp. Điện thoại bị tiếp khởi, bên trong truyền ra Dương Hải Phong khàn khàn thanh âm, họ Trương, Sơn Hạ Lộ 17 hào, ta chờ lấy đồ vật, đừng ra vẻ, khặc khặc. Ở một trận trầm thấp tiếng cười giữa, Dương Hải Phong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đi, xuất phát, Toàn Phong đương trường nói. Này chiếc xe thương vụ, lấy cực nhanh tốc độ, chiều Sơn Hạ Lộ chạy tới. Trên xe, Toàn Phong hướng Sử Vân nói, Sử Vân, Đào Phạm không có gặp qua ngươi, từ ngươi giả trang Lâm thị công nhân, đi theo Đào Phạm giao dịch, chúng ta ở phía sau chi viện ngươi. Minh bạch, Sử Vân gật gật đầu, đem tóc từ sau đầu chát khởi. Đồng thời lấy ra một bộ kính đen mang lên, nhìn qua thật đúng là giống như vậy hồi sự. Sơn Hạ Lộ, ở vào Ngân Châu bên cạnh khu vực, nơi đó là một đám nhà xưởng kho hàng. Đường mau đến địa phương thời điểm, lưỡi dao sắc bén người liền toàn bộ xuống xe, không ai lại đi quản Trương Huyền, chiều mục đích địa sờ soạng. Sử Vân tay để màu bạc lữ hành dương, đi nhanh chiều một cái kho hàng đi đến, đó chính là Sơn Hạ Lộ 17 hào. Ở Sử Vân lập tức liền đến kho hàng trước thời điểm. Nàng tai nghe trung truyền đến Toàn Phong thanh âm. Sử Vân, trước chờ một chút. Toàn Phong ra tiếng ngăn trở sau, nhìn về phía trước tên kia thông qua theo dõi thăm dò tới truy tra Trương Huyền đi hướng đội viên, thế nào, theo dõi điều ra tới sao? Đội trưởng, người xem, tên này đội viên đem một cái máy tính bảng đặt ở Toàn Phong trước mắt, ở máy tính bảng thượng, biểu hiện, thình lình chính là bọn họ vừa mới đợi ngầm bãi đậu xe. Ở theo dõi chung, Toàn Phong nhìn đến. Thân hình cao lớn Dương Hải Phong, đem một cái máy truyền tin trang bị tới rồi dừng xe vị bên lập trụ thượng, đúng là chính mình đám người lúc trước đi địa phương. Toàn Phong nhìn đến Dương Hải Phong nháy mắt, đồng tử co rụt lại, ra tiếng nói, chính là hắn, không sai, Sử Vân, hành động. Sử Vân gật gật đầu, dẫn theo vali xách tay, đi đến kho hàng trước cửa, theo sau đem tai nghe gỡ xuống, đẩy ra kho hàng đại môn, bước đi vào. Kho hàng giữa, đen nhánh một mảnh. Đương Sử Vân mở ra đại môn thời điểm, một mặt thuộc về hoàng hôn ánh sáng, từ Sử Vân phía sau chiếu xạ tiến vào. Sử Vân nhìn một mảnh đen nhánh, không có một chút thanh âm kho hàng, trong lòng có chút e ngại, nàng thở sâu, bước đi đến kho hàng chung, nàng bước chân, mang theo tiếng vang, truyền tiến nàng trong tai. Một đạo phá tiếng gió, bỗng nhiên ở Sử Vân bên tai vang lên, Sử Vân theo bản năng lui về phía sau một bước, này một bước vừa mới bước ra, nàng liền cảm giác được cổ căng thẳng. Một con bàn tay to, bắt được nàng cổ. Ngươi là ai? Họ Trương đâu? Dương Hải Phong mặt dần dần xuất hiện ở Sử Vân trước mắt, phát ra trầm thấp thanh âm. Sử Vân sắc mặt đỏ lên, há mồm muốn nói chuyện, lại phát không ra tiếng tới. Dương Hải Phong một tay đem Sử Vân ném đến một bên, thật lớn lực lượng, trực tiếp làm Sử Vân ném tới trên mặt đất. Sử Vân mồm to thở dốc, ho khan hai tiếng, sắc mặt cuối cùng khôi phục chút bình thường, nàng mở miệng nói. Chúng ta Trương Tổng để cho ta tới tặng đồ,
đồ vật tại đây, chúng ta Lâm tổng người đâu? Sử Vân một bên nói chuyện, ngón tay một bên ở chính mình túi quần thượng gõ này, túi quần giữa trang một cái máy truyền tin, đang ở cấp kho hàng ngoại Toàn Phong đám người truyền lại tín hiệu. Thu được Sử Vân truyền đến tín hiệu, Toàn Phong đám người nhanh chóng chiều kho hàng tiếp cận. Đồ vật trước cho ta. Dương Hải Phong trong mắt có chút bất mãn, hắn hôm nay, không riêng gì muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn tưởng hoàn toàn cùng Trương Huyền thanh toán, làm người này đem phía trước đối chính mình nhục nhã, toàn bộ còn trở về. Sử Vân đem kia màu bạc vali xách tay giao cho Dương Hải Phong. Dương Hải Phong mở ra vali xách tay, đương nhìn đến vali xách tay nội trang mấy chi dược tề khi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dùng sức đem vali xách tay quăng ngã trên mặt đất, Dương nội dược tề đã chịu đánh sâu vào, toàn bộ rớt ra tới, ném tới trên mặt đất, ống nghiệm vỡ vụn, dược tề chảy đầy đất. Số đàn bà, người dám chơi ta. Dương Hải Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp bạo khởi, huy khởi một quyền, chiều Sử Vân trên mặt ném tới. Dương Hải Phong tốc độ cực nhanh, Sử Vân căn bản vô pháp né tránh, mắt thấy đối phương ly chính mình càng ngày càng gần, Sử Vân sắc mặt tái nhợt một mảnh. Liền ở Dương Hải Phong nắm tay muốn đánh vào Sử Vân trên người thời điểm, Toàn Phong đột nhiên xuất hiện, hắn dùng sức kéo một phen Sử Vân, làm Sử Vân khó khăn lắm tránh thoát Dương Hải Phong này một quyền. Dương Hải Phong cũng vào lúc này, thấy rõ người tới mặt, đồng tử co rụt lại, lưỡi dao sắc bén người. Nào đều có các ngươi, thật đúng là âm hồn không tan, từ Tô Tỉnh đuổi tới nơi này. Lần này là ta cùng họ Trương tư nhân ân oán, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Không cần làm bộ làm tịch, Toàn Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi ở gara lưu môn, nhưng không giống ngươi hiện tại nói như vậy. Nhắn lại, cái gì nhắn lại, Dương Hải Phong theo bản năng nghi hoặc nói. Dương Hải Phong này nghi hoặc bộ dáng, làm Toàn Phong trong lòng giật mình, bởi vì hắn có thể nhìn ra tới, Dương Hải Phong hiện tại ngữ khí cùng thần sắc, không phải trang. Nhưng hiện tại không phải làm Toàn Phong suy xét này đó thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Dương Hải Phong, người rốt cuộc là người nào, mục đích của ngươi lại là cái gì? Ta tới tìm họ Trương lấy kiện đồ vật mà thôi, này cùng các ngươi lưỡi dao sắc bén, không có quan hệ, ta khuyên các ngươi không cần xen vào việc người khác. Phía trước ta chỉ giết con tin, đã cho các ngươi lưu đủ mặt mũi. Dương Hải Phong có chút kiêng kỵ nhìn lưỡi dao sắc bén mấy người, một người, hắn cũng không sợ hãi, nhưng này có 7 người ở, Dương Hải Phong còn không có hoàn thành nhiệm vụ lần này, tự nhiên không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Toàn đội, hắn đã đem những cái đó dược tề cấp tạp. Sử Vân hô to một tiếng. Tạp, Toàn Phong mặt mang nghi hoặc, theo bản năng chiều một bên màu bạc vali xách tay nhìn lại, quả nhiên thấy mấy chi vỡ vụn dược tề. Kho hàng cửa, một đạo tiếng cười vang lên, tạp A, bằng không lưu trữ này mấy chi chứa đầy băng hồng trà ống nghiệp, lại có ích lợi gì đâu. Đương thanh âm này vang lên đồng thời, mặc kệ là Dương Hải Phong, vẫn là lưỡi dao sắc bén người, đều chiều kho hàng cửa nhìn lại. Liền thấy, Trương Huyền đang đứng ở kho hàng trước cửa, trong lòng ngực hắn, ôm còn Lâm vào hôn mê giữa Lâm Thanh Hạp. Trương Huyền, Dương Hải Phong cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Họ Trương, người có ý tứ gì? Sử Vân cũng nhìn chằm chằm Trương Huyền. Chương 646 mồi mà thôi. Trương Huyền trên mặt lộ ra buồn cười bộ dáng, thực sự có ý tứ, ta giúp các ngươi tìm được đào phạm, các ngươi còn hỏi ta là có ý tứ gì? Toàn Phong một chút liền phản ứng lại đây, Trương Huyền, kia ngầm gara máy truyền tin, là ngươi phóng đi. Đúng vậy, Trương Huyền nhún vai, bằng không ngươi cảm thấy, Dương Hải Phong cái này ngu xuẩn, như thế nào biết lưỡi dao sắc bén người tới đâu? Giống như nhìn đến các ngươi giấy chứng nhận người, chỉ có ta đi. Sao có thể, ta rõ ràng điều theo dõi, kia máy truyền tin, rõ ràng chính là cái này đào phạm phóng. Tên kia cầm máy tính bảng đội viên nghi ngờ nói. Trương Huyền bĩu môi, ta nói, xem ngươi bộ dáng, sao cũng là làm kỹ thuật đi, liền video cắt nối biên tập đơn giản như vậy đồ vật, cũng không biết sao. Hai cái giờ trước, đương Trương Huyền cùng lưỡi dao sắc bén những người này phát sinh xung đột thời điểm, một cái đơn giản thả thực dụng kế hoạch, liền ở Trương Huyền trong lòng hình thành, hắn cố ý nói một ít chọc giận lưỡi dao sắc bén 7 người nói, theo sau lái xe, chuyên môn tìm một ít có thăm dò địa phương, làm thăm dò có thể rõ ràng nhìn đến hắn hướng đi, mang theo lưỡi dao sắc bén mấy người, ở Ngân Châu thị vòng một vòng. Ở vòng vòng này trong quá trình, Trương Huyền cũng đã an bài người đi cái kia ngầm gara, cái này gara, đích xác chính là Dương Hải Phong phía trước đãi quá. Bất quá đương Trương Huyền người căn cứ điện thoại thông tin điều tra rõ vị trí thời điểm, Dương Hải Phong đã đi rồi, lưu lại, chỉ là một cái bị định vị máy truyền tin.
Trương Huyền người trước tiên một bước đã đến, căn cứ Trương Huyền an bài, đem một chiếc Lạc Hôi đại chúng đỉnh hảo, đem Dương Hải Phong lưu lại cái kia máy truyền tin lấy đi, theo sau một lần nữa thay một cái máy truyền tin đi lên. Đường hết thảy làm xong lúc sau, Trương Huyền mang theo lưỡi dao sắc bén người, đi tới ngầm gara, đã xảy ra phía trước một màn. Toàn Phong nhíu mày, ta không rõ, ngươi như vậy lừa gạt chúng ta dụng ý là cái gì, gần là vì trả thù phía trước cùng chúng ta xung đột sao? Trương Huyền nhếch miệng cười, loại chuyện này quá nhàm chán, ta lười đến đi làm, chỉ là ta cảm thấy, vừa vặn các ngươi có thể đảm nhiệm công tác này, từ chính diện tiếp xúc Dương Hải Phong, hơn nữa sẽ không ở một cái đối mặt đã bị Dương Hải Phong đánh chết, mà ở các ngươi cùng Dương Hải Phong tiếp xúc đồng thời, ta có cơ hội đi tìm ta lão bà, liền đơn giản như vậy. Nghe Trương Huyền nói, một loại bị người tính kế cảm giác, nảy lên Toàn Phong trong lòng, loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy phá lệ nghẹn khuất. Kia nếu lần này không có chúng ta xuất hiện đâu. Ta tùy tiện tìm cá nhân cũng đúng a, người cảm thấy Dương Hải Phong loại này mặt hàng, thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu. Trương Huyền nhún vai, chỉ là các ngươi vừa vặn xuất hiện, khiến cho các ngươi tới làm chuyện này mà thôi. Ngươi đem chúng ta đương mồi. Sử Vân trừng mắt Trương Huyền, gắt gao nhéo nắm tay, phía trước ở bãi đỗ xe, nhìn đến Trương Huyền kia không cam lòng bộ dáng khi, Sử Vân trong lòng còn ở mừng thầm. Nhưng hiện tại biết được này hết thảy đều là Trương Huyền giả vờ thời điểm, nàng trong lòng, là phẫn nộ. Các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta cho các ngươi cơ hội này, như thế nào có thể kêu mồi đâu. Trương Huyền một bộ kỳ quái bộ dáng. Ngươi, Sử Vân nộ mục trừng hướng Trương Huyền. Chuyện của hắn từ từ lại nói, trước giải quyết trước mắt vấn đề. Toàn Phong mở miệng, hắn tuy rằng cũng đối Trương Huyền phá lệ khó chịu, nhưng so với Trương Huyền tới nói, trước mắt bắt lấy Dương Hải Phong. Mới là trọng trung chi trọng. Lưỡi dao sắc bén bảy người, đồng thời chiều Dương Hải Phong nhìn lại. Dương Hải Phong nhéo nhéo quyền, nhìn dáng vẻ, các ngươi lưỡi dao sắc bén là cần thiết muốn xen vào cái này nhàn sự. Động thủ, Toàn Phong không có lại cùng Dương Hải Phong vô nghĩa, trực tiếp hướng Dương Hải Phong phóng đi. Lưỡi dao sắc bén bảy người, ở cá nhân trên thực lực, cùng Dương Hải Phong kém khá xa, nhưng bọn hắn hàng năm phối hợp, lấy bảy đệ nhất, phát huy ra thật lớn uy lực. Trương Huyền đứng ở kho hàng trước cửa, búng tay một cái. Một đạo nữ tính thân ảnh, xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. Đem phu nhân đưa về nhà, Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm, giao cho này nói nữ tính thân ảnh. Nữ tính thân ảnh cung kính gật đầu, là, quân vương các hạ. Đương Lâm Thanh Hạm bị tiễn đi sau, Trương Huyền dựa vào cửa, nhìn kho hàng nội chiến đấu, hắn rất tò mò, là cái gì, làm lúc trước cái kia phú nhị đại Dương Hải Phong biến thành cái dạng này. Thân thể hắn lực lượng, tốc độ, đều xa phi thường nhân có thể so sánh với. Lưỡi dao sắc bén bảy người cùng đánh, đánh Dương Hải Phong kế tiếp bại lui. Dương Hải Phong nhìn trước mặt bảy người, lại nhìn mắt dựa vào kho hàng trước cửa Trương Huyền, trong mắt toát ra lửa giận, lưỡi dao sắc bén, đây là các ngươi bức ta. Dương Hải Phong hét lớn một tiếng, đôi tay niết quyền, dùng sức chém ra. Cùng Dương Hải Phong gần nhất hai người một quyền, phân biệt bị Dương Hải Phong oanh ra. Toàn Phong từ Dương Hải Phong phía sau đánh úp lại, một tay chạm thượng Dương Hải Phong tác dụng chậm, lại cảm thấy bàn tay thăng đau, đối mặt Toàn Phong chiêu thức ấy đau, Dương Hải Phong quơ quơ đầu, giống như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Này, sao có thể, Toàn Phong trừng lớn đôi mắt, chính mình vừa mới kia một chút, chính là dùng 10 thành lực, lại chưa cho trước mặt người này tạo thành một chút ảnh hưởng, ở chém thượng hắn tác dụng chậm thời điểm, giống như là chém tới thép tấm thượng giống nhau. Toàn đội. Hắn không thích hợp, một người lưỡi dao sắc bén đội viên, một chảo chộp vào Dương Hải Phong cánh tay thượng, muốn xé xuống Dương Hải Phong một khối huyết nhục, nhưng lại chỉ xé xuống một tầng da, ở da phía dưới, là một con kim loại cánh tay. Dương Hải Phong khóe miệng một liệt, đây là các ngươi bức ta. Ở Dương Hải Phong phía sau lưng, hai căn kim loại đâm mạnh trực tiếp xuyên phá hắn áo trên, Dương Hải Phong dùng tay một xé, kéo xuống chính mình áo trên, toàn bộ phần thân trên, lộ ở không trung. Đương Dương Hải Phong thượng thân lộ ra nháy mắt, lưỡi dao sắc bén bảy người, đồng thời trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được. Dương Hải Phong toàn bộ thân thể, trừ bỏ cổ trở lên cùng hai điều cánh tay hiện ra nhân loại ra bên ngoài, còn lại địa phương, toàn bộ hữu cơ giới chế thành. Trương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hải Phong kia cụ máy móc thân thể, phía trước đi Lâm ra cho chính mình thị uy người nọ, cũng là như thế này một bộ máy móc thân thể, hiện giờ lại một lần nhìn thấy, bọn họ. Rốt cuộc là cái nào tổ chức? Dương Hải Phong phía sau hai căn kim loại đâm mạnh,
hóa thành hai chi pháo quản. Theo Dương Hải Phong một tay giống to, pháo quản phun ra ngọn lửa. A, à, cho ta chết! Dương Hải Phong ở lớn tiếng rít gào. Ở Dương Hải Phong pháo quản hạ, lưỡi dao sắc bén bảy người chỉ có thể mệt mỏi né tránh. Trốn, hướng nào trốn? Dương Hải Phong hai chân vừa dẫm, xa hơn siêu nhân thể cực hạn tốc độ, vọt tới Toàn Phong trước người. Đang ở né tránh trung Toàn Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, không kịp nói chuyện, đã bị Dương Hải Phong một quyền oanh ở ngực. Này một quyền, trực tiếp đánh Toàn Phong xương ngực đều sụp đổ đi vào, làm Toàn Phong phun một mồm to máu tươi ra tới, ngã trên mặt đất. Thực lực tối cao Toàn Phong, đều bị hỏa lực toàn bộ khai hỏa trạng thái hạ Dương Hải Phong nhất chiêu đánh bại, còn thừa 6 gã lưỡi dao sắc bén đội viên, căn bản là không phải Dương Hải Phong đối thủ. Dương Hải Phong bằng vào hỏa lực áp chế, cùng với cực nhanh tốc độ, ở không đến 30 giây thời gian nội, đem sở hữu lưỡi dao sắc bén đội viên toàn bộ đánh bại. Hắn có được căn bản là không phải nhân loại tốc độ. Một người lưỡi dao sắc bén đội viên sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo sợ hãi, nhìn chằm chằm Dương Hải Phong. Chương 647 Thần Thánh Thiên Quốc. Lúc này, lưỡi dao sắc bén 7 người, tất cả đều nằm ngã vào này trống trải kho hàng giữa, mỗi người, đều thân bị trọng thương, Dương Hải Phong ra tay căn bản sẽ không lưu tình, nếu không phải những người này thân thể tố chất đủ mạnh, chỉ sợ sẽ ở Dương Hải Phong một kích dưới. Liền mất đi ý thức. Trương Huyền rất có hứng thú nhìn này hết thảy, Dương Hải Phong biểu hiện ra ngoài lực lượng cùng tốc độ, so với phía trước người nọ càng cường, nhìn dáng vẻ, cái này tổ chức nghiên cứu, lại lấy được nào đó đột phá tính tiến triển A. Trương Huyền, mau, báo nguy, tìm người tới chi viện chúng ta. Sử Vân nằm trên mặt đất, nàng hai chân đều bị đánh gãy, mặt mang thống khổ giống to ra tiếng. Báo nguy làm gì? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái bộ dáng. Nếu không báo nguy, mọi người đều đến chết ở này. Lại một người lưỡi dao sắc bén đội viên la lớn, bọn họ căn bản là không phải Dương Hải Phong đối thủ, người sau kia máy móc nửa người trên, mang cho bọn họ khổng lồ áp lực, làm cho bọn họ có một loại vô pháp thở dốc cảm giác. Trương Huyền bĩu môi, ta chỉ quan tâm lão bà của ta an toàn, các ngươi chết sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trương Huyền đối với này mấy cái lưỡi dao sắc bén đội viên, hoàn toàn không có hảo cảm, bọn họ một hàng hành động. Hoàn toàn là vì chính mình nhiệm vụ, căn bản không màng con tin an toàn, làm Trương Huyền thực hoài nghi, phía trước kia 3 gã con tin, đều là vì sao mà chết. Họ Trương, ngươi cho rằng chúng ta đã chết, ngươi có thể sống sao? Sử Vân cắn răng, hiện tại báo nguy, còn có cơ hội. Cơ hội, Dương Hải Phong cười lạnh một tiếng, hôm nay, các ngươi ai đều đi không được. Dương Hải Phong phủi tay, không hề quản những cái đó thân bị trọng thương lưỡi dao sắc bén đội viên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, tràn ngập sát ý, Trương Huyền, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đem đồ vật giao ra đây, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một khối toàn thây. Nga, phải không, Trương Huyền như cũ dựa vào kho hàng trước cửa, ta muốn thử xem. Chính ngươi tìm chết, có thể trách không được ta cố ý không đi hoàn thành nhiệm vụ. Vừa thấy đến Trương Huyền, Dương Hải Phong là có thể vang lên lúc trước sở chịu vũ nhục, cái này làm cho hắn trong cơn giận dữ. Gấp không chờ nổi muốn đem Trương Huyền xé thành mảnh nhỏ, cho dù là nhiệm vụ, đều bị hắn ném tại sau đầu. Ta bị nhiều như vậy khổ, chịu đựng như vậy nhiều tra tấn, vì chính là có như vậy một ngày. Dương Hải Phong dần dần chiều Trương Huyền đi đến, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy liền chết, ta sẽ một chút bái hạ da của ngươi, đem ngươi huyết, chậm rãi rút cạn, làm ngươi cảm thụ thế giới này nhất tuyệt vọng sự, ta muốn đem sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, đưa bọn họ đầu cắt lấy. Phóng tới ngươi trước mặt, làm ngươi xem này hết thảy. Trương Huyền khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Dương Hải Phong thân thể đang run rẩy, hắn ở hưng phấn, ở kích động, thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn đều ở chờ mong ngày này. Dương Hải Phong nắm chặt song quyền, rít gào một tiếng, Trương Huyền, ta muốn cho ngươi, đau đớn muốn chết. Dương Hải Phong hai chân trên mặt đất vừa dẫm, cả người hóa thành ảo ảnh giống nhau, chiều Trương Huyền phóng đi. Dương Hải Phong giờ phút này sở bộc phát ra tới tốc độ, làm Toàn Phong đám người lại lần nữa cả kinh, này so vừa mới Dương Hải Phong đối phó bọn họ khi sở bộc phát ra tới tốc độ, còn muốn mau thượng rất nhiều. Nằm trên mặt đất Sử Vân, ánh mắt hờ hững nhìn mắt Trương Huyền, ở nàng trong mắt, Trương Huyền đã là một cái chết người. Dương Hải Phong trong lòng, vẫn luôn ghi hận Trương Huyền, giờ phút này, hắn không có một chút ít lưu thủ, đem toàn bộ lực lượng, phát huy ra tới. Trương Huyền đứng ở kho hàng trước cửa,
kia ở Toàn Phong đám người trong mắt mau như ảo ảnh tốc độ, ở Trương Huyền xem ra, thường thường vô kỳ, hắn lẩm bẩm, tốc độ so lần trước cái kia, nhanh gần một chút 5 lần, căn cứ địa mặt chịu lực trình độ sao, lực lượng lớn gấp 2. Ở Trương Huyền lẩm bẩm lầu bầu trong khoảng thời gian này, Dương Hải Phong đã vọt tới Trương Huyền trước người, hét lớn một tiếng. Trương Huyền, ta chờ đợi ngày này, chờ quá. Dương Hải Phong giống ra nói, còn không có hoàn toàn nói xong, lại đột nhiên ngừng, hắn chừng lớn còn sót lại kia con mắt, nhìn trước mắt, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Bao gồm nằm trên mặt đất, thân bị trọng thương lưỡi dao sắc bén đám người, cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Ta không nhìn lầm đi. Một người lưỡi dao sắc bén đội viên há to miệng, giật mình nhìn trước mắt một màn. Dương Hải Phong hai chân treo không, kia tràn ngập lực lượng cánh tay, khoảng cách Trương Huyền mặt còn thừa không đến 5 cm khoảng cách, lại như thế nào cũng với không tới Trương Huyền người. Trương Huyền vươn một tay, bắt lấy Dương Hải Phong yết hầu, liền nhẹ nhàng như vậy đem Dương Hải Phong đè ở không trung. Nhìn dáng vẻ, người vô pháp làm được ngươi theo như lời những việc này a. Trương Huyền khóe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, thực lực của ngươi, cũng không như ngươi ngoài miệng nói đồ vật như vậy ngạnh. Sao có thể? Dương Hải Phong biểu tình kinh ngạc, ở thực nghiệm sau khi kết thúc, hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có cường đại, cái loại này cả người đều bị lực lượng sở bao vây cảm giác, làm hắn có loại có thể đem thế giới đều đạp lên dưới chân cảm giác, nhưng hiện tại phát sinh sự, làm Dương Hải Phong đều có loại không chân thật cảm. Cái này ở Dương Hải Phong trong lòng, giống như con kiến giống nhau nhân vật, chính mình muốn đem hắn đại tá 8 khối nhân vật, thế nhưng chỉ là một bàn tay, liền nhẹ nhàng thất bại chính mình kia trả giá vô số mới được đến lực lượng, ở cái này người trước mặt, liền giống như chê cười giống nhau. Trương Huyền một bàn tay bóp Dương Hải Phong yết hầu, đem hắn giơ lên, mặt khác một bàn tay, phóng tới Dương Hải Phong cánh tay thượng, ở ngươi trong lòng, không có khả năng sự tình, quá nhiều. Theo Trương Huyền thanh lạc, Trương Huyền cánh tay dùng sức một xé. Liền nghe xé kéo một tiếng, Dương Hải Phong cánh tay cùng bả vai giao tiếp chỗ, phát ra một trận điện hoa, bị hoàn toàn xé xuống dưới. Dương Hải Phong phát ra một tiếng thống khổ gào giống, mấy thứ này, toàn bộ hợp với hắn thần kinh. Trương Huyền giống như vứt rác giống nhau, đem Dương Hải Phong ném đến trên mặt đất, hắn cầm từ Dương Hải Phong trên vai xé xuống sắt thép cánh tay, tò mò đánh giá. Đột nhiên, một mũi tên vũ, từ Trương Huyền phía sau bắn nhanh mà đến. Trương Huyền nghiêng người một trốn, kia tiễn vũ thẳng tắp cắm ở Trương Huyền trước người trên mặt đất. Trương Huyền quay đầu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở kho hàng trước cửa, những người này, toàn bộ đều ăn mặc trắng tinh trường bào, mỗi người trên mặt, đều mang theo màu trắng mặt nạ không có bất luận cái gì ngũ quan. Là các ngươi, này mang màu trắng mặt nạ thân ảnh, Trương Huyền lại quen thuộc bất quá. Chúng ta thần thánh thiên quốc người, cũng không phải là các ngươi lưỡi dao sắc bén, muốn giết là có thể giết. Một người mang màu trắng mặt nạ thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, bọn họ đồng thời từ chính mình sau lưng, lấy ra một phen loan đao, ở tối tăm sắc trời hạ lập lòe hàn mang. Thần thánh thiên quốc, Trương Huyền nghe này 4 chữ, đây là hắn đầu một hồi, nghe thấy cái này tổ chức tên. Sát, màu trắng thân ảnh dẫn đầu một người khẽ quát một tiếng, còn lại người, không có dư thừa vô nghĩa, toàn bộ rút ra binh khí, chiều kho hàng chung đánh tới. Trương Huyền đôi mắt nheo lại, đồng dạng chiều những cái đó màu trắng thân ảnh phóng đi, những cái đó nằm trên mặt đất lưỡi dao sắc bén đám người, còn không có thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ nhìn đến Trương Huyền từ này đó màu trắng thân ảnh bên cạnh đi ngang qua, này đó vọt tới màu trắng thân ảnh, tất cả đều nằm tới rồi trên mặt đất. Chương 648 kia hắn tính cái gì? Kho hàng trước cửa phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt qua lưỡi dao sắc bén mọi người lý giải, bao gồm Dương Hải Phong, đều là dại ra nhìn này hết thảy. Này đó áo bào trắng người đeo mặt nạ thực lực, Dương Hải Phong làm tổ chức bên trong người, là hơi chút biết một ít, mỗi một cái, đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, hiện tại, những người này ở Trương Huyền trước mặt, liền như thế nào ngã xuống, đều xem không rõ. Tổng cộng 21 danh áo bào trắng người, toàn bộ nằm ngã xuống đất, bọn họ xuất hiện, ở Trương Huyền trước mặt, trừ bỏ tự báo ra môn bên ngoài, không có khởi đến bất cứ tác dụng. Trương Huyền nhìn về phía Dương Hải Phong, thần thánh thiên quốc. Là cái dạng gì tổ chức? Ngươi rất muốn biết, Dương Hải Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Ân, Trương Huyền không có phủ nhận, gật gật đầu. Ta càng không nói cho ngươi. Dương Hải Phong trên mặt lộ ra một mạt đắc ý. Không sao cả, Trương Huyền nhún vai, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể nói cho ta. Trương Huyền thân thể, đột nhiên tại chỗ biến mất,
chờ hắn tái xuất hiện khi, đã tới rồi Dương Hải Phong trước người, Dương Hải Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Trương Huyền tốc độ, với hắn mà nói thật sự là quá nhanh, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, Trương Huyền cấp Dương Hải Phong cảm giác, là hư không tiêu thất. Trương Huyền đứng ở Dương Hải Phong trước người không đến nửa thước địa phương, duỗi tay nhẹ nhàng ở Dương Hải Phong trước ngực thép tấm thượng nhấn một cái. Ở Trương Huyền tay chạm vào Dương Hải Phong trước ngực đệ nhất giây, chuyện gì đều không có phát sinh, đệ nhị giây, một cổ khí lãng tự Trương Huyền tay cùng Dương Hải Phong thân thể giao tiếp chỗ nổ tung, Dương Hải Phong cả người như đạn pháo giống nhau, bị oanh bay ra đi, liền quăng ngã hơn 10 mét ngoại, tạp đến trên mặt đất, hắn dưới thân mặt đất, đều ra nẻ mở ra. Trương Huyền híp mắt nhìn Dương Hải Phong trước người, liền ở vừa mới hắn quan sát đến, khi đối loại này kim loại khí giới, giống nhau có cực cường lực đánh vào, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến kim loại bên trong vận chuyển. Nói cách khác, khi có thể đối kim loại sinh ra uy lực, nhưng làm không được giống đối nhân thể như vậy cực cường xuyên thấu tính. Nói tóm lại, loại này kim loại thân thể, là có chút khắc chế khí tồn tại, bất quá Trương Huyền tính ra một chút, này cũng chỉ có thể khắc chế cái loại này vừa mới đạt tới ngự khí cảnh người. Một khi tiến vào hóa hình cảnh, có thể nhẹ nhàng đục lỗ loại này kim loại thân thể. Dương Hải Phong nằm trên mặt đất, cúi đầu nhìn chính mình ngực, một cái nhìn thấy ghê người lỗ thủng, xuất hiện ở trong mắt hắn, ở kia lỗ thủng chung, một trái tim đang ở nhanh chóng nhảy lên, trái tim bốn phía, đủ loại dây điện, Dương Hải Phong toàn bộ ở trong thân thể, trừ bỏ này trái tim cùng đầu bên ngoài, toàn bộ đều là máy móc. Toàn Phong nằm ở Dương Hải Phong cách đó không xa. Nhìn ở Trương Huyền trong tay không hề có sức phản kháng Dương Hải Phong, trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi cười cái gì? Dương Hải Phong thanh âm, ở Toàn Phong trước người vang lên. Ta đương nhiên cười ngươi này ác đồ đền tội, Toàn Phong trong mắt mang theo vui sướng. Dương Hải Phong ánh mắt lộ ra khinh thường, cười ta này ác đồ đền tội, các ngươi lưỡi dao sắc bén, thật đúng là một đám đầu óc không hảo xử ra hỏa a, nhìn xem ngươi trước mắt, rốt cuộc ai mới là ác đồ. Các ngươi lưỡi dao sắc bén quản hạt hoa hạ ngầm thế lực, lại không biết ở chính mình địa bàn chung, có như vậy một nhân vật, nếu ta là ác đồ, cho các ngươi cảm nhận được uy hiếp, kia hắn đâu? Cái này họ Trương đâu? Dương Hải Phong duỗi khởi còn sót lại một cánh tay, chỉ vào Trương Huyền, hắn tính cái gì? Hắn, Toàn Phong sắc mặt ngẩn ra, đúng vậy, nếu Dương Hải Phong loại này tồn tại, là một loại uy hiếp, kia Trương Huyền tồn tại, lại là cái gì? Hắn uy hiếp. So Dương Hải Phong muốn đại quá nhiều, ở Ngân Châu cái này nho nhỏ thành thị, giấu kín như vậy một cái khủng bố cao thủ, mục đích của hắn là cái gì? Dương Hải Phong phát ra trầm thấp tiếng cười, ngươi biết, ta tìm cái này họ Trương tới bắt cái gì sao? Cái gì? Toàn Phong theo bản năng hỏi. Một loại năng lượng thể. Dương Hải Phong cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt có hận ý, cũng có không cam lòng, cái loại này chỉ cần một tiểu khối. Liền có thể so với một cái nhà máy năng lượng nguyên tử năng lượng thể, chúng ta xưng là, hỏa tinh. Cái gì? Toàn Phong kinh hô một tiếng. Phanh, một đạo thanh thúy nổ tung tiếng vang lên. Trương Huyền một chân dẫm tới, Dương Hải Phong đầu, giống như dưa hấu giống nhau hoàn toàn nổ tung, hồng bạch chi vật bắn một tảng lớn. Vô nghĩa có điểm nhiều a. Trương Huyền một chân đá văng ra Dương Hải Phong kia cụ đã không có bất luận cái gì sinh cơ sắt thép thân thể, lung lay, rời đi kho hàng. Ở Trương Huyền rời đi 5-6 phút sau, Toàn Phong mới gian nan bò lên thân tới, bọn họ này chi tiểu đội 7 người, liền thuộc xương ngực sụp đổ hắn thương nhẹ nhất. Toàn Phong nhìn kho hàng cảnh tượng, hồng bạch chi vật loạn bắn, kia nằm trên mặt đất áo bào trắng thi thể, làm này kho hàng, hình cùng luyện ngục giống nhau, nhưng hắn hiện tại, nhất để ý, vẫn là Dương Hải Phong trước khi chết lời nói. Hỏa tinh, Lâm Thị, có được hỏa tinh? Hỏa tinh là cái gì? Toàn Phong là nghe nói qua. Toàn Phong hít sâu một hơi, cảm giác ngực vô cùng đau đớn, căn bản không có khả năng lại làm ra cái gì đại biên độ động tác tới. Hắn gian nan móc di động ra, bát cái dãy số đi ra ngoài, chúng ta yêu cầu chi viện, Sơn Hạ Lộ 17 hào. Trương Huyền rời đi kho hàng, nhìn mắt phía sau, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, này Dương Hải Phong, trước khi chết còn học thông minh một chút, muốn mượn lưỡi dao sắc bén tay tới đối phó ta, chỉ tiếc. Trương Huyền trên mặt là không thèm để ý biểu tình. Đối với hắn tới nói, lưỡi dao sắc bén còn vô pháp cho hắn bất luận cái gì uy hiếp, muốn mượn lưỡi dao sắc bén tay đối phó hắn, đời này là không có hy vọng. Lúc này, đã tới rồi hơn 9 giờ tối, sắc trời hoàn toàn đen đi xuống, nhập thu lúc sau, trong gió còn mang theo một tia lạnh lẽo. Trương Huyền từ túi quần chung lấy ra một chương gấp mặt nạ mang ở trên mặt,
theo sau đối trong bóng đêm phất phất tay, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước người, quỳ một gối xuống đất. Đại nhân, yêu cầu ta đi đem bên trong người giải quyết sao? Hắc ảnh dáng người có chút mập mạp, ngẩng đầu lên, đúng là Ngân Châu phòng làm việc người phụ trách, cái kia làm người xem một cái liền cảm giác dầu mỡ mập mạp, nhưng hiện tại hắn, lại không có một chút dầu mỡ cảm giác, ngược lại cả người tản ra một cổ túc sát, giống như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, chỉ là ánh mắt, là có thể làm người sợ hãi. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, làm người đi tra, về thần thánh thiên quốc hết thảy tin tức, còn có, an bài 300 cá nhân tới Ngân Châu đợi mệnh. Minh bạch, mập mạp gật gật đầu, theo sau lấy cực nhanh tốc độ, biến mất trong bóng đêm. Trương Huyền tháo xuống mặt nạ, nhìn mắt phía sau kho hàng, lẩm bẩm nói, các ngươi hẳn là may mắn, là thần thánh thiên quốc bốn chữ, cứu các ngươi mệnh a. Hôm nay Trương Huyền hành động, làm lưỡi dao sắc bén người đảm đương mồi, cũng không giống hắn ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Trương Huyền làm việc, có đôi khi có thể nói hắn bận tâm rất nhiều, tưởng rất nhiều, nhưng có đôi khi, dụng tâm tàn nhẫn tay cay còn đánh giá Trương Huyền, tuyệt không vì quá. Ở Trương Huyền nguyên bản kế hoạch giữa, hắn cũng không phải đơn thuần làm lưỡi dao sắc bén người đảm đương mồi, mà là tính toán, hoàn toàn hiến tế lưỡi dao sắc bén này 7 người. Chương 649 nguyên bản kế hoạch. Dương Hải Phong đột nhiên xuất hiện, cùng với hắn nói thẳng muốn hỏa tinh cách làm Trương Huyền minh bạch, hiện tại đã có người, dám đem chủ ý đánh tới Quang Minh đảo tới, loại chuyện này, Trương Huyền đã sớm đoán trước đến, không có cái nào tổ chức, có thể vẫn luôn đứng ở đỉnh, vẫn luôn làm người sợ hãi. Năm đó Vương sẽ như mặt trời ban trưa, được xưng thế giới ngầm nhất vô địch người thống trị, chính mình không giống nhau dẫn dắt một đám huynh đệ, cùng Vương sẽ triển khai cách mạng. Thế giới này, chưa bao giờ khuyết thiếu có dũng khí người, quá nhiều người dám đánh dám đua, cái gọi là đỉnh, bất quá là để lại cho hậu nhân siêu việt dùng. Lúc trước Vương sẽ có thể bị Trương Huyền dẫn dắt một chúng các huynh đệ tới thay thế được, hiện tại, tự nhiên cũng có người muốn thay thế được Quang Minh đảo. Trương Huyền bổn ý, là đem lưỡi dao sắc bén người coi như mồi, chính mình mượn cơ hội tìm Lâm Thanh Hạc, xong việc, sẽ dùng hai loại kết quả. Đệ nhất, lưỡi dao sắc bén người không địch lại Dương Hải Phong, bị giết. Đệ nhị, Trương Huyền tìm được Lâm Thanh Hạm sau, thân thủ làm thịt Dương Hải Phong, lại động thủ giết chết lưỡi dao sắc bén người. Này hai cái kết quả, mặc kệ cái nào, đều sẽ làm lưỡi dao sắc bén người, chủ động đi điều tra Dương Hải Phong sau lưng thế lực, Trương Huyền tắc có thể từ giữa đến lợi, tìm hiểu tin tức, phải biết rằng, một quốc gia máy móc thật muốn vận chuyển lên, là phi thường khủng bố. Quang Minh đảo tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng Trương Huyền không cho rằng, chính mình liền nhất định có thể biết được hết thảy. Một ít hoa hạ có thể tra được đồ vật, chính mình không nhất định tra được, hoa hạ, có thể sừng sững thế giới đứng đầu đại quốc vị trí, cũng không phải nói mà thôi. Nhưng đương những cái đó áo bào trắng người xuất hiện, báo xuất thần thánh thiên quốc danh hào sau, Trương Huyền liền không chuẩn bị đối lưỡi dao sắc bén này 7 người làm cái gì, hắn khẳng định, này 7 người, sẽ đem thần thánh thiên quốc 4 chữ mang về lưỡi dao sắc bén tổng đội, lưỡi dao sắc bén cũng sẽ ở trước tiên. Làm ra phản ứng, rốt cuộc thêm một cái người đối phó chính mình địch nhân, đó là trăm lợi mà không một làm hại. Ở Trương Huyền hướng ra hồi trên đường, nhìn đến từng chiếc xe cảnh sát minh còi cảnh sát, chiều kia kho hàng mà đi. 9 giờ rưỡi thời điểm, đèn đường còn không có sáng lên, đây là đường phố có vẻ nhất hắc thời điểm. Sơn Hạ lộ 17 hào kho hàng trước cửa, từng chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi này, cảnh sát nhóm xử lý kho hàng nội thi thể, mấy chiếc xe cứu thương ngừng ở một bên. Toàn phong đám người nằm ở cáng thượng, bị vận chuyển đến xe cứu thương thượng, một người xa lạ nam tính, ở chỉ huy hiện trường, vi cục trưởng cũng chỉ là đi theo tên này xa lạ nam tính bên cạnh, nghe theo xa lạ nam tính chỉ huy. Toàn phong ở đi ngang qua xa lạ nam tính bên người thời điểm, đột nhiên duỗi tay bắt lấy xa lạ nam tính vạt áo, mau, cho ta liên hệ tổng đội. Liên hệ tổng đội, xa lạ nam tính trên mặt lộ ra một mặt nghi hoặc, người biết đến, không có quan trọng sự tình. Không thể tùy tiện liên hệ. Ta đương nhiên biết, nhưng, Toàn Phong muốn nói lại thôi, nhìn mắt xa lạ nam tính bên người vi cục trưởng. Vi cục trưởng lập tức hiểu ngầm, hướng một bên hô một tiếng, sau đó bước đi khai. Đương vi cục trưởng rời đi sau, Toàn Phong hướng xa lạ nam tính mở miệng, ta được đến đáng tin cậy tin tức, Ngân Châu Lâm Thị, có được hỏa tinh. Cái gì, xa lạ nam tính lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hỏa tinh này hai chữ, đại biểu đồ vật quá nhiều. Hảo sau một lúc lâu, xa lạ nam tính mới hồi phục tinh thần lại, hắn hướng Toàn Phong nói, ta hiện tại thông chi tổng đội,
ngươi đi trước bệnh viện dưỡng thương, sau đó yêu cầu ngươi làm một cái tinh tế báo cáo. Hảo, Toàn Phong gật đầu. Ở Sơn Hạ Lộ đối diện một đống đại lâu chung, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở cửa sổ bên, mỗi người trong tay, đều cầm một cái kính viễn vọng, có thể rõ ràng nhìn đến kho hàng trước một màn. Này hai người toàn dáng người, trong đó một đạo thân ảnh, lưu trữ một đầu màu đen tóc dài, trên đùi phát họa màu đen gen tất chân. Mười phần, nàng mang một chương màu trắng mặt nạ thượng là một chương thiên sứ gương mặt, Dương Hải Phong kia cụ tàn phá thân thể, thông qua kính viễn vọng, ở nàng trong mắt phóng đại, tấm tắc, nhìn dáng vẻ, loại cường độ này tài liệu, như cũ vô pháp ngăn cản khí thương tổn đâu. Không phải tài liệu không được, là ngươi người thực lực quá yếu. Một khác đạo thân ảnh, lưu trữ sóng vai màu bạc tóc dài, nàng bất đồng với ngày đó sử mặt nạ nữ nhân trên người quyến rũ, mà là mang theo một loại thánh giới cảm giác, tự thân thực lực, vĩnh viễn là quan trọng nhất. Hai nữ nhân thanh âm, hiện ra bất đồng hương vị, lại là đồng dạng êm tai. Màu đen tóc dài nữ nhân phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, khanh khách, Chessia, người nói rất đúng đâu, chuyện này ta sẽ hội báo cấp chủ thượng, bao gồm. Tóc đen nữ nhân thanh âm đột nhiên đề cao, người tự tiện phái người ra tay sự. Chessia hơi hơi mỉm cười, ta hy sinh ta thủ hạ 21 cái mạng, tưởng cứu người thực nghiệm thể, kết quả là, ta còn làm sai. Chessia, người ta đều biết đối phương trong lòng tưởng chính là cái gì, đừng làm ta bắt lấy ngươi nhược điểm. Tóc đen nữ nhân đem trong tay kính viễn vọng chiều trên mặt đất hung hăng vung, xoay người đi nhanh rời đi. Chessia trên mặt tươi cười như cũ, nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm, Trương Huyền ca ca, càng ngày càng nhiều đồ vật hiện ra ở ngươi trước mắt, ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu. Tắc tiếp nước hương một căn biệt thự chung, đèn đuốc sáng trưng. Trương Huyền về đến nhà cửa, thấy phòng khách đèn đang sáng, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ, có thể nghe thấy TV vang lên nhi đồng tiết mục thanh. Trương Huyền suy đoán, Lâm Thanh Hạm khả năng đã tỉnh. Trương Huyền mở ra gia môn, tiến phòng khách, liền nhìn đến, Tần Nhu cùng Lâm Thanh Hạm hai nàng, chính một tả một hữu ngồi ở mỗi ngày bên cạnh, bồi mỗi ngày nhìn phim hoạt hình. Đương Trương Huyền vào nhà thời điểm, trong phòng ba nữ nhân, đồng thời xoay người, chiều Trương Huyền xem ra. Ba đã về rồi, mỗi ngày trước hết phát ra kinh hỉ thanh âm, thân mình nhảy, từ trên sofa nhảy xuống dưới, chân trụi gót chân nhỏ. Hưng phấn chạy đến Trương Huyền trước người, mở ra đôi tay, muốn Trương Huyền ôm một cái. Trương Huyền hiểu ý cười, đem mỗi ngày ôm lên. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu cũng đồng thời từ trên sofa đứng lên, Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười giống như bách hoa nở rộ giống nhau mỹ diễm, đáng tiếc thủ nghệ của ngươi, trên bàn cơm đều lạnh. Lâm Thanh Hạm biểu tình tự nhiên, một chút đều không có mới vừa bị bắt cóc xong cái loại này kinh hoàng. Trương Huyền nhìn nữ nhân này bình tĩnh bộ dáng, trong lòng tràn ngập xin lỗi, lúc trước ở Quang Minh Đảo, Trương Huyền thả ra vì Lâm Thanh Hạm một người, nhưng cùng thiên hạ là địch hào ngôn, mỗi người đều hâm mộ Lâm Thanh Hạm có cái như vậy nam nhân, nhưng lại không ai nghĩ đến Lâm Thanh Hạm trong lòng khổ. Trương Huyền rõ ràng, ở Lâm Thanh Hạm đã biết chính mình thân phận sau, như cũng như thường lui tới giống nhau lưu tại chính mình bên người khi, nàng cũng đã làm tốt xong xuôi một cái quân vương phu nhân chuẩn bị, một người, được đến cái gì? Liền phải trả giá cái gì, tỷ như hiện tại Lâm Thanh Hạm, nàng bản thân chỉ cần làm một cái trục tỷ thân gia lão tổng, cả đời vô ưu, nhưng hiện tại, nàng muốn gặp phải quá nhiều nguy hiểm, loại này bắt cóc, chỉ là tiểu nhi khoa, về sau muốn gặp phải cái gì, ai cũng nói không rõ. Nhưng xem Lâm Thanh Hạm hiện tại biểu hiện, nàng hiển nhiên, đã làm tốt tiếp thu không biết tương lai, cùng với nguy hiểm chuẩn bị. Chương 650 Trương Huyền lão đồng học. Trương Huyền ôm mỗi ngày, đi đến Lâm Thanh Hạm trước người. Bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay, lão bà, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì à? Lâm Thanh Hạm phiền Trương Huyền liếc mắt một cái, ăn cơm quan trọng nhất, mau ăn cơm. Đều lạnh, ta một lần nữa đi mua đồ ăn làm đi. Trương Huyền nhìn mắt bàn ăn. Thôi bỏ đi, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ngươi không trở lại, mỗi ngày cũng không ăn cơm, vẫn luôn chờ ngươi, lại mua đồ ăn làm tốt quá muộn, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ân, hành, Trương Huyền gật đầu. Một hàng bốn người, đi ra gia môn, bởi vì có mỗi ngày, Lâm Thanh Hạm kia chiếc chạy băng băng cũng phóng trong nhà, thay đổi một chiếc hơi chút điệu thấp chút Maserati. Mỗi ngày, người muốn ăn cái gì à? Trương Huyền ngồi ở chủ điều khiển, đảm nhiệm tài xế nhân vật, hắn xoay đầu nhìn bị Lâm Thanh Hạm ôm vào trong ngực, ngồi ở ghế sau mỗi ngày, vẻ mặt sủng nịch hỏi. Liền Trương Huyền hiện tại bộ dáng, ai có thể nghĩ đến hắn ở nửa giờ trước, là kia coi mạng người như cỏ rác tu la.
mỗi ngày nheo lại nàng mắt to, ngọt ngào nói, mỗi ngày muốn ăn đại tôm. Hảo, vậy ăn đại tôm. Trương Huyền trong đầu một chút liền xuất hiện mấy cái hải sản quán, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở Tiên Vị Lâu, đó là Chu gia sản nghiệp, tầng cao nhất có cái sòng bạc, buôn bán thời gian cũng là 24 giờ, tuy rằng giá cả tương đối mà nói quý chút, nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Trương Huyền lái xe đi vào Tiên Vị Lâu, này đều mau buổi tối 10 giờ, Tiên Vị Lâu như cũ đèn đuốc sáng trưng, hào khí trước đại môn chỉnh tề đứng hai bài môn nghênh cô nương, bãi đỗ xe thượng đình nơi nơi đều là siêu xe. Trương Huyền đem xe đình hảo, bốn người chiều tiên vị trong lâu đi vào. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ngài yêu cầu ghế lô sao? Môn nghênh cô nương nhìn mắt Trương Huyền phía sau ba người, khách khí hỏi. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, so với ghế lô cái loại này phong bế không gian, hắn vẫn là thích đại sảnh ăn cơm cái loại này vô cùng náo nhiệt cảm giác, có đôi khi nghe bên bàn người kể chuyện cười, đều là cho chính mình sinh hoạt tăng thêm một ít sắc thái. Xin theo ta tới. Môn nghênh cô nương hơi hơi khom lưng, làm thỉnh thủ thế, cấp Trương Huyền dẫn đường. Lão công, người trước đi lên gọi món ăn đi, mỗi ngày muốn ta cùng Tần Tổng mang nàng xem cá. Lâm Thanh Hạm thanh âm, từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu lại, nhìn đến mỗi ngày một tay lôi kéo Lâm Thanh Hạm, một tay lôi kéo Tần Nhu, chính vẻ mặt tò mò đứng ở một cái bể cá to trước, nhìn bên trong du ngư. Này đó trong sinh hoạt thực thường thấy thực dụng cá. Ở mỗi ngày loại này bọn nhỏ trong thế giới, rất ít xuất hiện, bọn họ rất ít sẽ rời đi viện phúc lợi, rất ít sẽ nhìn thấy loại này sống cá, Trương Huyền cũng từng có như vậy trải qua, lúc trước nhìn thấy cái gì, đều tò mò nhìn. Trương Huyền còn nhớ rõ, chính mình có một lần, chính là ngồi xổm một cái bể cá trước, nhìn một con cá bơi qua bơi lại, ước chừng một giờ, khi đó mụ mụ liền bồi ở chính mình bên người, đứng một giờ, thẳng đến chính mình xem đủ rồi, nàng mới mang theo chính mình rời đi. Vậy các ngươi mang mỗi ngày trước xem, ta đi gọi món ăn, muốn ăn chút cái gì? Lâm Thanh Hạm nhoẻn miệng cười, ngươi xem bái, dù sao ngươi là đầu bếp, đều nghe ngươi. Ha ha, hảo, Trương Huyền cười lớn một tiếng, loại này ra cảm giác, là hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm. Đi theo môn nghênh cô nương lên lầu 2, Tiên Vị Lâu đại sảnh, trang hoàng tráng lệ huy hoàng, ở trong đại sảnh, bày biện có núi giả, đá cẩm thạch phô thành mặt đất, trong đại sảnh thừa trọng trụ thượng. Chạm khắc rồng phượng, được khảm viền vàng, chứng minh nơi này xa xỉ giá cả. Trương Huyền tuyển một chương dựa cửa sổ bàn nhỏ ngồi xuống, người phục vụ đi tới, đệ thượng thực đơn. Trương Huyền lật xem thực đơn thời điểm, theo bản năng liền xem nhẹ mặt trên đánh dấu giá cả, đây là hắn ở rất nhiều năm trước liền dưỡng thành thói quen, tại rất sớm phía trước, Trương Huyền liền có một loại tiền như thế nào cũng xài không hết cảm giác. Trương Huyền điểm ba cái thức ăn chay, muốn một phần chưng cua, nghĩ nghĩ. Lại muốn 5 con đại tôm. Này 5 con đại tôm, Trương Huyền đều là cho mỗi ngày muốn, tiểu gia hỏa kia ăn thượng này đó cũng là đủ rồi, không thể tùy ý nàng ăn nhiều, đến từ nhỏ giáo dục nàng có một vừa hai phải thói quen. Ba cái thức ăn chay, Trương Huyền là cho Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu điểm, phù hợp hai nữ nhân ngày thường thích ăn khẩu vị. Đến nỗi Trương Huyền chính mình, thời gian này điểm, hắn cũng không có gì ăn uống, tùy tiện ăn thượng hai chỉ trưng cua nhàn nhạt miệng liền hảo. Sẽ lựa chọn tới Tiên Vị Lâu ăn hải sản người, phần lớn đều là hầu bao có tư bản, tới điểm này đồ ăn, đều là ăn xài phung phí, Trương Huyền loại này gọi món ăn phương thức, ở người khác trong mắt, có vẻ thoáng có chút không phóng khoáng. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người phục vụ cũng không có thêm vào ý tưởng, ký lục Trương Huyền sở điểm món ăn, cung kính rời đi. Người phục vụ vừa mới đi, một đạo thanh âm, ở ly Trương Huyền cách đó không xa một cái bàn thượng vang lên. U, này không phải Trương Huyền sao? Trương Huyền theo thanh âm truyền đến địa phương, nhìn đến mười mấy người, ngồi ở khoảng cách chính mình cách đó không xa bàn tròn thượng. Cao Dương Hồng, Trương Huyền nhìn nói chuyện người nọ. U, khó được chúng ta Trương Huyền còn nhớ rõ ta a, ha ha. Bị gọi Cao Dương Hồng người, cười lớn một tiếng. Cùng Cao Dương Hồng ngồi ở cùng Trương trên bàn người, cũng đều phát ra tiếng cười to. Này Cao Dương Hồng, là Trương Huyền liền đọc Lâm gia làm lập phúc lợi trường học khi, cùng lớp lớp trưởng. Lâm gia lúc ấy làm cái kia phúc lợi trường học, vì chính là giúp đỡ nghèo khó gia đình, nhưng Trương Huyền nhớ rõ, cái này Cao Dương Hồng, cũng không phải là cái gì nghèo khó gia đình, lúc ấy là ở Trương Huyền thượng sơ nhị thời điểm, Cao Dương Hồng chuyển trường lại đây, nghe nói hắn bị phía trước trường học khai trừ, mà Lâm gia làm phúc lợi này trường học, sở mời hiệu trưởng chính là Cao Dương Hồng phụ thân. Ngẫm lại, đã qua đi 10 năm, này 10 năm thời gian, phảng phất mộng ảo.
Trương Huyền hướng Cao Dương Hồng cười cười, đều là đồng học, sao có thể không nhớ rõ? Ha ha, đồng học, hắn nói ta cùng hắn là đồng học à? Cao Dương lớn cười hướng chính mình trên bàn người mở miệng, theo sau nắm lên một cái chén rượu, đột nhiên chiều Trương Huyền trên người ném tới, ai hắn sao cùng ngươi là đồng học, à? Chén rượu trực tiếp ở Trương Huyền dưới chân vỡ ra. Có thể nhìn đến, Cao Dương Hồng từ cổ đến mặt, đều một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên uống lên không ít rượu. Cùng Cao Dương Hồng ngồi ở một bàn người, nhìn đến Cao Dương Hồng như vậy, không có một cái ngăn cản hắn, ngược lại đều vẻ mặt tươi cười nhìn Trương Huyền bên này, chờ xem diễn. Trương Huyền nhíu nhíu mày, lúc trước ở trong trường học, bởi vì chính mình ra tình huống, chính mình thuộc về nhất chịu khi dễ kia một loại, mà Cao Dương Hồng bởi vì phụ thân hắn là hiệu trưởng nguyên nhân, ở trường học có thể nói là tác oai tác phúc, khi đó dáng người nhỏ gầy, gia cảnh bần cùng Trương Huyền, chính là Cao Dương Hồng khi dễ đối tượng. Trương Huyền, người vừa mới gọi món ăn bộ dáng, rất keo kiệt a. Muốn hay không lão tử giúp người điểm vài đạo a, ân. Cao Dương Hồng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Trương Huyền. Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay. Không cần, không cho lão tử mặt mũi sao. Ân, Cao Dương Hồng một tay thật mạnh chụp đến trên bàn. Trương Huyền mày nhăn càng khẩn, đều là lão đồng học, ta không nghĩ gây chuyện. Người không nghĩ gây chuyện, ta tưởng. Cao Dương Hồng một chân đá văng ra chính mình phía sau ghế dựa, đi nhanh chiều Trương Huyền đi tới. Chương 651 nhà ngươi xứng sao? Cao Dương Hồng uống lên không ít rượu, đi đường thân mình có chút lay động, hắn vẻ mặt tức giận đi đến Trương Huyền trước người, nhìn chằm chằm Trương Huyền, biết sao? Biết nhà ngươi lúc trước, cho ta ra tạo thành bao lớn phiền toái. Có biết hay không, mẹ ngươi kia sự kiện, làm nhà ta, bị nhiều ít tội. Cao Dương Hồng vươn ba ngón tay. 300 vạn, bởi vì kia một sự kiện, phía chính phủ phạt nhà của chúng ta 300 vạn. Trường học trời cao trụy lâu, an toàn tai họa ngầm. Trương Huyền, người nói cho ta, người cùng người kia chết mẹ, ai giá trị 300 vạn. Nhà ngươi xứng sao? Lúc trước, Trương Huyền mẫu thân bởi vì cha ra bệnh bất trị, từ cao lầu nhảy xuống, lựa chọn địa phương, chính là trường học. Cao Dương Hồng gõ Trương Huyền trước mặt cái bàn, 10 năm. Lão tử tìm ngươi 10 năm. Lão tử hôm nay rốt cuộc nhìn đến ngươi, ngươi cần thiết phải vì ngươi làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Cao Dương Hồng, ta không muốn cùng ngươi vô cớ gây rối. Trương Huyền nhíu mày nói, nhà ngươi bị phạt tiền, đích đích xác xác là trường học cao lầu tồn tại an toàn tai họa ngầm, lầu 4 rào chắn hỏng rồi một cái học kỳ cũng chưa nhân tu, cùng nhà ta lại có quan hệ gì? Ha ha, Cao Dương Hồng cười lạnh một tiếng, nếu không phải mẹ ngươi nhàn đến không có việc gì, một hai phải nhảy lầu. Sẽ tra được trường học tới. Này 300 vạn, toàn muốn tính ở nhà ngươi trên đầu. Cao Dương Hồng thanh âm rất lớn, làm ngồi ở đường bàn người, đều chiều bên này xem ra. Một bên người phục vụ nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, vội vàng đã đi tới, hướng Cao Dương Hồng nói, tiên sinh, nơi này là nơi công cộng, thỉnh ngươi khống chế một chút ngươi cảm xúc. Cao Dương Hồng nguyên bản nắm tay đều nhéo lên tới, nghe được người phục vụ nói, chậm rãi buông ra. Hắn tuy rằng không biết này hải sản lâu là ai khai, nhưng có thể khai như vậy một cái cửa hàng người, còn không phải chính mình có thể chọc đến khởi, tại đây nháo sự, kết quả là còn cho chính mình chọc một thân tao. Cao Dương Hồng duỗi tay ngón tay, chỉ vào Trương Huyền, ta nói cho ngươi, hôm nay lão tử nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ lại đi, chờ đi ra ngoài lại tìm ngươi tính sổ. Cao Dương Hồng nói xong, phủi tay chiều chính mình trên chỗ ngồi đi đến, đi một nửa thời điểm, hắn đột nhiên xoay người, đúng rồi. Họ Trương, không có kia bản lĩnh, cũng đừng trang cái gì sói đuôi to, đây là ăn hải sản địa phương, không phải làm ngươi điểm thức ăn chay địa phương. Cao Dương Hồng thanh âm rơi xuống, ngồi ở hắn kia bàn người, toàn phát ra một trận cười vang thanh. Trương Huyền nhìn trở lại chính mình trên chỗ ngồi Cao Dương Hồng, nếu hôm nay không phải mang mỗi ngày ra tới ăn cơm, Trương Huyền tuyệt đối sẽ đi lên đi, nói cho Cao Dương Hồng nên làm như thế nào người, nhưng hôm nay hài tử ở. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu cũng không ăn cơm chiều, Trương Huyền quyết định trước nhẫn hắn một lần. Thành thục nam nhân, đều sẽ đem tính tình đặt ở người nhà phía sau. Cao Dương Hồng trở lại chính mình trên chỗ ngồi sau, rượu cũng không uống, liền như vậy nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ba ba, một tiếng thanh thúy tiếng kêu, từ một bên truyền đến, mỗi ngày bước nàng tiểu toái bộ, mở ra hai tay, vui sướng chiều Trương Huyền chạy tới. Ở mỗi ngày đi ngang qua Cao Dương Hồng bên người thời điểm. Cao Dương Hồng cười lạnh một tiếng, cố ý vươn một chân, vướng mỗi ngày một chút. Đang ở chạy chậm mỗi ngày căn bản là không chú ý tới chính mình trước mắt vươn chân,
kia nho nhỏ thân mình một cái lảo đảo, liền hướng phía trước tải đi. Trương Huyền tay mắt lanh lẹ, vội vàng một cái bước nhanh, đem mỗi ngày ôm lấy, mới không làm mỗi ngày té ngã. Mỗi ngày, đi theo mỗi ngày mặt sau Tần Nhu, phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng đi nhanh chạy tới, xem Trương Huyền ôm lấy mỗi ngày sau, nàng mới yên lòng, sờ sờ mỗi ngày tiểu cánh tay, mỗi ngày, ngươi không sao chứ? Mụ mụ, ta không có việc gì, mỗi ngày ngọt ngào cười, ba ba ôm lấy mỗi ngày. Mụ mụ, mỗi ngày đối Tần Nhu cùng Trương Huyền xưng hô, làm ngồi ở một bên Cao Dương Hồng sắc mặt sinh nghi, hắn nhìn Tần Nhu kia tuyệt mỹ gương mặt, cao gầy dáng người, ánh mắt lộ ra đố kỵ thần sắc, như vậy mỹ nữ, chính mình loại này ra thế, cũng vô pháp nhúng chàm, hắn họ Trương một cô nhi, dựa vào cái gì? Cao Dương Hồng ho khan một tiếng, họ Trương, quản hảo tự mình ra hài tử, đừng làm chạy loạn, ta này một đôi giày 3.000 khối, dẫm ngộ uế người bồi đến khởi sao. Cao Dương Hồng cố ý khoe ra một chút, chính là tưởng khiến cho Tần Nhu chú ý. Người người này như thế nào như vậy a? Tần Nhu hướng Cao Dương Hồng nói, rõ ràng là ngươi xem hài tử chạy tới, cố ý đem lui người ra tới. Mỹ nữ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Cao Dương Hồng cười nói, ta ngồi này cái bàn lớn như vậy, không gian tự nhiên cũng lớn, ta tưởng như thế nào chen chân vào, là ta chính mình sự, các ngươi nếu có điều kiện này, cũng có thể tìm Trương đại cái bàn ngồi xuống a. Ngươi, Tần Nhu vừa muốn mở miệng phản bác Cao Dương Hồng. Trương Huyền ra tiếng, tính, tới ngồi xuống đi. Tần Nhu thấy Trương Huyền mở miệng, mới không lại nhiều cùng Cao Dương Hồng so đo, cũng may mỗi ngày không có việc gì, bằng không nàng khẳng định không thể liền như vậy tính. Cao Dương Hồng cười nhạo một tiếng, Trương Huyền a, không phải ta nói ngươi, tuy rằng ngươi từ nhỏ trong nhà liền nghèo, nhưng chính ngươi đến có cốt khí a, ngươi nhìn xem ngươi, mang theo lão bà hài tử ra tới ăn cơm. Điểm cái đồ ăn một chút đều không đại khí, kia thức ăn chay đều cho ai ăn a? Ăn chay đồ ăn liền chính mình tìm cái nhà hàng nhỏ đi, tới này trang cái gì trang? Chính là, Cao Dương Hồng kia trên bàn một người mở miệng, hắn cũng là Trương Huyền trước kia đồng học, ta thật muốn không thông, ngươi người như vậy, là như thế nào tìm tới lão bà, nhìn xem Cao Dương Hồng, khi còn nhỏ liền hỗn hảo, hiện tại càng là khai chạy băng băng, này một bàn cơm xuống dưới, ít nói 5.000 đồng tiền, lúc này mới kêu sinh hoạt sao? Cùng Cao Dương Hồng ngồi ở cùng nhau mấy cái nữ tính, lúc này trên mặt cũng đều lộ ra ý cười, ở Tần Nhu vừa xuất hiện thời điểm, này mấy người phụ nhân, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút đố kỵ, nữ nhân đều ái tương đối, đương các nàng phát hiện chính mình vô luận từ diện mạo vẫn là dáng người thượng đều không bằng Tần Nhu khi, trong lòng liền đối Tần Nhu có chút bất mãn. Bất quá hiện tại, này mấy người phụ nhân nhưng không như vậy suy nghĩ, người lớn lên đẹp như thế nào, người dáng người hảo như thế nào. Nhưng ngươi tìm lão công là cái kẻ bất lực a, chúng ta tại đây thịt cá, ngươi cũng chỉ có thể ăn cái thức ăn chay. Tần Nhu ngồi ở Trương Huyền đối diện, không có để ý Cao Dương Hồng bên kia lời nói, hỏi Trương Huyền điểm chút cái gì. Ba cái thức ăn chay, cấp mỗi ngày muốn 5 con tôm, ta muốn phân chưng cua, đủ sao? Trương Huyền mở miệng nói. Đủ rồi, Tần Nhu gật đầu, ta đều cảm thấy có điểm quá nhiều, nếu không xóa một cái đi. Tần Nhu cùng Lâm Thanh Hạ buổi tối thời điểm, đều sẽ không ăn quá nhiều đồ vật, nếu là cơm trưa hoặc là bình thường bữa tối, này đó đồ ăn lượng là có chút thiếu, nhưng hiện tại này đều hơn 10 giờ tối, liền có vẻ có chút nhiều. Cao Dương Hồng nghe được lời này, trên mặt khinh thường càng đậm, điểm như vậy điểm đồ vật, còn cảm thấy nhiều, đây là có bao nhiêu nghèo a? Một cái như vậy mỹ nữ theo Trương Huyền, thật là mắt bị mù. Cao Dương Hồng nghĩ nghĩ, hòa thuốc vào nước phụ viên vung tay lên, người phục vụ. Lại cho ta tới 5 cân tôm, 5 cân cua, 1 cân bắc cực bối, 1 cân chai vòi voi. Liền mấy thứ này muốn xuống dưới, sao cũng là hơn 1.000 đồng tiền, Cao Dương Hồng ngày thường là luyến tiếc, rốt cuộc hôm nay đều đã hoa 5.000 nhiều, nhưng hiện tại vì biểu hiện chính mình tài lực, cộng thêm nhục nhã Trương Huyền, hắn cũng liền ngoan hạ tâm tới. Chương 652 trụ một khối A. Cao Dương Hồng này hào khí gọi món ăn phương thức, cùng Trương Huyền chỉ điểm ba cái thức ăn chay cách làm. Hình thành thiên minh đối lập. Cao Dương Hồng trực tiếp đưa ra một chương tạp cấp người phục vụ, không có mật mã, trực tiếp soát là được. Cao Dương Hồng bên người một người, nhân cơ hội đối Tần Nhu mở miệng, mỹ nữ, ngươi nói ngươi này gả cho cái dạng gì lão công a, ra tới ăn cơm còn khấu khấu tác tác, nhìn xem chúng ta cao lớp trưởng, không bằng, ngươi tới chúng ta này bàn ăn chút. Các kiểu hải sản nhậm điểm. Không cần, Tần Nhu lắc đầu, ta không thói quen cùng các ngươi người như vậy ăn cơm. Chúng ta người như vậy, làm sao vậy?
Cao Dương Hồng giơ lên đầu, chúng ta người như vậy, mới có thể làm ngươi. À, ta hài tử tại đây, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Trương Huyền trừng mắt nhìn mắt Cao Dương Hồng. Chú ý, Cao Dương Hồng vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Trương Huyền, ngươi là ở uy hiếp ta. Ta không chú ý, ngươi có thể thế nào? Chính là, Cao Dương Hồng bên người người nó hát đệm, Trương Huyền, ngươi cho rằng Cao Dương Hồng là cái gì thân phận, ngươi uy hiếp hắn. Có biết hay không, chúng ta Cao lớp trưởng, hiện tại liền tự cấp Ngân Châu lớn nhất Lâm Thị làm việc, người đây là tưởng cùng Lâm Thị đối nghịch, chán sống. Lâm Thị. Trương Huyền khóe miệng treo lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Tần Nhu nghe được lời này, cũng không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Trương Huyền tiếng cười, làm Cao Dương Hồng cảm giác chính mình đã chịu nào đó coi khinh, hắn hướng Trương Huyền quát, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy thực buồn cười sao? Họ Trương, ngươi không tin lão tử cùng Lâm Thị có quan hệ. Không có gì, không có gì. Trương Huyền vẫy vẫy tay. Một trận đăng đăng tiếng bước chân, từ một bên truyền đến. Đào Tào, Cao lớp trưởng, mau xem, lại một vị mỹ nữ. Cao Dương Hồng bên người một người, vẻ mặt khoa trương nhìn tiếng bước chân truyền đến phương hướng, còn có vài tên nam tính, cũng đều có chút si ngốc nhìn bên kia. Đây là một cái tập khí chất cùng bề ngoài với một thân nữ nhân, quang xem một cái, liền cho người ta một loại không thể khinh nhờn cao quý cảm. Cao Dương Hồng ánh mắt xem ra, ở nhìn đến nữ nhân nháy mắt, lập tức thay một bộ cung kính thần sắc, một phen đẩy ra người bên cạnh. Chiều nữ nhân chạy chậm qua đi, Lâm Tổng ngài hảo. Cao Dương Hồng trong nhà, là dựa vào Lâm Thị ăn cơm, hắn tự nhiên nhận thức Lâm Thị cái này đương nhiệm tổng tài. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cao Dương Hồng, ngươi là. Lâm Tổng ngài hảo, ta kêu Cao Dương Hồng, Cao Truy là ta phụ thân, thật là vinh hạnh, không nghĩ tới tại đây có thể gặp được ngài. Cao Dương Hồng đầy mặt lấy lòng. Lâm Thanh Hạm vừa nghe, gật gật đầu, áo, Cao Truy ta biết. Nàng chiều Cao Dương Hồng chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua, người đây là đồng học tụ hội. Đúng đúng đúng, Cao Dương Hồng vội vàng gật đầu, sơ chung đồng học tụ hội. Hành, kia không quấy rầy các ngươi vội đi. Lâm Thanh Hạm tùy tiện tìm cái lấy cớ, tống cổ Cao Dương Hồng. Cao Dương Hồng liên tục gật đầu, chiều một bên trên bàn đi đến, có thể cùng Lâm Thị Tổng Tài đáp thượng lời nói, làm hắn phi thường đắc ý. Cao Dương Hồng vừa mới ngồi xuống. Liền nghe bên tai truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm này chủ nhân, đúng là Lâm Thanh Hạm. Lão công, đồ ăn điểm sao? Này một tiếng, làm Cao Dương Hồng cả kinh, hắn đem đầu chuyển qua đi, liền thấy, Lâm Thanh Hạm lúc này đang ngồi ở Trương Huyền đối diện. Điểm, Trương Huyền gật gật đầu, tùy tiện điểm ba cái thức ăn chay, lão bà, người xem hành sao? Ân, Lâm Thanh Hạm đáp, quá muộn, ăn ít điểm hảo. Trương Huyền đối Lâm Thanh Hạm xưng hô. Cùng với Lâm Thanh Hạm lưu sướng trả lời, làm một bên bàn Cao Dương Hồng đám người mở to hai mắt nhìn, này Trương Huyền, kêu Lâm Thị Tổng Tài kêu lão bà. Hắn lão bà không phải một cái khác sao? Này sao lại thế này? Nói giỡn đâu, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua, Lâm Tổng sẽ như vậy cùng người nói giỡn a. Ở Cao Dương Hồng trong lòng, Lâm Thị Lâm Thanh Hạm, vẫn luôn là cái loại này băng sơn nữ tổng tài hình tượng. Thanh Hạm mụ mụ ôm, Trương Huyền trong lòng ngực mỗi ngày. Nhìn thấy Lâm Thanh Hạm tới, chủ động hướng Lâm Thanh Hạm trong lòng ngực đánh tới. Trương Huyền đi mông tỉnh kia đoạn thời gian, Lâm Thanh Hạm mỗi ngày đều mang theo mỗi ngày cùng nhau chơi, đã sớm cùng mỗi ngày làm tốt quan hệ, lần này Trương Huyền trở về, vẫn là mỗi ngày chủ động đưa ra làm Lâm Thanh Hạm đương nàng mụ mụ. Lâm Thanh Hạm nghe được mỗi ngày đối chính mình cái này xưng hô, trên mặt tươi cười nở rộ, từ Trương Huyền trong lòng ngực đem mỗi ngày ôm lấy. Cao Dương Hồng bên cạnh người nọ. Dùng sức xoa xoa đôi mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng, hỏi hướng mỗi ngày, tiểu nha đầu, vị này nữ sĩ, là mụ mụ ngươi. Đúng vậy, là ta Thanh Hạm mụ mụ, mỗi ngày dùng sức gật đầu. Kia cái kia đâu, người này chỉ một chút Tần Nhu, hỏi. Đây cũng là ta mụ mụ, là ta Tần Nhu mụ mụ. Mỗi ngày ngọt ngào cười, vươn tay nhỏ bắt lấy Tần Nhu một cây ngón tay ngọc. Hỏi chuyện người này, không tự giác nuốt hạ nước miếng, Trương Huyền tình huống. Hắn là biết đến, lúc trước ở trường học liền rất nghèo, lão mẹ ở trường học đương cái người vệ sinh, cuối cùng càng là từ trường học nhảy lầu. Này Trương Huyền, chính là cái cô nhi, như thế nào cùng như vậy hai cái như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên nữ nhân có quan hệ. Hỏi chuyện người, trước sau có chút vô pháp tiếp thu, một cái như vậy xuất thân Trương Huyền, hắn dựa vào cái gì, không cam lòng lại hỏi, kia Trương Huyền là ngươi ba ba. Các ngươi trụ nào?
mỗi ngày dùng sức gật đầu, đúng vậy, ta cùng hai cái mụ mụ, đều cùng Trương Huyền ba ba ở tại một khối. Mỗi ngày trả lời, làm Cao Dương Hồng này một bàn người, đương trường lâm vào hỗn độn, này hai cái tuyệt mỹ nữ nhân, cùng Trương Huyền trụ một khối, còn có được hài tử. Hơn nữa xem này hai nữ nhân chi gian, ở chung cũng không tệ lắm, này tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ đế vương sinh hoạt a. Càng quan trọng là, trong đó một nữ nhân, vẫn là Lâm Thị tổng tài. Ngân Châu người, ai không biết Lâm Thị, kia chính là trục tỷ xí nghiệp lớn. Cao Dương Hồng ánh mắt có chút sững sờ, hắn nghĩ đến chính mình vừa mới chào phúng Trương Huyền trường hợp, cùng với cùng Trương Huyền phóng tàn nhẫn lời nói, thân mình không khỏi run lập cập. Trương Huyền hiện tại là Lâm Thị tổng tài lão công, kia bóp chết chính mình, không cùng chơi giống nhau. Nghĩ vậy, Cao Dương Hồng trong lòng liền tràn đầy hối hận, lúc này, hắn rốt cuộc không rảnh lo mặt mũi linh tinh đồ vật, chủ động bưng lên chén rượu, đi đến Trương Huyền này một bàn bên. Trương Huyền, đều là lão bằng hữu, vừa mới ta nói chuyện nhiều có đắc tội, ngàn vạn đừng để trong lòng a, ta kính ngươi một ly. Đối mặt lại đây xin lỗi kính rượu Cao Dương Hồng, Trương Huyền xem đều không xem một cái. Hướng Lâm Thanh Hạm nói, làm công ty chặt đứt cùng này một nhà hợp tác đi. Lâm Thanh Hạm vừa nghe, liền biết Trương Huyền nói chính là ai, liền nguyên nhân cũng chưa hỏi, liền gật đầu nói, hảo, ta hiện tại thông chi bí thư lý. Nói, Lâm Thanh Hạm liền lấy ra di động, bắt thông bí thư lý điện thoại. Làm bí thư, Lý Na là thời khắc bảo trì 24 giờ đều sẽ tiếp nghe điện thoại. Lâm Tổng, bí thư lý thanh âm từ trong điện thoại vang lên tới. Chặt đứt cùng họ Cao một nhà sở hữu hợp tác, bao gồm hiện tại công ty cùng bọn họ có quan hệ công hộ, toàn bộ đông lại. Lâm Thanh Hạm như vậy nói. Minh Bạch, bí thư lý trả lời dứt khoát nhanh nhẹn. Chương 653 toàn bộ đông lại. Cao Dương Hồng đứng ở một bên, nghe Lâm Thanh Hạm nói, sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, hắn còn không có tới kịp xin tha, một người phục vụ đã đi tới, người phục vụ trong tay cầm Cao Dương Hồng vừa mới cho hắn tạp. Tiên sinh ngài hảo. Ngày này trương tạp trung ngạch trống không đủ, ngài đổi một cái chi trả phương thức đi. Cao Dương Hồng nhìn người phục vụ lấy tới kia trương tạp, này trương tạp, đúng là cột lấy chính mình phụ thân cái kia công hộ, hắn không nghĩ tới, Lâm Thị động tác lại là như vậy mau, Lâm Thanh Hạ mới vừa một chiếc điện thoại đánh ra đi nói triệt tư, tiền trong các liền không có. Lâm Thị này cũng không phải nói mà thôi, là động thật a. Cao Dương Hồng lại lấy ra một trương tạp, soát này trương đi. Người phục vụ trong tay có một cái poster, đương trường soát tạp, xin lỗi tiên sinh, này trương tạp biểu hiện đông lại. Đông lại, Cao Dương Hồng trong lòng trầm xuống, lại lấy ra một trương tạp. Tiên sinh, vẫn là đông lại. Này, Cao Dương Hồng có chút phát ngốc, hắn trước sau lấy ra này hai trương tạp, đều là căn cứ chính mình phụ thân công ty, tới làm thẻ tín dụng, lúc này Lâm Thị triệt tư, công ty tài chính nứt gãy, thẻ tín dụng tự nhiên đông lại. Cao Dương Hồng trên người cũng chỉ có này tam trương tạp có tiền, di động thông tin phần mềm là có chút tiền, bất quá cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ chi trả lần này tiêu phí. Cao Dương Hồng đem ánh mắt phóng tới cùng chính mình một bàn ăn cơm mấy người trên người, mở miệng nói, các ngươi ai có tiền, trước giúp ta lót thượng, ta quay đầu lại cho các ngươi. Ai nha, ta này ra cửa không mang tạp, di động cũng không điện, mới vừa lão bà còn thúc giục về nhà, liền đi trước a. Vẫn luôn giúp Cao Dương Hồng nói chuyện nói được nhất hung người kia, cái thứ nhất đứng dậy rời đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hiện tại Cao Dương Hồng đắc tội Trương Huyền, đắc tội Lâm Thị, này tài chính đều bị đông lại, hiện tại đem tiền mượn cho hắn, đó chính là bánh bao thịt đánh cho a. Có người đầu tiên dẫn đầu, còn lại người, cũng sôi nổi mở miệng, tìm lấy cớ rời đi, không ai nguyện ý vay tiền cấp Cao Dương Hồng, này đó vừa mới còn ở đối Cao Dương Hồng a rua nịnh hót người. Giờ phút này có vẻ cùng Cao Dương Hồng không có một chút quan hệ giống nhau. Tiên sinh, xin hỏi ngài như thế nào chi trả? Người phục vụ nhìn trước mắt một màn, lấy ra bộ đàm, chuẩn bị hội báo giám đốc. Trương Huyền ngồi ở một bên, lúc này hắn điểm đồ ăn đã thượng bàn, chính chậm gì gì nhấm nháp này hiện giết hải sản. Cao Dương Hồng trong lòng, bị hối hận tràn ngập, trước mắt này phó cục diện, tất cả đều là chính mình tìm đường chết làm ra tới. Trương Huyền mấy người. Xem cũng chưa lại xem Cao Dương Hồng liếc mắt một cái. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lâm Thanh Hạm lấy ra một phần văn kiện, đặt lên bàn, vừa mới Tần Tổng mang mỗi ngày trước đi lên, ta liền lấy cái này đi. Đây là, Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm truyền đạt văn kiện mở ra vừa thấy, là một cái bất động sản chuyển nhượng hiệp nghị, mặt trên Lâm Thanh Hạm đã thiêm hảo tự. Lâm Thanh Hạm mở miệng nói, hôm nay giữa trưa,
Giang Tĩnh cho ta phát tin tức, nàng nói ngươi chuẩn bị làm một cái công ty bảo an, vừa vặn công ty có đống nhà trống, ngươi liền cầm đi dùng đi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười, phù hợp độ cao hai người, chính là như vậy, có một số việc không cần đối phương đi mở miệng, một người khác liền chủ động làm tốt, bất quá Trương Huyền cũng không có nhận lấy bản hợp đồng kia. Lão bà, ta cái này công ty bảo an, cũng không tính toán làm quá lớn, lâu liền tính, có hay không tiểu một chút buôn bán phòng a? Buôn bán phòng, Lâm Thanh Hạm nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có mấy cái không, người đại khái muốn nào? Trương Huyền không chút suy nghĩ liền trả lời, ly công ty càng gần càng tốt, tốt nhất ở công ty cùng gia chi gian. Trương Huyền lần này cần làm, chính là chính đại quang minh đem chính mình người xếp vào ở Ngân Châu, bảo hộ Lâm Thanh Hạm đám người an toàn, bản thân liền có cái này ý tưởng, lần này Dương Hải Phong sự, càng là cấp Trương Huyền đề ra cái tỉnh, cũng may Lâm Thanh Hạm không có xảy ra chuyện gì, bằng không Trương Huyền tuyệt đối tha thứ không được chính mình. Hành, sáng mai cùng đi công ty đi, ta làm bí thư lý cho ngươi xem một chút. Một cơm ăn khuya ở một trận sung sướng hư cảnh chung vượt qua, Trương Huyền phát hiện Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu chi gian đề tài càng ngày càng nhiều, hai người cũng thuộc lạc rất nhiều, có đôi khi xưng hô đối phương, sẽ trực tiếp kêu ra Thanh Hạm linh tinh tên, không bao giờ là Lâm Tổng cùng Tần Tổng như vậy xưng hô. Trương Huyền đương nhiên là mừng rỡ nhìn thấy một màn này. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền lại đảm đương tài xế nhân vật, mang theo ba nữ nhân, hướng công ty mà đi. Làm Trương Huyền có điểm kỳ quái chính là, Lâm Thanh Hạm mỗi lần đều sẽ cùng Tần Nhu cùng nhau ngồi ở hàng phía sau, mang theo mỗi ngày, hắn bên người ghế phụ vẫn luôn là trống không. Bí thư Lý sớm liền nhận được Lâm Thanh Hạm điện thoại, đương Trương Huyền đến công ty thời điểm, bí thư Lý đã đem ở vào Lâm Thị cùng tắc tiếp nước hương chi gian mấy cái trống không buôn bán phòng tư liệu lấy tới. Trương Huyền quét một lần, cuối cùng định ở một cái ước chừng có 300 nhiều bình buôn bán phòng, cái này buôn bán phòng là trên dưới 2 tầng lâu, làm cái bề mặt ra tới là đủ rồi, chủ yếu là vì cấp phía chính phủ xem, cũng không sẽ giống hàng thành như vậy, còn phải có chuyên môn tiếp nhiệm vụ cùng huấn luyện công nhân địa phương. Trương Huyền điều tới người, kia đều là trải qua ma quỷ huấn luyện, mỗi một cái phóng tới bảo tiêu giới chung, tuyệt đối đều là đứng đầu nhân vật. Bí thư Lý nhìn mắt Trương Huyền tuyển cái kia buôn bán phòng, mở miệng nói, Trương tiên sinh, ta nhớ rõ, nhà này buôn bán phòng bên cạnh, chính là một nhà công ty bảo an, các ngươi khả năng sẽ có nghiệp vụ thượng xung đột, ta kiến nghị đổi một chỗ. Không có việc gì, Trương Huyền vẫy vẫy tay, hắn làm không phải đối ngoại nghiệp vụ, chung quanh một cái phố đều là công ty bảo an, đối hắn cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Hảo, kia Trương tiên sinh, ngươi có cái gì yêu cầu nói, liền cùng ta liên hệ. Bí thư Lý cùng Trương Huyền nói một tiếng, rời đi Lâm Thanh Hạm văn phòng. Lâm Thanh Hạm dừng đang ở bay nhanh gõ bàn phím, tò mò nhìn Trương Huyền, người như thế nào đột nhiên muốn làm cái công ty bảo an. Trương Huyền cười khổ một chút, gần nhất thế giới ngầm thế cục dung chuyển, rất nhiều thế lực đều ngo ngoe dục dịch, ta tổng muốn bảo đảm các ngươi an toàn đi. Lâm Thanh Hạm vừa nghe, ánh mắt lộ ra xin lỗi, nếu chính mình không phải quá yếu, nếu chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, nếu chính mình có thể cùng ngày đó thượng đảo Chessia giống nhau, có như vậy thực lực, cũng sẽ không làm Trương Huyền như vậy vì chính mình lo lắng, mặc kệ chính mình Lâm Thị, vẫn là Tô Gia, đều xa xa vô pháp cùng Trương Huyền Quang Minh đảo so sánh với, dám cùng Trương Huyền đối nghịch thế lực, tự nhiên sẽ không đem Tô Gia để vào mắt. Trương Huyền chú ý tới nữ nhân có chút không thích hợp thần sắc, đi đến Lâm Thanh Hạm phía sau, xoa nữ nhân vai ngọc, lão bà, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì à? Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, trên mặt treo lên một mạt mỉm cười, ta chính là suy nghĩ. Ngươi trực tiếp an bài người tiến vào, phía chính phủ sẽ không quản ngươi sao. Yên tâm, Trương Huyền tự tin cười, có một số việc, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hai người chính nói chuyện phiếm đâu, Lâm Thanh Hạm bàn làm việc thượng đài thức điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Thanh Hạm nhìn thoáng qua, biểu hiện chính là công ty trước đài cơ hào, ấn xuống tiếp nghe kiện, ước một giây sau, trước đài cô nương thanh thúy thanh âm vang lên. Lâm Tổng, có người muốn tìm Trương tiên sinh, đối phương thân phận. Trước đài nói đến một nửa, liền không mở miệng, hiển nhiên, đối phương thân phận, không giống bình thường. Chương 654 đàm phán. Làm hắn chờ một lát một chút, Lâm Thanh Hạm trở về một tiếng, cắt đứt điện thoại, theo sau xoay người nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhún vai, nói cái gì tới cái gì, làm ta nhìn xem là vị nào phía chính phủ đại nhân vật đi. Trương Huyền đi vào công ty đại sảnh, nhìn đến, ở đại sảnh giữa, có mười mấy danh hắc y bảo tiêu. Chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đại sảnh nghỉ ngơi khu trước, bọn họ sở chạm phạm vi 10 mét trong phạm vi, không
không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Phô trương còn không nhỏ. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, chiều những cái đó bảo tiêu sở trạm địa phương đi đến. Đứng lại, Trương Huyền mới vừa chiều này đó bảo tiêu tiếp cận, liền nghênh đón một trận tề tiếng quát. Đứng ở này bảo tiêu, cơ hồ đồng thời chiều Trương Huyền chừng tới, bọn họ ánh mắt, thật giống như là từng con hùng sư, nếu nhát gan điểm người, chỉ sợ chỉ là ở này đó người ánh mắt hạ, liền sẽ hai chân nhũn ra, này đó bảo tiêu chuyên nghiệp tính, có thể làm cho bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Huyền trên người hay không mang theo cái gì có uy hiếp tính vũ khí. Đối mặt này đó bảo tiêu hung ác ánh mắt, Trương Huyền nhất nhất chừng mắt nhìn trở về, theo sau hừ lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước. Ở Trương Huyền này một bước hạ, này đó bảo tiêu, cơ hồ đồng thời lui về phía sau một bước, trong mắt đều tràn ngập một loại ngưng trọng, liền ở vừa rồi, Trương Huyền đạp bộ nháy mắt, bọn họ mọi người, đều có một loại như lâm núi lớn khuynh đảo cảm giác vô lực, theo bản năng liền tưởng hướng phía sau lui. Hảo, đều tránh ra đi, hắn nếu muốn giết ta, các ngươi ngăn không được hắn. Một đạo ổn trọng thanh âm, ở trong đám người vang lên. Này đó bảo tiêu nhìn nhau vài lần, chậm rãi lộ ra một cái nói tới, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, có một số người, cái trán đã toát ra mồ hôi, bọn họ bồi lãnh đạo, đi qua đủ loại địa phương, tiếp xúc quá các quốc gia cao thủ đứng đầu, nhưng không có một người, có thể giống trước mặt thanh niên này giống nhau, mang cho chính mình áp lực lớn như vậy. Đã lâu không thấy, ngồi ở nghỉ ngơi vị thượng, là một người tiếp cận 60 tuổi nam nhân, ăn mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, có vẻ phi thường tinh thần, hắn nói chuyện thời điểm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đương nhiên, loại này không giận tự uy tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Trương Huyền. Trương Huyền nghe đối phương nói, bĩu môi, ngồi vào đối phương bên người, người chỉ sợ cũng không muốn thường xuyên ở hoa hạ nhìn thấy ta đi. Kia nhưng thật ra, đối phương một chút đều không che giấu, nói thật, hẳn là không có cái nào quốc gia phía chính phủ, hy vọng vẫn luôn nhìn thấy cái bóng của ngươi. Ha ha, Trương Huyền không sao cả cười cười, kỳ thật ta còn rất thích các ngươi loại này đối ta khó chịu, lại lấy ta không có biện pháp cảm giác. Chỉ sợ ngươi là cái thứ nhất dám như vậy cùng ta nói chuyện người trẻ tuổi. Trung niên nam nhân cười cười, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi hẳn là biết ta tới tìm ngươi đang làm gì. Làm gì, Trương Huyền cố ý hỏi, hắn có thể đoán được đối phương tới này nguyên nhân, cùng Triệu Thị Thoát không được can hệ. Trung niên nam nhân nghiêm mặt nói, ngươi mấy ngày hôm trước, ở Mông Tỉnh xuất hiện quá, là làm gì đi? Đi theo người nói chuyện hợp tác, như thế nào, ngươi hẳn là có thể tra được đi. Trương Huyền vẻ mặt tùy ý nói, ta tưởng làm cái công ty bảo an, lại không thể quải tên của mình, quải lão bà của ta tên, phỏng chừng các ngươi cũng không muốn, Tô ra tay muốn lại hướng Ngân Châu duỗi, chỉ sợ khác thế gia cũng không vui, đến lúc đó phiền toái vẫn là các ngươi. Làm công ty bảo an, ngươi thực thiếu tiền sao? Trung niên nam nhân hồ nghi nói. Không thiếu a, Trương Huyền lấy thác bàn tay, chỉ là ta thiếu cảm giác an toàn, ngày hôm qua sự, ngươi sẽ không nghe nói đi. Trung niên nam nhân thần sắc vừa động, trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng, ngươi chuẩn bị an bài bao nhiêu người? 300 cái, Trương Huyền vươn ba ngón tay. 300, không được, quá nhiều. Trung niên nam nhân lập tức lắc đầu, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, hoa hạ bất đồng với mặt khác quốc gia. Kỳ thật ta cũng không phải một hai phải như vậy. Trương Huyền duỗi người, dựa vào trên sofa, chẳng qua, nếu lại phát sinh một lần ngày hôm qua như vậy sự đâu. Ta có thể nói thẳng, con người của ta, có đôi khi rất gia súc, lão bà của ta muốn ra điểm gì sự, ta khẳng định cũng không muốn sống nữa, ở ta không muốn sống phía trước, ta không dám bảo đảm, chính mình có thể làm ra cái gì chuyện khác người. Trung niên nam nhân một phách sofa tay vịt, người uy hiếp ta. Không, Trương Huyền lắc đầu, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi, ta an bài người, bảo hộ người nhà của ta, có cái gì vấn đề sao? Bảo hộ người nhà của ngươi không thành vấn đề, nhưng ta xin khuyên ngươi, không cần làm sự, đây là hoa hạ, không phải ngươi quang minh đảo. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói. Yên tâm, Trương Huyền duỗi tay vỗ vỗ trung niên nam nhân bả vai. Trương Huyền này một động tác, làm đứng ở chung quanh bảo tiêu, đồng thời đề ra khẩu khí. Trương Huyền hướng những cái đó bảo tiêu làm cái an tâm ánh mắt, theo sau hướng trung niên nam nhân nói, đừng quên, ta cũng là hoa hạ người. Các ngươi ở bên ngoài nhiệm vụ, ta ra quá lực, cũng không ít đi, nếu ta đi tham gia quân ngũ, có thể lấy huân chương, chỉ sợ có thể treo đầy một mặt tường. Trung niên nam nhân bĩu môi, không nói gì, bởi vì hắn biết, Trương Huyền nói chính là sự thật,
Hoa Hạ bên ngoài nhiệm vụ, Quang Minh đảo đích đích xác xác giúp đỡ không ít. Được rồi, trung niên nam nhân vung tay lên, ta không cùng ngươi xả này đó, ngươi an bài người, không cần làm sự, ta sẽ không quản ngươi, ta hôm nay tới, là hỏi ngươi mặt khác một sự kiện, ta nhìn đến, ngươi ở Mông tỉnh Tả Thị, ta nhìn không tới thời điểm, ngươi lại ở đâu? Triệu thị sự, cùng ngươi có hay không quan hệ? Ta nói, ngươi cũng quá để mắt chúng ta Quang Minh đảo đi. Trương Huyền cười khổ một chút, thị tộc ta còn là biết đến, ngươi cảm thấy, chúng ta Quang Minh đảo thực lực, có thể cùng thị tộc so sánh với. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền, ước chừng nhìn chằm chằm hơn 20 giây, mới đứng dậy nói, thị tộc sự, các ngươi Quang Minh đảo ngàn vạn không cần nhúng tay. Đương nhiên, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo quá ta nhật tử. Trương Huyền dựa vào trên sofa. Trung niên nam nhân sửa sang lại hạ cổ áo, nhớ kỹ ta nói, các ngươi Quang Minh đảo, tuy rằng dưới mặt đất thế giới, có chí cao vô thượng địa vị, nhưng thị tộc, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trung niên nam nhân nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Một chúng bảo tiêu đại tùng một hơi, vây quanh ở trung niên nam nhân bên người, đi ra lâm thị. Trương Huyền nhìn thời gian, cũng liền vừa mới mau 10 giờ bộ dáng. Trương Huyền đơn giản hỏi bí thư lý cầm hạ cái kia buôn bán phòng chìa khóa, chính mình qua đi chuyển động một vòng, thuận tiện tìm người lại đây liền đem phòng ở cấp trang. Cái này buôn bán phòng, khoảng cách lâm thị đại lâu, cũng bất quá 1 km nhiều một chút, làm tiếp cận Ngân Châu CBD phố buôn bán, một cái 300 nhiều bình buôn bán phòng, sao cũng có 300 vạn mới có thể xuống dưới. Trương Huyền đi vào này phố buôn bán, nhìn lướt qua, lượng người ở Ngân Châu, có thể nói là tương đương thật lớn. Toàn bộ phố chỉ có chính mình cầm chìa khóa cái này buôn bán phòng là đóng lại, còn lại toàn bộ đều ở buôn bán, vô luận là bình thường tiệm trà sữa, vẫn là tiệm cơm, cửa hàng bán hoa, đều là dòng người dày đặc. Trương Huyền lấy ra chìa khóa, mở ra kia gian không có trang hoàng buôn bán cửa phòng, đi vào đi đánh giá lên. Chương 655 đồng hành là thù. Ở Trương Huyền mở ra này gian buôn bán phòng đại môn đệ nhị phút, liền có rất nhiều người, từ từng người mặt tiền cửa hàng chung. Đi ra, tò mò hướng bên trong nhìn. Gia nhân này lưu lượng thật lớn thương phố chung, chỉ có này một gian buôn bán phòng, là vẫn luôn ở vào để đó không dùng trạng thái, cái này làm cho rất nhiều người đều ở tò mò, này buôn bán phòng rốt cuộc là của ai? Như thế nào vẫn luôn đóng lại môn? Phải biết rằng, chẳng sợ chính mình không cần, đem này phòng ở thuê, mỗi một năm cũng là gần 10 vạn thu vào A, còn không cần chính mình gánh vác các hạng dưỡng phòng phí dụng. Nhưng cố tình này buôn bán phòng trên cửa, cũng không có gì cho thuê chữ viết. Trương Huyền ở buôn bán trong phòng dạo qua một vòng, đồng thời gọi điện thoại đi ra ngoài, liền an bài người lại đây trang hoàng, dù sao sở hữu sự tình, bằng mau tốc độ làm tốt, công ty bảo an mau chóng khai lên, cũng làm cho chính mình người quang minh chính đại xuất hiện ở Ngân Châu, bảo hộ chính mình bên người người an toàn. Trương Huyền đi ra buôn bán phòng, mới ra môn, liền thấy 4-5 người, có nam có nữ. Đối với chính mình ở này gian buôn bán phòng chỉ trỏ trỏ. Tiểu tử, này phòng ở là của ngươi. Một người phụ nữ trung niên vừa thấy Trương Huyền ra tới, lập tức hỏi. Đúng vậy, Trương Huyền gật gật đầu, kỳ quái nói, làm sao vậy? Tiểu tử, người này phòng ở liền vẫn luôn như vậy không, cũng không cần, cũng không thuê. Phụ nữ trung niên nói lời này thời điểm, chính mình đều cảm giác được có chút đau lòng, đây chính là bao nhiêu tiền a? Trương Huyền cười cười. Cũng lười đến giải thích này phòng ở là lâm thị gì đó, tùy tiện tìm cái lý do thoái thác, ta này vẫn luôn ở nơi khác, cũng không cố thượng. Ai, này thuê cũng là tốt ha, ta xem này phòng ở đều không 3 năm. Phụ nữ trung niên vẻ mặt thịt đau. Trương Huyền cười cười, không có để ý, hắn nghèo thời điểm, nhặt rác rưởi ăn, nhưng có tiền lúc sau, liền tiếp xúc không phải này đó tiền trinh, cho nên cũng không phương diện này khái niệm. Một người hơn 30 tuổi. Dáng người hơi chút có chút cường tráng trung niên nam nhân, trên dưới đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, tiểu tử, ngươi này phòng ở là của ngươi. Thuê sao? Trương Huyền lắc lắc đầu, không thuê, ta chính mình phải dùng, chuẩn bị khai ra công ty bảo an. An bảo, này trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi. Đúng vậy, còn hy vọng đại gia về sau nhiều hơn chiếu cố. Trương Huyền cười cười, theo sau đóng lại cửa hàng môn, đi nhanh rời đi. Lão đường. Hắn này khai công ty bảo an, không phải cùng ngươi đối thượng sao? Một người cùng Trương Huyền không sai biệt lắm đại thanh niên, đối kia dáng người cường tráng trung niên nam nhân nói nói. Này trung niên nam nhân, tên là Đường Chí Hổ, hắn cũng tại đây con phố khai cái công ty bảo an, sinh ý còn tính không tồi, hiện tại người này cũng khai công ty bảo an,
kia chẳng phải là cùng chính mình đoạt sinh ý sao? Đường Chí Hổ đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng, một tên mao đầu tiểu tử, cùng ta đối thượng, hắn cũng xứng. Ta liền trang hoàng, đều làm hắn trang không thành. Hoa Hạ có câu nói, chính cái gọi là đồng hành là oan gia, lời này một chút đều không giả, phàm là đồng hành người, đặc biệt là loại này khách hàng quần thể khan hiếm duy nhất ngành sản xuất, nhìn thấy đồng hành, kia thật hận không thể đối phương dây tiếp theo liền phá sản. Trương Huyền rời đi này phố thời điểm, vừa vặn đi ngang qua đường Chí Hổ cửa hàng, nhìn thoáng qua, trang hoàng cũng không tệ lắm, cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Rời đi cửa hàng này mặt, Trương Huyền trực tiếp trở lại Lâm Thị, làm bí thư lý cấp phía chính phủ báo bị một chút trang hoàng sự, lại cùng Giang Tĩnh liên hệ một chút về buôn bán giấy phép sự, này liền an bài người đi. Trương Huyền cấp Phí Lôi Tư gọi điện thoại, làm Phí Lôi Tư tùy tiện tìm cái thiết kế sư tới, một cái toàn cầu đứng đầu thiết kế sư, cùng ngày mua sớm nhất vé máy bay, đi trước Ngân Châu, đồng thời, một cái toàn cầu đứng đầu thi công đội, mang theo đứng đầu thiết bị, đem tốt nhất tài liệu ở cùng ngày không vận đến Ngân Châu. Thập phần phong cách bất đồng thiết kế đồ, ở vào lúc ban đêm, liền gửi đi tới rồi Trương Huyền di động thượng, hơn nữa hiện ra lập thể hình dạng, cùng Trương Huyền lựa chọn, Trương Huyền chọn lựa một cái hoa hạ phong trang hoàng phong cách. Một ngày thời gian, liền ở một ít vụn vặt giờ chi gian qua đi. Trang hoàng sự, Trương Huyền liền giao cho những cái đó thi công đội cùng thiết kế sư đi làm, chính mình căn bản không cần nhọc lòng, hắn hôm trước làm phòng làm việc mập mạp liên hệ 300 người, cũng đã đúng chỗ. Đã đến Ngân Châu những người này, kia đều là tinh anh trong tinh anh, Trương Huyền chỉ cần hạ đạt một cái bảo hộ mệnh lệnh, bọn họ liền biết chính mình nên làm cái gì. Giữa trưa, Trương Huyền chạy đến Lâm Thị tầng cao nhất, mang theo mỗi ngày, còn có Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu chuẩn bị đi ăn cơm, còn chưa đi ra công ty đâu, Phí Lôi Tư điện thoại liền đánh tới. Lão đại, người đi cái kia buôn bán phòng nhìn xem đi, ra điểm sự, ta kêu lên đi người cũng không dám tùy tiện xử lý. Ra điểm sự. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, hành, ta đây liền đi xem. Cắt đứt điện thoại, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm tam nữ lộ ra xin lỗi biểu tình, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Thanh Hạm thanh âm liền trước tiên vang lên, người phải có sự liền đi trước vội, chúng ta ba cái đi ăn cũng giống nhau. Trương Huyền xin lỗi nói, buôn bán phòng trang hoàng bên kia gặp vấn đề, buổi tối ta thỉnh ăn cơm, coi như tạ tội. Hảo, Lâm Thanh Hạm gật đầu. Nhoẻn miệng cười, buổi tối cần thiết mời chúng ta ba cái ăn bữa tiệc lớn. Nhất định, Trương Huyền tới cái kia phố buôn bán khi, liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình đang ở trang hoàng môn cửa hàng trước dừng xe vị thượng, hai chiếc Land Rover xe đem dừng xe vị trực tiếp bá chiếm. Trương Huyền nhớ rõ, cái này dừng xe vị, cũng không phải công cộng dừng xe vị, đã bị Lâm Thị một khối mua. Mà một chiếc vận chuyển trang hoàng tài liệu trang hoàng xả. Giờ phút này bị này hai chiếc Land Rover xe đổ, căn bản tiến không đến cửa hàng trước cửa, bao gồm cửa tiệm, cũng nghe một chiếc Land Rover, đem cửa hàng môn một nửa phá hỏng, trang hoàng tài liệu đều không thể hướng tiến dọn. Con đường này là có văn bản rõ ràng quy định, cửa tiệm không được đỗ chiếc xe. Đương Trương Huyền lại đây thời điểm, một người hơn 20 tuổi nữ tính đi đến Trương Huyền trước người, cung kính mở miệng, Trương tiên sinh ngài hảo. Tên này nữ tính. Chính là Phí Lôi Tư tìm tới thiết kế sư, Phí Lôi Tư cũng không có nói cho tên này thiết kế sư Trương Huyền thân phận, chỉ cho nàng nói là một người tôn quý khách nhân, muốn bảo trì cung kính. Đây là làm sao vậy? Trương Huyền quét kia tam chiếc Land Rover xe liếc mắt một cái, nghi hoặc nói. Trương tiên sinh, này tam chiếc xe bị người cố ý đỗ ở chỗ này, chúng ta tìm giao cảnh tới xử lý, giao cảnh cũng chỉ có thể cho dán điều xử phạt, vô pháp di xe. Thiết kế sư hướng Trương Huyền nói. Xe là ai đình, Trương Huyền khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, chính mình trang cái môn cửa hàng, còn có thể gặp được loại sự tình này. Cái kia, thiết kế sư chỉ một chút đường Chí Hổ công ty bảo an, giờ phút này đường Chí Hổ, cùng hai cái đồng dạng dáng người cường tráng. Hắn, Trương Huyền nhìn mắt đường Chí Hổ, ngày hôm qua, hắn liền cảm giác người này xem chính mình ánh mắt có chút không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đúng vậy, thiết kế sư gật đầu, xe đều là hắn đình lại đây. Trương Huyền đi nhanh chiều đường Chí Hổ đi qua, mở miệng nói, anh em, ta này trang hoàng đâu, người đem xe ngừng ở này, chỉ sợ không thích hợp đi. Đường Chí Hổ ba người nhìn đến đi tới Trương Huyền, cũng nghe đến Trương Huyền nói, như cũ không ngừng trò chuyện, hoàn toàn đem Trương Huyền làm lơ. Chương 656 bị đoạt. Trương Huyền nhìn trước mắt liều đến chính hoan ba người, lại lần nữa mở miệng, ca mấy cái, xe đình kia chỉ sợ không thích hợp đi, dịch một chút.
Không phải, người tiểu tử này là ai à? Một người cường tráng nam nhân không kiên nhẫn nhìn mắt Trương Huyền, không thấy chúng ta ca mấy cái chính nói chuyện phiếm đâu. Các ngươi xe che ở ta cửa tiệm, Trương Huyền duỗi tay một lóng tay. Nga, kia cường tráng nam nhân gật đầu, theo sau đem ánh mắt rời đi, tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Ca mấy cái, thật không dịch xe, Trương Huyền lại lần nữa hỏi một tiếng. Ta nói ngươi có phiền hay không? Đường Chí Hổ lộ ra một bộ không kiên nhẫn biểu tình, ta xe hư kia, như thế nào dịch, nếu không ngươi đi cho ta tu hảo. Hành đi, Trương Huyền nhún vai, đi đến một bên, lấy ra di động. Đường Chí Hổ ba người nhìn rời đi Trương Huyền, đều lộ ra một mặt cười lạnh. A Hổ, liền tiểu tử này, còn khai công ty bảo an. Tìm vài người giáo huấn một chút được, vừa mới tên kia cường tráng nam nhân như vậy nói. Không cần thiết, Đường Chí Hổ lắc lắc đầu, cùng một cái tiểu tể tử, không đáng, làm hắn vô pháp trang hoàng là được. Đường Chí Hổ ba người phao hồ trà, ngồi ở cửa tiệm nhàn nhã uống lên, rất có hứng thú nhìn Trương Huyền cửa tiệm, trang hoàng chiếc xe vẫn luôn ngừng ở ven đường. Ha ha, A Hổ, người nói tiểu tử này có thể căng mấy ngày? Một ngày vẫn là hai ngày, kia cường tráng nam nhân hỏi. Tùy hắn liền, dù sao ta đem xe đỉnh kia cả đời đều được, hắn tìm tới trang hoàng đội, một ngày đến cho người ta cấp bao nhiêu tiền. Đường Chí Hổ vẻ mặt không sao cả nói. Đang lúc Đường Chí Hổ rào rạt đắc ý khi, liền thấy một chiếc thi công xe mở ra, vài tên thi công công nhân, nâng thi công dùng tài liệu, chiều Trương Huyền kia ra cửa hàng đi đến. Trương Huyền cửa tiệm, bị Đường Chí Hổ kia chiếc Land Rover lấp kín một nửa. Công nhân khiêng tài liệu, liền giống như không nhìn thấy này chiếc đổ ở cửa Land Rover giống nhau, dùng sức hướng bên trong cánh cửa tễ đi. Đại hình trang hoàng tài liệu đụng vào Đường Chí Hổ trên thân xe, đem Đường Chí Hổ kia chiếc mới tinh Land Rover trang gồ ghề lồi lõm, sơn cũng cọ rất một khối to. Một màn này, làm Đường Chí Hổ vô pháp lại tiếp tục xem đi xuống, hắn vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa hướng cửa tiệm Trương Huyền quát, tiểu tử, người có ý tứ gì, không gặp ta xe đỉnh như vậy. Trang hoàng không có mắt. Đừng nóng vội, Trương Huyền hướng Đường Chí Hổ cười một chút, ta đã gọi điện thoại báo nguy, cảnh sát sẽ đến xử lý chuyện này, đảo thời điểm đem ngươi xe kéo đến sửa chữa xưởng, bao nhiêu tiền ta cho ngươi bồi liền xong việc. Đường Chí Hổ nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Trương Huyền, hắn thật đúng là không nghĩ tới, tiểu tử này có biện pháp này, đem chính mình xe kéo sửa chữa xưởng tu hảo tuy rằng nếu không thiếu tiền, nhưng tổng so với hắn này đó thi công đội vẫn luôn ở cửa háo cường. Đường Chí Hổ cấp Trương Huyền vươn một cái ngón tay cái, tiểu tử, ngươi rất nghiêu à, ta nhìn xem ngươi mặt sau như thế nào nghiêu. Đường Chí Hổ nói xong, vung cánh tay, đi nhanh rời đi. A Hổ, làm sao vậy? Đường Chí Hổ kia hai cái bằng hữu thấy hắn sắc mặt khó coi đi tới, ra tiếng hỏi. Không có việc gì, Đường Chí Hổ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra hận ý, liên hệ vài người, chờ tiểu tử này khai trương ngày đó, cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Thực mau, cảnh sát lại đây, xử lý xong Trương Huyền cửa tiệm chiếc xe hoa thương sự, phán định Trương Huyền toàn trách bồi thường, đem chiếc xe vận hướng sửa chữa xưởng tiến hành sửa chữa. Ở cảnh sát phán định hoàn thành sau, Đường Chí Hổ bước nhanh đi tới, hướng cảnh sát nói, này xe, sở hữu linh kiện đều cần thiết cho ta đổi nguyên xưởng kiện, ta muốn chính mình tìm sửa chữa xưởng. Có thể, tôi tiến hành sự cố phán định cảnh sát gật gật đầu, đây là công dân bình thường quyền lực. Đường Chí Hổ cười lạnh một tiếng. Hắn ở vừa mới, cho chính mình khai sửa chữa xưởng bằng hữu gọi điện thoại, đợi lát nữa đem xe buông tha đi thu thời điểm, từ đầu tới đuôi đều đại thu một lần, một ít có vẻ lão hóa phần cứng, đều trước trộm tháo dỡ, mặt sau thay sở hữu linh kiện, tất cả đều nhập khẩu, dùng quý nhất tốt nhất. So với hắn nguyên trên xe trang, còn muốn hảo. Một chiếc xe tải, đi vào nơi này, đem Đường Chí Hổ Land Rover kéo đi, tiến hành sửa chữa. Đường Chí Hổ nhàn nhã nằm ở cửa tiệm ghế bập bênh thượng. Chờ đợi Trương Huyền hối hận biểu tình. Mười mấy phút sau, Đường Chí Hổ điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, A Xuyên. A Xuyên, chính là Đường Chí Hổ sửa chữa xưởng bằng hữu. A Hổ, người kia xe mua bảo hiểm sao? A Xuyên lời nói chung, mang theo chút nôn nóng hương vị. Bảo hiểm, ta mua kia ngoạn ý làm gì? Đường Chí Hổ khinh thường cười, liền một dao cường hiểm, làm sao vậy? Kia xong rồi, người mau báo cảnh sát đi. Báo nguy, báo cái gì cảnh, Đường Chí Hổ vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không phải làm ta trước đem xe khai trong kho tháo dỡ linh kiện sao? A Xuyên nói. Đúng vậy, người hủy đi liền xong rồi, đến lúc đó toàn tính kia tiểu tử trên đầu, sao? Đường Chí Hổ mắng. A Hổ,
mới vừa vọt vào tới một đám người, đem xe cấp đoạt A. A Xuyên trong giọng nói, đều mang theo một loại khóc nức nở. Cái gì, Đường Chí Hổ một chút từ ghế bập bênh thượng nhảy dựng lên, xe bị đoạt. Đúng vậy, A Hổ, vậy phải làm sao bây giờ A? A Xuyên nôn nóng thẳng dậm chân. Sao, đương nhiên là báo nguy, Đường Chí Hổ chửi ầm lên một tiếng. Nhưng chúng ta báo nguy sao nói A, tháo dỡ linh kiện sao? A Xuyên hiện tại không biết làm sao. Thảo, Đường Chí Hổ trực tiếp cắt đứt điện thoại, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trương Huyền, nếu không phải tiểu tử này, chính mình sao có thể ra việc này, tất cả đều là bởi vì hắn. Lần này, Đường Chí Hổ thật đúng là không sai quái Trương Huyền. Ở A Xuyên cấp Đường Chí Hổ gọi điện thoại đồng thời, Trương Huyền di động thượng thu được một cái video tin tức, video chung một màn, chính là một chiếc đang ở thiêu đốt Land Rover xe. Đối với Đường Chí Hổ loại người này, Trương Huyền căn bản không có nhiều cho hắn mặt, nếu là đổi khi khác, Trương Huyền trực tiếp liền tìm người tới cấp Đường Chí Hổ băm, bất quá ngày hôm qua buổi sáng mới thấy Hoa Hạ tối cao một tầng lãnh đạo, chính mình lại tính toán an bài 300 cá nhân tiến vào, nhiều ít vẫn là phải cho chút mặt mũi, thiếu chọc điểm sự. Giải quyết chiếc xe đổ môn xong việc, Trương Huyền liền rời đi, trực tiếp trở về Lâm Thị. Tiến Lâm Thanh Hạm văn phòng đại môn, Trương Huyền liền thấy Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu hai người, chính cùng nhau ngồi ở Lâm Thanh Hạm trước máy tính, hai nàng mày liễu, đều có chút hơi nhíu. Đây là làm sao vậy? Chuyện gì đêm này hai cái tiên nữ đều khó tới rồi? Trương Huyền vừa vào cửa, liền cười nói. Tần Nhu nghe được lời này, sắc mặt mất tự nhiên đỏ bừng một chút. Người trở về vừa vặn, Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu nhìn mắt Trương Huyền, hướng Trương Huyền phất phất tay. Trương Huyền đi đến hai nàng phía sau, nhìn màn hình máy tính, kia mặt trên các loại phức tạp số liệu, hắn liếc mắt một cái liền xem minh bạch, hỏi, như thế nào, hai người tính toán tiến hành một ít thu mua. Đây đều là Triệu Thị đồ vật, Lâm Thanh Hạm mở miệng, gần nhất một đoạn thời gian, Triệu Thị không biết đã xảy ra chuyện gì, cổ phiếu bắt đầu đại biên độ hạ ngã, bao gồm thật thể sản nghiệp, cũng đều đã chịu đánh sâu vào, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, tài sản co lại 10%, thả cái này tình huống, còn ở liên tục đi xuống.